trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật Tại Tâm Aracha, Trường Tâm và Thanh Long biên dịch, nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu. Aracha sinh năm 1918 tại một ngôi làng phía bắc Thái Lan. Ngài xuất gia sa di từ lúc còn nhỏ và thọ giới tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài hành theo truyền thống Đầu Đà của các sơn tăng trong nhiều năm. Mỗi ngày, ngoài việc đi khất thực và chuyên tâm hành thiền, Ngài còn đi đó đây truyền bá giáo pháp. Aracha hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư lỗi lạc, trong đó có Ngài Achanmun, một vị thiền sư danh tiếng được kính trọng vào thời bấy giờ. Aracha đã chịu nhiều ảnh hưởng của Ngài Achanmun. Aracha viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Pa Bon, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan. Aracha là một vị thiền sư giác ngộ. Ngài đã phát tâm từ bi, mang niềm an lạc đến cho mọi người một cách trực tiếp qua những bài giảng rất chi tiết và phong phú, rõ ràng về nội dung cũng như tận tụy chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác. Lời dạy của Ngài thật đơn giản: hãy để sự vật tự nhiên, đừng dính mắc và xả bỏ tất cả. Sự vật thế nào, hãy để y như vậy. Những lời dạy ngắn gọn trong cuốn Phật Tại Tâm được ghi chép lại từ những bài thuyết pháp mà Ngài Aracha đã dạy cho các Phật tử, nhất là các học trò Tây Phương. Lời văn thật xúc tích, dí dỏm và đi thẳng vào tâm người đọc. Nhận thấy giá trị và tầm quan trọng của cuốn sách thật ý nghĩa trong cuộc sống ngày nay, khi mà những giá trị đích thực của cuộc sống đang ngày một mai một, thay vào đó là sự tham lam, lòng vị kỷ cá nhân và những tâm hồn đang khô héo, rối loạn, quay cuồng chạy theo thế lực của đồng tiền và sự tác động của nền kinh tế toàn cầu hóa. Chính sự cấp thiết đó, chúng tôi cố gắng diệt ngữ cuốn sách này để chia sẻ đến bạn đọc, đặc biệt là những người tu học và yêu mến đạo Phật. Khi đọc cuốn sách này, ác quý vị cảm thấy tâm hồn mình an lạc hơn, cuộc sống thật ý nghĩa hơn và sống với tâm từ bi trong một thế giới đầy bất ổn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã không tiếc thời gian công sức để dịch tác phẩm này. Cảm ơn các chư sư và quý tăng ni Phật tử đã đóng góp cho tác phẩm này. Xin tất cả hoan hỷ với phước báo này. Mặc dù hết sức cố gắng diệt ngữ, nhưng còn nhiều thiếu sót và sai lầm. Mong quý bạn đọc thông cảm và chung tay góp ý kiến để tác phẩm hoàn thiện hơn. Xin hoan hỷ tất cả. Mùa an cư Phật lịch 2554, năm 2010, Tú Khương. Đường về giới Phật. Đức Phật và hàng môn đệ đã du hành khắp miền thôn giả và những khu rừng rậm Ấn Độ, kêu gọi mọi người hãy cùng Ngài trao dồi trí tuệ, mở rộng tình thương, sống đời giản dị của một khất sĩ, hy sinh tất cả cho sự bình an, tỉnh thức. Nếu bạn muốn thấy nếp sống giản dị trong rừng, muốn tìm những người hành thiền với chiếc y vàng khiêm nhường và chiếc bát đơn giản như Đức Phật, bạn phải rời phố thị náo nhiệt, bỏ lại sau lưng những ngôi chùa đồ sộ, những ngọn tháp cao vút ấy. Nếu đất nước bạn đến là Thái Lan, một nơi có nhiều chùa và nhà sư nhất, bạn phải đáp xe lửa ở gần nhà ga Hulampang đông đúc, đón chuyến xe sớm nhất đi lên miền cực bắc rừng núi âm u hay xuống tận miền nam đất bằng hoang dã. Chỉ vài giờ sau, bạn đã ra khỏi phố thị ồn ào, xa rời những khu thương mại sầm uất và không còn nhìn thấy
những căn nhà lụp sụp nằm dài hai bên đường xe lửa. Bạn đi xuyên qua những cánh đồng lúa hình bàn cờ được phân chia một cách đều đặn và nhịp nhàng bằng những bờ ruộng, những con lạch và những đường dẫn nước nhỏ. Ở tận chân trời của biển lúa ấy, cứ dài ba dặm bạn lại thấy những hòn đảo nổi, đó là khòm kè hay khóm chuối rậm rạp. Nếu xe quả đến gần hơn một trong những hòn đảo nổi ấy, bạn sẽ thấy ẩn hiện trong khóm cây tùm một mái chùa màu cam và những ngôi nhà gỗ đơn sơ. Đó là hình ảnh những ngôi làng Đông Nam Á. Mỗi ngôi làng chừng 500 đến 2.000 dân là đã có ít nhất một ngôi chùa. Chùa là nơi cầu nguyện, lễ bái, hội họp, đồng thời cũng là ngôi trường làng. Đây là nơi phần lớn thanh niên trai tráng đến tuổi 20 vào xuất gia trong khoảng thời gian 1 năm hay 3 tháng, học hỏi đạo pháp, hầu trở nên một thành viên trưởng thành của xã hội. Chùa được điều hành bởi một vài nhà sư lớn tuổi, giản dị và thiện chí. Những nhà sư này học hỏi một số kinh sách cổ, hiểu biết nghi lễ và giáo lý căn bản để đảm nhận vai trò như một giáo sĩ của làng. Chùa là một thành phần, cũng là một đơn vị tô điểm thêm cho nét đẹp của làng, nhưng đấy không phải là nơi mà bạn phải tìm. Xe quả của bạn phải đi thẳng mãi lên miền Bắc, đến kinh đô cũ của xứ Ayutthaya. Dưới di tích những ngôi đền lộng lẫy đã bị sụp đổ và những lâu đài cổ kính hoang tàn vì bị cướp phá hàng thế kỷ trước đây trong trận chiến tranh với Vương quốc lân cận. Lưu lại trong đám hoang tàn đổ nát ấy là những ngôi tượng Phật khổng lồ, điềm nhiên qua sương gió của thời gian. Bây giờ xe lửa của bạn rẽ về hướng đông đến tận biên giới Lào, xuyên qua cao nguyên Korat. Bạn phải mất vài giờ nữa để băng qua bình nguyên với ruộng lúa và làng mạc, nhưng dần dần ruộng đồng và làng mạc trở nên thưa thớt và nghèo nàn hơn. Ở đây bạn không còn thấy những rạch nước và những ngôi vườn cây trái sum suê của miền Trung Thái. Cảnh vật trở nên hoang dã, nhà cửa có vẻ nhỏ nhắn và đơn sơ hơn. Những ngôi chùa làng vẫn còn lấp ló, nhưng cũng nhỏ bé và đơn giản hơn. Ở đây lối sống cổ xưa tự túc được duy trì. Bạn có thể nhìn thấy những phụ nữ khoác mình bằng chiếc khăn dệt tay nép bên ngưỡng cửa e thẹn nhìn khách lạ. Những nông dân đang chăm chỉ làm việc ngoài đồng dưới ánh nắng thiêu đốt, và bọn trẻ con chăn trâu trong những con mương nước đục ngầu dọc theo đường xe lửa. Vùng thôn giả ít phát triển này là nơi còn duy trì được truyền thống của các sơn tăng. Đây là vùng giữ được vẻ thiên nhiên của rừng rậm, núi đồi và những vùng đất hoang chưa bị bàn tay con người sửa đổi. Nhiều thế kỷ qua, chốn quê mùa này đã hỗ trợ tích cực cho các tu viện với những nhà sư sống bình lặng, đơn giản trong rừng. Là một khu hoang sơ ít người biết đến, nhưng nơi đây đã đóng góp lớn lao vào việc duy trì và thể hiện sự giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Phần lớn những nhà sư ở đây không đóng vai trò của một giáo sĩ làng, không dạy học, cũng không học hỏi nghiên cứu, duy trì kinh điển cổ xưa như những nơi khác. Chủ đích của họ là sống trọn vẹn và thực hành việc quán xét và bình lặng tâm hồn bằng chính con tim và khối óc của mình. Đó là thực hiện những lời giáo huấn của chư Phật. Những lời dạy của Đức Phật và phương pháp hành thiền có còn thích hợp với thời đại này nữa không? Thiền minh sát và tỉnh thức có cần thiết cho những người sống trong một xã hội tân tiến và phức tạp không? Đến nơi, bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi biết đã có nhiều người Tây Phương tìm đến đây trước bạn. Từ năm 1965, đã có hàng trăm người Âu Mỹ như bạn định thăm viếng và học hỏi trong những khu rừng hoang dã này. Một số đến học hỏi một thời gian ngắn rồi trở về, đem những gì mình đã học hỏi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Một số khác đến ở lâu hơn hoặc xuất gia tu một vài năm, đến 5-7 năm, rồi trở về. Một số khác nữa nhận thấy đời sống trong rừng phong phú
và cần thiết nên quyết định ở lại luôn cho đến bây giờ. Mỗi nhóm đều nhận được những lời dạy trực tiếp qua con tim và khối óc của mình và được cung ứng một lối sống ý thức và sáng suốt. Mới đầu phương pháp có vẻ dễ dàng và giản dị, nhưng sau một thời gian cố gắng thực hành lối sống của Đức Phật, họ sẽ thấy đây không phải là việc giản dị dễ dàng. Mặc dù ở đây đòi hỏi một sự cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng sau một thời gian thực hành, họ sẽ tìm được những gì mà họ muốn tìm. Họ sẽ cảm thấy rằng trên thế gian này không có gì quý báu hơn việc tìm ra được pháp bảo hay chân lý trong chính cuộc sống của họ. Thiền viện Wat Pa Bon. Ngay từ lúc bước chân đến chốn thiền lâm như chùa Wat Pa Bon này, bạn sẽ thấy tinh hoa của pháp hành nằm ở đây. Ngoài tiếng reo của lá rừng, bạn không còn nghe được một âm thanh nào khác nữa. Những nhà sư làm việc hay kinh hành trong yên lặng và tỉnh thức. Thiền viện Wat Pa Bon chiếm một diện tích hơn 100 mẫu Tây, chia làm 2 khu tăng ni riêng biệt. Những mái lều thô sơ đạm bạc dựng lên một cách khiêm nhường trong rừng cây xanh tươi và lối mòn yên tĩnh. Trung tâm của tu viện là một thiền đường lớn, trai đường và chánh điện. Toàn thể cơ sở trong rừng tạo nên một khung cảnh giản đơn, thoát tục, khiến người đến viếng có cảm tưởng như mình đã đến nơi giải thoát. Những nhà sư tụ tập ở những tu viện như thế này thường nép mình trong khuôn khổ kỷ luật và tri túc gọi là hạnh đầu đà. Thực hành hạnh đầu đà là truyền thống của những nhà sư sống trong rừng. Họ tự nguyện sống khắc khổ như thời kỳ Đức Phật, thọ trì 13 pháp đầu đà, tiết chế trong việc thọ nhận thức ăn, y phục, thuốc men và chỗ ở. Điều chính yếu của pháp hành này là hạn chế tư hữu, chú tâm vào việc hành thiền, mỗi ngày đi khất thực 1 lần. Lối tu hành thanh cao này còn được giữ gìn trong những khu rừng sâu Miến Điện, Thái Lan và Lào. Đây là những khu đất hoang có nhiều hang động, là chốn lý tưởng cho những người tích cực hành thiền. Những nhà sư tu hành đầu đà có truyền thống là những vị du tăng sống đơn độc hay từng nhóm nhỏ, thường di chuyển đây đó, không ở hẳn một chỗ nào. Nơi tạm trú của họ là những chiếc lều dù đơn sơ. Thiền sư Ajatong Prat và Ajamun đã bỏ ra nhiều năm kinh hành và ngồi thiền trong rừng sâu. Những lối dạy trực tiếp và đầy hiệu năng đã được các ngài và những vị sơn tăng khác giảng dạy, không phải nhằm vào những người muốn tìm hiểu, học hỏi Phật giáo để thỏa mãn tri thức hay thực hành Phật giáo bằng nghi thức thờ cúng, mà nhằm cho những ai muốn thanh lọc tâm ý và quan kiến sai lầm của mình bằng cách thực sự áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống. Những vị thiền sư nổi tiếng sống trong rừng thường được thiện tín tìm kiếm và mời ra dạy dỗ để đáp lại lòng nhiệt thành của những người ham học hỏi đạo giải thoát. Những vị thiền sư phải ngưng du hành, trú lại một khu rừng nào đó, và sau đấy những thiền viện hành hạnh đầu đà được xây dựng. Giới đà gia tăng dân số trong vòng 1 thế kỷ trở lại đây, thật khó mà tìm thấy những khu rừng dành cho các du sĩ. Do đó, những thiền viện trong rừng dành cho các thiền sư trước cũng như hiện nay trở thành nơi trú ngụ của các du sĩ hay của những nhà sư thích hành thiền. Sau một thời gian du hành đây đó để hành thiền, ngài Ajatong Prat trở về định cư trong một khu rừng rậm gần nơi sinh quán của mình và thiền viện Wat Pa Bon được xây dựng nên. Đây là một khu rừng hoang vắng, được xem là nơi đầy rắn độc, cọp beo và ma quỷ, nhưng là một nơi rất lý tưởng cho những sơn tăng. Từ những chòi tranh đơn sơ trong rừng, Wat Pa Bon đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trung tâm thiền hoàn chỉnh ở Thái Lan. Để đáp ứng nhu cầu tu học của mọi người, hơn 50 chi nhánh đã được mở ra khắp xứ Thái Lan
do những thiền sư tu học từ thiền viện Wat Pa Pong đảm nhiệm việc giảng dạy, kể cả một chi nhánh gần Wat Pa Pong dành riêng cho những thiền sinh Tây Phương muốn đến học thiền với Ngài Aja Tongrat. Phương pháp hành thiền tỉnh thức hay minh soát này là một lối thực tập thiền quán của Phật giáo được bành trướng nhanh chóng ở Tây Phương. Những lời chỉ dẫn của các vị sư hay các cư sĩ đã từng tu học trong những thiền viện trong rừng hay tại những trung tâm thiền tích cực cung ứng cho chúng ta một phương pháp phổ thông và trực tiếp để huấn luyện thân tâm. Thiền Phật giáo dạy cho chúng ta làm thế nào để đối trị với tham lam, sợ hãi, lo âu, đồng thời cũng dạy chúng ta làm thế nào để học được kiên nhẫn, trí tuệ và vị tha. Cuốn sách này nhằm mục đích cung ứng những lời hướng dẫn và ý kiến cho những ai muốn thực tập thiền. Ngài Aja Tongrat bắt đầu hành thiền từ lúc còn thơ ấu. Ngài đã đi nhiều nơi và ẩn cư nhiều năm trong rừng để hành thiền dưới sự hướng dẫn của những vị sơn tăng đắc đạo. Ngài vui cười mà kể lại rằng, lúc còn nhỏ khi chơi trò chơi với chúng bạn, Ngài thích làm sư trong khi các trẻ khác thích chơi nhà cửa. Ngài đóng trò ôm bình bát đi khất thực và bảo lũ trẻ bỏ bánh kẹo cho mình. Ngài đã hành thiền rất tích cực và kỷ luật. Nhờ thế, Ngài đã thành công. Do đó, Ngài đòi hỏi học trò của Ngài phải có đức tính kiên nhẫn và chịu đựng. Lúc còn là một vị sư trẻ, một ấn tượng sâu xa đã ảnh hưởng và hỗ trợ rất nhiều cho việc tu học của Ngài. Đó là lúc cha Ngài sắp mất, Ngài có dịp ngồi bên giường bệnh của cha nhiều ngày, trực tiếp đối diện với sự suy tàn và sự chết. Ngài kinh nghiệm này là một động cơ mạnh mẽ giúp Ngài nỗ lực hành thiền để tìm cho ra nguyên nhân sự đau khổ của mọi người và nguồn cội của sự an lạc giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thế là Ngài rũ bỏ tất cả cho sự tìm kiếm chân lý. Ngài đã gặp rất nhiều khó khăn và đau khổ, kể cả việc Ngài đâm ra hoài nghi mọi chuyện và cơ thể bệnh hoạn. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn ngồi và theo dõi, mặc dù có nhiều ngày Ngài chỉ có khóc mà chẳng làm được gì cả. Ngài gọi đó là sự thách thức hay liều lĩnh với việc hành thiền của Ngài. Cuối cùng, sự đương đầu đó đã đem lại trí tuệ, khoái hoạt tinh thần và khả năng kỳ diệu để giúp đỡ người khác. Tuy thế, tinh thần giáo pháp diễn đạt ở đây có tính cách trực tiếp và phổ thông, thích hợp cho mọi chúng ta. Ngài nhấn mạnh đến những vấn đề căn bản của con người: tham lam, sợ hãi, sân hận và si mê. Ngài nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức trước những trạng thái phiền não này, luôn luôn tỉnh thức trước những đau khổ mà chúng ta đã gây ra trong đời sống và trong thế giới chúng ta. Những lời dạy này là Tứ Diệu Đế, bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng dạy về khổ, nguyên nhân khổ và con đường đi đến diệt khổ. Phải nhìn thấy tại sao ái dục gây ra đau khổ. Hãy nhìn thấy sự thay đổi bản chất liên tục của hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác và tư tưởng. Hãy ý thức bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của đời sống. Chỉ khi nào chúng ta thấy và thừa nhận ba đặc tính ấy, chúng ta mới có thể sống trong an bình. Truyền thống tu thiền trong rừng thích hợp và tác động trực tiếp trên sự hiểu biết và sự đối kháng của chúng ta về ba chân lý trên. Truyền thống này cũng có hiệu năng trực tiếp trên nỗi sợ hãi, sân hận và ham muốn của chúng ta. Ngài dạy chúng ta phải đối diện với những phiền não của chúng ta và dùng pháp từ bỏ, kiên nhẫn, tỉnh thức để chế ngự chúng. Ngài khẩn nài chúng ta cố gắng thực hành để đừng rơi vào chỗ buồn rầu, lo lắng. Hãy tự huấn luyện để thấy rõ ràng và trực tiếp bản chất thực sự của tâm và của vạn hữu. Bao quanh Ngài là sự tỉnh thức trong tinh thần tìm hiểu, vui vẻ, ngạc nhiên, hiểu biết và bình an nội tại sâu xa. Mong rằng những lời giới thiệu và những câu chuyện trong rừng thiền ghi lại nơi đây phản ánh được phần nào tinh thần ấy và khiến bạn có cảm hứng trong việc hành thiền.
hãy thận trọng lắng nghe Ngài Ajatasattu và khắc ghi vào tâm những lời dạy của Ngài, bởi vì Ngài dạy thực hành chứ không lý thuyết, và những điều Ngài dạy liên hệ đến hạnh phúc và tự do của con người. Trong những năm đầu tiên khi Wat Pa Pong bắt đầu hấp dẫn nhiều du khách đến viếng, một loạt khẩu hiệu được gắn dọc lối đi: bạn đang ở đây đến để thăm viếng, và xin giữ yên lặng, chúng tôi đang hành thiền. Một câu khác ghi: thực hành pháp và thấy rõ chân lý là điều giá trị nhất trong đời sống, không phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu sao? Theo truyền thống, bát chánh đạo nói đến 8 chi đạo như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, vân vân. Nhưng chân bát chánh đạo ở trong chúng ta là hai mắt, hai tay, hai mũi, một lưỡi và một thân. 8 cửa này là toàn thể đạo, tức con đường. Tâm con người đi trên con đường ấy, biết những cửa này và quan sát chúng, thì tất cả giáo pháp sẽ hiện khởi. Cốt tủy của đạo rất đơn giản, chẳng cần phải giải thích dông dài. Dứt bỏ yêu ghét, thản nhiên trước mọi chuyện xảy ra, đó là mục tiêu chính của việc hành thiền. Dĩ nhiên có hàng chục cách thiền định và nhiều phương pháp thiền minh sát, nhưng tất cả đều trở về chỗ: hãy để mọi sự tự nhiên, thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành, mát mẻ. Đức Phật không muốn chúng ta đi con đường đôi, một bên là tham ái, chìm đắm, và bên kia là sợ hãi, ghen ghét. Ngài dạy chúng ta hãy tỉnh thức trước mọi lạc thú. Sân hận, sợ hãi, bất mãn không phải là lối đi của thiền sinh. Đó là lối đi của người thế tục. Người an tịnh đi trên trung đạo, dứt tham ái sang bên trái và bỏ sợ hãi, ghen ghét sang bên phải. Người nào muốn thực hành phải theo trung đạo, không nghiêng về lạc thú hay đau khổ, mà chỉ đặt chúng xuống. Nhưng dĩ nhiên, thoạt đầu hơi khó. Chúng ta bị đá sang hai bên, lúc sang trái, lúc sang phải như quả lắc đồng hồ. Khi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, Ngài đề cập đến hai thái cực, vì đó là nơi cư ngụ của tham ái. Ái dục, hạnh phúc đá sang bên này, đau khổ và bất toại nguyện đá sang bên kia. Cả hai luôn luôn gây phiền lụy và đau khổ, nhưng khi đi trên trung đạo, bạn đặt cả hai xuống. Nếu bạn theo hai thái cực này, bạn sẽ mất hết kiên nhẫn chịu đựng và sẽ bị hất ra ngoài khi luyến ái hay sân hận lôi cuốn bạn. Bạn còn mắc bẫy như vậy bao lâu? Hãy xét xem, nếu bạn thích một thứ gì đó, bạn sẽ theo sau chúng khi yêu thích phát sinh, và dĩ nhiên nó chỉ lôi kéo bạn đi tìm sự đau khổ thôi. Tâm luyến ái thật khôn ngoan và khéo léo, rồi nó sẽ kéo bạn đi đâu nữa đây? Đức Phật dạy chúng ta hãy dứt bỏ mọi thái cực. Đó là con đường thực hành chân chính, dẫn đến nơi thoát khỏi sanh tử. Không có khoái lạc và đau khổ trên đường này, cũng không có thiện và ác, tốt và xấu. Than ôi, con người đầy ái dục, chỉ muốn tìm khoái lạc, không chịu đi trên con đường của đấng đại giác, con đường dành cho người đi tìm chân lý. Dính mắc vào hạnh phúc và đau khổ, tốt và xấu, thì không thể đi trên trung đạo, không thể trở thành người trí, không thể giải thoát. Con đường của chúng ta rất thẳng, tĩnh lặng và chánh niệm, dù phiền muộn hay phấn khởi nảy sinh, nó vẫn an tịnh. Nếu tâm bạn được như thế, bạn chẳng cần nhờ ai hướng dẫn. Bạn sẽ thấy rằng khi tâm không luyến ái, nó sẽ nằm ở trạng thái bình thường. Khi nó bị khuấy động bởi tư tưởng và cảm giác, tiến trình cấu tạo nên tư tưởng sẽ diễn ra và ảo giác thành hình. Hãy học cách nhìn tiến trình này. Khi tâm bị khuấy động, không còn ở trạng thái bình thường, nó sẽ ra khỏi sự thực hành đúng đắn để tiến đến một trong những thái cực của đam mê và ghen ghét. Từ đó, nó lại càng tạo ra nhiều ảo giác, nhiều tư tưởng hơn nữa. Nếu bạn tiếp tục quan sát tâm suốt đời chỉ làm vậy thôi, tôi bảo đảm rằng bạn chẳng bao giờ buồn chán. Nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp
và thành công trên đường đời, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn. Dù có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa, tâm của họ cũng chứa đầy những thứ vô dụng và hoài nghi. Chim kênh kênh bay cao đấy, nhưng nó ăn những thứ gì? Chân lý là sự hiểu biết vượt ra ngoài tính cách, điều kiện, tổng hợp và giới hạn của khoa học thế gian. Dĩ nhiên trí tuệ thế gian có thể dùng vào những mục tiêu tốt đẹp, nhưng trí tuệ của thế gian có thể đi ngược lại với tôn giáo và giáo dục. Cái hay, cái đẹp của trí tuệ siêu thế là có thể sử dụng kỹ thuật của trí tuệ thế gian mà không bị dính mắc vào chúng. Phải học phần căn bản trước, đó là căn bản đạo đức, giới luật, thấy được sự giả tạm của cuộc sống, thấy được hiện tượng già và chết. Đó là nơi chúng ta bắt đầu, cũng như trước khi biết đi, bạn phải biết lật, biết bò, rồi biết lái xe, và sau đó có thể lái máy bay du hành quanh trái đất. Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm, dĩ nhiên kinh điển là đúng, nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển chỉ là ngôn từ, chữ viết, mà ngôn từ và chữ viết chỉ có khả năng diễn đạt giới hạn. Chẳng hạn như danh từ sân hận, không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy, giận hờn, cũng như nghe nêu tên một người nào đó khác với gặp người ấy. Chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thật sự. Thật sự. Thật sự. Thật sự. Pháp và chánh tính. Có hai loại đức tin. Loại thứ nhất là tin tưởng một cách mù quáng vào Phật, Pháp và vị Thầy, thông thường là người đầu tiên hướng dẫn mình hành thiền hay cho mình xuất gia. Loại thứ hai là chánh tính, đức tin chắc chắn, không lay chuyển, phát sinh từ sự hiểu biết của chính mình. Mặc dù vẫn còn những phiền não khác cần vượt qua, người thấy một cách rõ ràng sự vật bên trong chính mình, có thể dứt được hoài nghi, đạt được đức tin trong việc thực hành. Bỏ hết ngôn từ sách vở và tự mình nhận thức. Việc thực hành của tôi không đặt nặng ở học hỏi hay nghiên cứu. Tôi lấy những lời dạy của Đức Phật làm căn bản và bắt đầu nghiên cứu tâm mình một cách tự nhiên. Khi thực hành, bạn hãy tự quan sát mình. Cứ thế dần dần trí tuệ và tri kiến sẽ tự phát sinh. Nếu bạn ngồi thiền mà muốn được thế này thế kia thì tốt hơn nên dẹp đi, đừng ngồi thiền nữa. Đừng kỳ vọng hay mang thêm một ý tưởng gì vào việc thực hành của bạn. Hãy xếp vào kho mọi ý niệm hay tư kiến của mình. Khi thực hành, bạn dẹp bỏ tất cả ngôn từ, biểu tượng, dự định, kế hoạch, vân vân. Có thế, bạn mới tự mình thấy được chân lý, vì chân lý không ở đâu xa, nó khởi sinh ngay tại đây. Tôi đã học giáo pháp qua kinh điển trong những năm đầu tiên. Lúc ấy, khi có thì giờ, tôi thường đến nghe những học giả, những bậc thầy thuyết giảng, cho đến khi sự học hỏi này biến thành chướng ngại nhiều hơn là hỗ trợ, tôi mới ngưng học. Thực ra, tôi đã không biết cách nghe giáo pháp vì tôi không nhìn vào bên trong. Các bậc thiền sư này đã nói đến chân lý bên trong chính mình. Khi thực hành, tôi bắt đầu hiểu rõ là nó nằm ngay trong chính tôi. Một thời gian sau, tôi thấy rằng các thiền sư này đã thực sự thấy rõ chân lý, và nếu tôi đi theo con đường của các ngài, tôi sẽ gặp những gì mà các ngài đã nói đến, và lúc đó tôi sẽ có thể nói: "Vâng, các ngài nói đúng." Còn gì nữa đâu, khi tôi kiên trì thực hành, tôi thấy quả đúng như vậy. Nếu bạn thích ở trong giáo pháp thì hãy xả bỏ, hãy để mọi chuyện diễn biến tự nhiên theo nó. Chỉ thuần học lý thuyết mà không thực hành thì chẳng khác nào bỏ hình bắt bóng. Không cần học hỏi nghiên cứu nhiều, nếu bạn dựa vào những điều căn bản và thực hành theo, bạn sẽ tự mình thấy giáo pháp. Tìm một con đường để thoát khỏi sự bất xứng ý của đời sống và đạt được hạnh phúc, bình an cho chính mình cùng tất cả chúng sinh. Khi tâm an tịnh, tức là nó đang ở trong điều kiện bình thường. Khi tâm di động thì tư tưởng hình thành.
hạnh phúc hay đau khổ là một phần của tâm hoạt động này. Bất an và tham ái cũng được hình thành như thế. Nếu bạn không hiểu rõ chuyển động này, bạn sẽ săn đuổi đằng sau tư tưởng hình thành mãi và trở thành nạn nhân của nó. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát hoạt động của tâm. Theo dõi tâm di chuyển, chúng ta có thể thấy được những đặc tính căn bản của nó. Đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Bạn nên tỉnh thức và quan sát những hiện tượng tâm lý này. Bằng cách này, bạn có thể học được tiến trình của nhân duyên. Đức Phật dạy rằng, vô minh là nhân phát sinh ra hành nghiệp và mọi hiện tượng. Hành nghiệp hay sự chủ ý này phát sinh ra thức, và thức lại là nhân của thân và tâm. Đó là tiến trình của nhân duyên. Khi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, chúng ta thấy lối dạy theo truyền thống kinh điển đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Nhưng khi tiến trình đã diễn ra bên trong chúng ta mới thấy rõ tầm quan trọng của sự thực hành. Những kẻ chỉ học pháp học mà không thực hành không thể nào theo kịp sự mau lẹ của tiến trình này. Dĩ nhiên, tiến trình của tâm được kinh điển hệ thống hóa và mô tả rõ ràng, nhưng kinh nghiệm vượt ra ngoài sách vở học hỏi. Sách vở không thể cho bạn biết đây là kinh nghiệm của si mê phát sinh, đây là những cảm giác phát sinh từ tác ý, đây là một loại tâm đặc biệt, đây là những cảm giác về sự khác biệt của thân và tâm. Cũng như khi bạn trèo cây và bị rơi xuống đất, bạn không thể nào biết được là bạn đã rơi bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc. Bạn chỉ biết bạn rơi xuống đất và thấy đau mà thôi. Không sách vở nào mô tả điều này. Sách vở nghiên cứu giáo pháp được hệ thống hóa và làm cho rõ ràng, nhưng thực tế không chỉ đi theo một lối đi đơn giản. Bởi thế chúng ta phải dùng trí tuệ sâu xa của chúng ta để nghiệm xem cái gì đã khởi sinh trong tâm kẻ giác ngộ. Kẻ giác ngộ hiểu biết qua kinh nghiệm của họ rằng tâm không phải là ta, của ta, không phải là tự ngã của ta. Khi nói cho chúng ta biết tên của các loại tâm và tâm sở, Đức Phật không muốn chúng ta dính mắc vào ngôn từ. Ngài chỉ muốn chúng ta thấy tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Ngài dạy hãy buông bỏ tất cả. Khi các pháp phát sinh ra, hãy chánh niệm, biết chúng. Tâm thực hiện được sự ghi nhận, giác tỉnh này mới là tâm được huấn luyện đúng cách. Khi tâm bị khuấy động, thì nhiều loại tâm, tâm sở, tư tưởng, phản ứng, vân vân được hình thành và nảy nở liên tục, chỉ để chúng thế, tốt cũng như xấu. Đức Phật chỉ dạy đơn giản, dứt bỏ hết. Nhưng đối với chúng ta thì cần phải nghiên cứu tâm mình để biết làm thế nào để có thể dứt bỏ chúng. Nếu nhìn những yếu tố của tâm, chúng ta sẽ thấy tâm đi theo một tiến trình nhân quả tự nhiên. Tâm sở như vậy, tâm sinh và diệt như vậy, vân vân. Chúng ta có thể thấy ngay trong sự thực hành của chúng ta. Khi chúng ta có chánh kiến và chánh niệm, thì chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng theo sau. Người giác ngộ thấy rõ từng yếu tố của tâm. Người giác ngộ chẳng khác nào một ngọn đèn. Nếu có chánh kiến, tức là có sự hiểu biết đúng, thì tư tưởng và những yếu tố khác cũng đúng. Chẳng khác nào khi thắp đèn thì ánh sáng sẽ phát sinh. Nhờ nhìn sự vật với chánh niệm, chánh kiến sẽ phát triển. Khi quan sát cái mà ta gọi là tâm, chúng ta chỉ thấy sự kết hợp của các yếu tố tâm khác nhau mà không có tự ngã. Vậy thì ta ở đâu? Cảm giác, ký ức, tất cả năm uẩn của thân và tâm đang dời chỗ như lá cuốn theo cơn gió. Chúng ta sẽ khám phá ra điều này khi chúng ta hành thiền. Thiền chẳng khác nào một khúc gỗ, minh sát và suy xét ở một đầu, an tịnh và định tâm ở đầu kia. Nhạc khúc gỗ lên, cả hai đầu đều lên cùng một lúc. Đầu nào là thiền minh sát, tức thiền quán, đầu nào là thiền định, tức thiền chỉ. Chỉ có tâm mà thôi. Nhân duyên của tâm. Bạn không thể nào tách rời định tâm và minh sát.
Chúng chẳng khác nào một trái xoài, lúc còn xanh thì chua, rồi chín thì ngọt, nhưng vẫn là trái xoài. Cái này sinh trong cái kia, không có cái đầu tiên thì không có cái thứ hai. Những từ ngữ như vậy chỉ là sự chế định để thông đạt. Chúng ta đừng dính mắc vào danh từ. Nguồn gốc của chân trí tuệ là thấy những gì ở bên trong chúng ta. Chỉ có loại học hỏi này có điểm cuối và loại học hỏi về chân giá trị. Sự an tịnh ở giai đoạn đầu tiên của định tâm phát sinh từ sự thực hành nhất tâm. Nhưng khi sự an tịnh ra đi, chúng ta lại đau khổ vì chúng ta đã dính mắc vào nó. Đạt được sự định tâm không phải là điểm cuối vì pháp hành cấu tạo và đau khổ vẫn còn hiện hữu. Thế nên Đức Phật lấy sự định tâm, sự an tịnh này để quán xét thêm nữa. Ngài đi tìm sự thật của vấn đề cho đến khi không còn dính mắc vào sự an tịnh nữa. An tịnh chỉ là một trong vô số những hình thành của tâm. Nó chỉ là một chặng trên con đường. Còn dính mắc vào sự an tịnh, tức là còn dính mắc vào sự sinh thành và hiện hữu. Bởi vì khi an tịnh chấm dứt, dao động lại bắt đầu khởi lên và bạn sẽ bị dính mắc nhiều hơn nữa. Đức Phật tiếp tục xem xét sự sinh thành và hiện hữu để tìm ra nơi chúng phát sinh. Khi nào chưa tìm ra được sự thật của vấn đề, Ngài dùng tâm mình quán xét thêm, xem xét mọi yếu tố của tâm, tìm xem chúng đã phát khởi như thế nào. Dầu có an tịnh hay không, Ngài vẫn tiếp tục xem xét cho đến khi Ngài hiểu rõ rằng tất cả những gì Ngài thấy, tất cả năm uẩn của thân và tâm giống như một thỏi sắt nóng đỏ. Khi thỏi sắt còn đang nóng đỏ, bạn có thể tìm được điểm nguội nào trên đó để sờ tay vào chăng? Năm uẩn cũng như vậy, nắm chỗ nào cũng bị phỏng cả. Bởi thế không nên dính mắc, dù đó là sự an tịnh hay định tâm đi nữa. Tham ái và si mê, tức là một miếng sắt nóng đỏ khác. Trong lúc thực hành, chúng ta thường có khuynh hướng nắm giữ, chấp thủ. Sự dính mắc này là nguyên nhân của sinh thành và hiện hữu. Khi hạnh phúc chấm dứt, đau khổ xuất hiện. Khi đau khổ chấm dứt, hạnh phúc xuất hiện. Bạn sẽ thấy chính mình không ngừng phân vân giữa thiên đàng và địa ngục. Đức Phật thấy rõ điều kiện của tâm là vậy, và Ngài hiểu đó là nguyên nhân sinh thành và hiện hữu. Tâm ở trong điều kiện đó nên sự giải thoát không hoàn thành được, trở nên hân hoan là sanh, trở nên thoái chí là tử. Có chết nên có sống, sinh và tử từ thời điểm này đến thời điểm kia kế tục nhau không dứt, như một guồng bánh xe kéo chỉ quay không ngừng. Đức Phật thấy rõ cái gì do tâm sinh ra cũng đều tạm bợ, là những hiện tượng của nhân duyên thật sự trống rỗng. Khi ánh sáng trí tuệ này phát sinh, Ngài xả bỏ tất cả, không nắm giữ gì nữa và chấm dứt đau khổ. Bạn cũng vậy, phải hiểu những vấn đề này đúng theo chân lý. Khi hiểu rõ sự vật đúng theo chân tướng của nó, bạn sẽ thấy rằng những yếu tố tạo thành tâm thường đánh lừa bạn. Tâm chẳng có gì cả, không sinh ra cũng không chết đi. Nó tự do, chiếu sáng, chói lọi, rực rỡ và không gì làm bận rộn nó cả. Tâm trở thành bận rộn chỉ vì nó hiểu sai và bị mê mờ bởi những hiện tượng có điều kiện này. Đó là ý tưởng sai lầm về tự ngã. Thế nên, Đức Phật muốn chúng ta nhìn vào tâm mình xem thử lúc đầu có cái gì. Thực ra, chẳng có gì cả. Sự trống rỗng này không sinh và diệt theo hiện tượng. Khi chứa đựng điều tốt, nó không trở nên tốt. Khi tiếp xúc việc xấu, nó cũng không trở nên xấu. Tâm trong sạch biết những đối tượng này một cách rõ ràng, biết rằng chúng không có bản chất. Khi tâm của thiền sinh an trụ như vậy, sẽ không có hoài nghi nữa. Có trở thành không? Có sinh không? Khỏi cần hỏi ai, quan sát những yếu tố của tâm, Đức Phật để chúng ta tự nhiên và trở thành người tỉnh thức trước chúng. Ngài chỉ nhìn với tâm xả, những điều kiện dẫn đến sinh không còn hiện hữu ở Ngài. Với trí tuệ hoàn toàn của Ngài, Ngài gọi chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Bởi thế nên, Ngài trở thành người hiểu biết chắc chắn.
người hiểu biết chắc chắn hay giác ngộ, thấy sự vật theo chân lý, không hạnh phúc hay đau khổ theo những đổi thay của điều kiện, đó là chân bình an, vô sinh, vô lão, vô bệnh, vô tử, không tùy thuộc vào nhân quả hay điều kiện, vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau, thiện và ác. Không còn cái gì để nói đến, không còn điều kiện nào để cải thiện nữa. Do đó, hãy phát triển tâm định, an tịnh và minh sát. Hãy học cách làm cho nó khởi dậy trong tâm bạn và thật sự dùng nó. Nếu không, bạn chỉ biết Phật giáo qua ngôn ngữ, danh từ. Mặc dù khi hiểu rành pháp học, bạn có thể đi khắp nơi giảng giải cho mọi người biết giáo pháp, những đặc tính của cuộc đời, bạn có thể thông thái, hoạt bát, nhưng khi sự vật hiện khởi trong tâm, bạn có theo được chúng không? Khi tiếp xúc với vật ưa thích, bạn có tức khắc dính mắc vào nó không? Khi gặp chuyện bực mình, người giác ngộ có giữ sự bực mình trong tâm hay họ để nó ra đi? Nếu bạn thấy những điều bạn không thích mà vẫn nắm giữ hay kết án nó, thì bạn nên suy tư như sau. Như vậy không đúng đâu, không cao thượng đâu. Nếu bạn quan sát tâm như vậy, bạn sẽ thật sự hiểu chính mình. Tôi không dùng từ ngữ trong kinh điển để thực hành. Tôi chỉ nhìn vào kẻ giác ngộ. Nếu tôi ghét người nào, tôi hỏi tại sao. Nếu tôi không thương một người nào, tôi hỏi tại sao. Những gì khởi sinh, hãy dò đến tận cội nguồn của nó, thì bạn có thể giải quyết được vấn đề yêu ghét và khiến chúng để bạn ở yên một mình. Tất cả đều trở về và khởi sinh trong kẻ giác ngộ. Nhưng không phải chỉ nghe suông là đủ đâu, phải liên tục và quyết liệt thực hành mới được. Gà hay trứng? Giáo pháp dạy chúng ta hãy buông bỏ, nhưng thoạt đầu chúng ta tự nhiên bị dính mắc vào phần lý thuyết của giáo pháp. Người trí biết sử dụng lý thuyết làm công cụ để khám phá phần tinh hoa của cuộc sống. Thế gian đầy hiểm nguy từ những yếu tố của cuộc sống, hiểm nguy từ những tên trộm. Trong chùa chiền cũng có những mối hiểm nguy như vậy. Đức Phật dạy chúng ta truy tầm những mối hiểm nguy này và đặt tên Phikhu cho người xuất gia. Phikhu có hai nghĩa: người đi sinh và người thấy được hiểm nguy tham ái trong luân hồi. Chúng sanh đầy tham lam, sân hận, si mê, bị ba loại phiền não này chế ngự, nên họ phải nhận lấy quả, gia tăng thói xấu, tạo thêm nghiệp và lại bị ngã quỵ trước phiền não. Tại sao không thể loại bỏ tham sân si? Nếu bạn có tư tưởng xấu, bạn sẽ đau khổ. Nếu bạn có sự hiểu biết đúng, bạn có thể chấm dứt đau khổ. Phải biết hiệu lực và sự tác động của nghiệp, của nhân và quả. Dính mắc vào khoái lạc sẽ nhận lấy quả khổ. Ăn quá độ thức ăn ngon thì dạ dày và ruột sẽ phản ứng và bạn sẽ nhận lấy hậu quả sau đó. Bạn vui mừng khi lấy trộm của ai vật gì, nhưng sau đó cảnh sát sẽ còng tay bạn. Khi quan sát theo dõi, bạn sẽ biết cách hành động, sẽ biết cách chấm dứt sự nắm giữ và phiền muộn. Đức Phật thấy được điều này nên cương quyết thoát khỏi mọi hiểm nguy thật sự của thế gian. Muốn thoát khỏi mối nguy hiểm của thế gian này, phải chế ngự những mối hiểm nguy bên trong chúng ta. Gió đến từ giác quan của chúng ta, thúc ép tham lam, sân hận và si mê khởi dậy, hủy diệt phần bên trong tốt đẹp của chúng ta. Thông thường chúng ta chỉ thấy gió khi gió thổi lá cây, không thấy được gió của giác quan. Gió giác quan này nếu không được theo dõi sẽ gây ra bão tố tham muốn. Lửa. Chùa chúng ta có thể chẳng bao giờ bị hỏa hoạn, nhưng tham lam, sân hận, si mê đốt cháy chúng ta luôn. Khi tham ái và sân hận khiến chúng ta có ngôn ngữ sai lầm, si mê khiến chúng ta thấy thiện ra ác, ác ra thiện, xấu thành tốt, không có giá trị thành có giá trị. Những người không hành thiền thì không thấy được, nên bị lửa đốt cháy. Nước. Mối hiểm nguy ở đây là lũ lụt phiền não trong tâm chúng ta, nhận chìm bản tính thật sự của chúng ta. Trộm. Những tên trộm chính tông không ở ngoài chúng ta. Chùa chúng ta trong vòng 20 năm nay
chỉ bị trộm một lần, nhưng năm nhóm đạo chích của tham ái, ngũ uẩn đã luôn luôn trộm cắp, đánh đập ta, hành hạ ta đủ điều. Năm uẩn này gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Một, sắc hay thân là mồi của bệnh hoạn và đau nhức. Khi nó không hợp với ý muốn của chúng ta sẽ sân hận và phiền não. Không hiểu được bản chất già và bản chất suy tàn của cơ thể nên chúng ta bị đau khổ. Chúng ta cảm thấy bị lôi cuốn bởi cơ thể kẻ khác hay có ác cảm với cơ thể của họ là ta đã bị cướp mất sự an lạc thật sự. Hai, thọ hay cảm giác. Khi đau nhức hay thích thú phát sinh, chúng ta quên rằng chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta đồng hóa mình với những xúc động của mình, và như vậy là chúng ta bị hành hạ bởi sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Ba, tưởng hay trí nhớ, tri giác. Đồng hóa mình với những gì mình ý thức và nhớ tưởng đến chuyện đã qua khiến tham sân si phát sinh. Sự hiểu biết sai lầm của chúng ta trở thành thói quen chất chứa tiềm thức chúng ta. 4. Hành, tác ý, chú ý và những yếu tố khác của tâm. Không hiểu rõ bản chất của các trạng thái tâm, tức tâm, sở, chúng ta phản ứng, suy nghĩ và cảm giác, yêu ghét, hạnh phúc và phiền muộn phát sinh, quên rằng chúng là vô thường, khổ và vô ngã, nên chúng ta mắc vào chúng. 5. Thức. Chúng ta chấp giữ các hiểu biết về bốn uẩn kia. Chúng ta nghĩ rằng tôi biết, tôi là, tôi cảm thấy và bị giới hạn bởi ảo tưởng về tự ngã, về sự phân ly giữa năm uẩn, cho rằng thức chính là tự ngã. Tất cả những tên trộm ý, sự hiểu biết sai lầm đưa ta đến hành động sai lầm. Đức Phật không có ham muốn điều này. Ngài thấy không thể tìm được chân hạnh phúc ở đây. Thế nên Ngài đã ban danh từ Phi-khu cho những ai thấy được mối hiểm nguy và tìm đường tránh thoát. Đức Phật dạy chư Tăng bản chất của năm uẩn và cách buông bỏ chúng, không dính mắc vào chúng, không xem chúng là ta hay của ta. Khi hiểu bản chất của chúng, chúng ta sẽ thấy chúng có tiềm năng làm hại lớn lao, có giá trị lớn lao. Chúng không biến mất, nhưng chúng ta không còn nắm giữ chúng như của riêng của mình nữa. Sau khi thành đạo, Đức Phật vẫn còn có thân, bệnh, có cảm giác đau khổ hay khoái lạc, có trí nhớ, có suy nghĩ, có tâm. Nhưng Ngài không dính mắc vào chúng, không xem chúng là tự ngã, là ta, là của ta. Ngài biết, Ngài hiểu chúng theo đúng bản chất của chúng. Cái hiểu biết đó cũng không phải là ta, là tự ngã. Tách rời ngũ uẩn khỏi phiền não và tham ái chẳng khác nào phát quang những bụi cây nhỏ trong rừng mà không làm hại đến cây lớn. Chỉ có sự sinh và diệt tồn tại, phiền não không còn chỗ đứng. Chúng ta sinh ra và chết đi với ngũ uẩn. Ngũ uẩn đến và đi theo bản chất tự nhiên của chúng. Khi có ai nguyền rủa ta, và nếu ta không có cảm giác về tự ngã, thì chuyện xảy ra chấm dứt theo giới lời nói và ta không đau khổ. Nếu cảm giác không vừa lòng phát sinh, hãy chấm dứt chúng ngay tại chỗ và hiểu rằng cảm giác không phải là chúng ta. Nó hại tôi, nó quấy rầy tôi, nó là kẻ thù của tôi. Một vị tỳ khưu không nghĩ như thế. Vị tỳ khưu cũng không nắm giữ sự kiêu căng hay ngã mạn. Nếu chúng ta không đứng trong tầm đạn, chúng ta sẽ không bị bắn. Nếu thư không có người nhận thì sẽ được trả lại người gửi. Thông thả đi vào cuộc đời, không bị dính mắc vào việc đánh giá các việc xảy ra. Thầy tỳ khưu an nhiên tự tại, đó là con đường niết bàn trống rỗng và giải thoát. Theo dõi năm uẩn và làm sạch khu rừng, bạn sẽ là một người khác hẳn trước đây. Rất ít người hiểu được sự trống rỗng và thực hành theo, nhưng ai làm được điều này sẽ có niềm vui lớn lao. Tại sao không thử xem? Bạn có thể trừ khử những tên trộm trong tâm và xếp đặt mọi chuyện hoàn hảo mà. Chánh kiến. Người phát triển chánh kiến bằng cách nhìn mọi vật
dưới ánh sáng vô thường, khổ và vô ngã, sẽ chấm dứt được luyến ái và mê lầm. Không luyến ái không có nghĩa là ghét bỏ. Ghét bỏ thứ gì mà bạn đã có và ưa thích trước đây thì chỉ là sự ghét bỏ tạm thời, vì sự luyến ái sẽ trở về với bạn. Không phải chúng ta đi tìm một cuộc sống khoái lạc, nhưng đi tìm sự bình an. Bình an nằm ngay trong chúng ta, được tìm thấy cùng chỗ với dao động và đau khổ. Không thể tìm thấy bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao. Bình an cũng không thể được ban phát bởi một vị thầy quyền uy tối thượng. Chỗ bạn bị đau khổ, bạn có thể tìm ra con đường để thoát khỏi khổ đau, cố gắng trốn chạy đau khổ, thấy nguyên nhân của nó và chấm dứt nó ngay bây giờ, tốt hơn là chỉ đương đầu với kết quả của nó. Bỏ đói phiền não. Những người mới bắt đầu hành thiền thường phân vân không biết hành thiền là gì. Hành thiền là cố gắng đối diện với phiền não, không nuôi dưỡng thói quen cũ. Nơi nào bất hòa và khó khăn, nơi đó là chỗ để hành thiền. Khi hái nấm về ăn, không phải đụng thứ nấm nào bạn cũng hái. Phải hiểu loại nào ăn được, loại nào là nấm độc. Việc hành thiền cũng vậy, chúng ta phải biết mối nguy hiểm phải đương đầu khi hành thiền là phiền não. Phiền não chẳng khác nào rắn độc, phải biết nó để tránh nó. Phiền não, tham, sân, si nằm ở gốc rễ của sự đau khổ và tâm ích kỷ. Chúng ta phải học cách chế ngự chúng, chiến thắng và thoát khỏi sự kiểm soát và điều khiển của chúng để làm chủ tâm mình. Dĩ nhiên cuộc chiến đấu này thật khó khăn. Khó khăn như phải xa rời người bạn thân đã sống với nhau từ thời thơ ấu. Phiền não chẳng khác nào một con mèo. Nếu cho nó ăn, nó sẽ quanh quẩn bên ta. Đừng cho nó ăn, nó sẽ không quấy rầy nữa. Lúc mới bắt đầu hành thiền, không thể nào tránh khỏi nóng nực và buồn chán. Nhưng hãy nhớ rằng chỉ có phiền não nóng. Nhiều người nghĩ tôi chưa bao giờ gặp phải sự khó khăn như vậy trước đây. Chắc có cái gì xảy ra đây. Chuyện này chẳng có gì lạ, vì trước đây khi nuôi dưỡng phiền não, bạn đã đối xử nhẹ nhàng với chúng, vuốt ve nuông chiều chúng, như người bị thương bên trong mà chỉ đắp thuốc bên ngoài nên chẳng có cảm giác gì. Bây giờ mổ ra để trị tận gốc thì chắc chắn không tránh khỏi đau đớn. Muốn đề kháng lại phiền não thì bạn đừng cho chúng ăn, ngủ theo ý muốn của chúng. Nhiều người cho làm như thế là tự hành hạ mình thái quá, nhưng đó là điều cần thiết để có sức mạnh bên trong. Bạn phải tự mình ý thức về mình, luôn luôn theo dõi tâm. Bạn có thể nghĩ rằng bạn chỉ nhìn vào kết quả mà không biết đến nguyên nhân. Giả sử cha mẹ có một đứa con, lớn lên nó không biết kính trọng cha mẹ. Cha mẹ rất đau buồn và tự hỏi, không biết thằng này từ đâu đến đây. Thật ra, đau khổ của chúng ta đến từ sự hiểu biết sai lầm, từ sự dính mắc vào những hoạt động của tâm. Chúng ta phải huấn luyện tâm như huấn luyện một con trâu. Trâu là tư tưởng của chúng ta, và người chăn trâu là thiền sinh. Nuôi trâu và huấn luyện trâu là hành thiền. Với một con trâu được huấn luyện thuần thục, chúng ta có thể thấy chân lý, chúng ta có thể hiểu nguyên nhân của tự ngã của chúng ta và chỗ chấm dứt của nó, chỗ chấm dứt mọi sầu muộn. Nó không phức tạp đâu. Mọi người đều có phiền não trong lúc hành thiền. Chúng ta phải hiểu chúng, chiến đấu với chúng khi chúng hiện khởi. Đây không phải là chuyện suy nghĩ, mà là chuyện thực hành. Cần phải có nhiều kiên nhẫn. Dần dần chúng ta sẽ thay đổi lối suy nghĩ và cảm giác theo thói quen của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy biết bao đau khổ sinh ra khi chúng ta nghĩ đến danh từ ta và của ta. Lúc ấy, chúng ta sẽ không còn chấp nữa, còn chấp nữa, còn chấp nữa, còn chấp nữa. Hạnh phúc và đau khổ. Có hai loại đau khổ. Đau khổ dẫn đến đau khổ hơn, và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Nếu anh không muốn gặp loại đau khổ thứ hai, thì anh chắc chắn sẽ gặp loại đau khổ đầu tiên. Lối dạy của Ngài Ajahn Tongrat thường thẳng thắn và trực tiếp.
khi gặp các vị sư học trò của Ngài trong khuôn viên thiền viện, Ngài thường hỏi: "Hôm nay sư có đau khổ nhiều không?" Nếu có vị sư nào trả lời có, Ngài sẽ nói: "Tốt lắm, sư phải mừng và mong muốn được như ngày hôm nay." Và Ngài cười với nhà sư về chuyện này. Bạn đã từng có hạnh phúc chưa? Bạn đã từng gặp đau khổ chưa? Bạn có từng xét xem hai loại trên, loại nào thật sự có giá trị hơn chưa? Nếu đúng là hạnh phúc thì nó sẽ không bao giờ mất. Có thể như vậy được không? Bạn phải nghiên cứu điểm này để thấy sự chân xác và thực tế. Sự nghiên cứu này, sự hành thiền này dẫn đến chánh kiến. Tâm phân biệt. Nghĩa rốt ráo của chánh kiến là không phân biệt. Thấy mọi người như nhau, không tốt cũng không xấu, không thông minh cũng không ngu dốt. Đừng nghĩ rằng mật ong ngọt và tốt, còn một số thực phẩm khác thì đắng và xấu. Mặc dù bạn có thể ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng khi cơ thể hấp thụ và bài tiết ra ngoài, chúng đều giống nhau. Một cái ly được xem là lớn khi so sánh với một cái chén nhỏ, nhưng khi đặt cạnh cái bình thì ly không còn lớn nữa. Tâm phân biệt phát xuất từ tham muốn và si mê, nó nhuộm màu mọi vật bằng lối này, đó là thế giới do chính chúng ta tạo ra. Như vậy, cái ly vốn không lớn, không nhỏ, cảm thấy lớn hay nhỏ do tâm phân biệt của chúng ta. Chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác, nên có sự phân biệt lớn nhỏ. Luôn luôn có sự bất đồng trên thế giới này. Xem xét sự bất đồng của chúng, đồng thời tìm hiểu luôn sự tương đồng nữa. Những người đến đây khác biệt nhau về văn hóa và ngôn ngữ, nhưng đừng nghĩ rằng đây là người Thái, đây là người Lào, đây là người Tây Phương. Hãy có sự hiểu biết hỗ tương và tôn trọng lối sống của nhau. Học thấy những điểm tương đồng bên trong mọi vật, tất cả đều thật sự tương đồng, đều trống rỗng. Khi đã học được, biết được sự tương đồng bên trong mọi vật, lúc bấy giờ bạn sẽ biết cách cư xử và đối diện với những bất đồng bên ngoài một cách khôn ngoan và hiểu biết. Nhưng cũng đừng dính mắc với sự tương đồng nữa. Tại sao đường thì ngọt mà nước lã thì chẳng có vị gì cả? Bởi vì bản chất của chúng là vậy. Suy nghĩ hay tĩnh lặng, đau khổ hay khoái lạc cũng thế. Muốn đừng suy nghĩ nữa là một chuyện sai lầm. Đôi lúc suy nghĩ, đôi lúc yên tĩnh, chúng ta phải thấy cả hai đều có cùng bản chất vô thường, bất toại nguyện và đều không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng nếu chúng ta băn khoăn lo lắng và suy nghĩ xa hơn, tôi đau khổ, tôi muốn không suy nghĩ, thì chúng ta đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp bởi quan kiến sai lầm của mình. Vào lúc chúng ta cảm thấy suy nghĩ là đau khổ, chẳng khác nào chúng ta đang bị cướp. Chúng ta phải làm thế nào để chấm dứt sự suy nghĩ đây? Ban ngày trời sáng, ban đêm trời tối, phải chăng đau khổ nằm trong sự sáng hay tối này? Chỉ khi chúng ta so sánh sự vật hiện tại với những gì mà ta đã gặp trước đây, hoặc chúng ta mong mỏi chúng xảy ra trong chiều hướng mà chúng ta mong đợi, chúng ta mới đau khổ. Một cách rốt ráo thì sự vật là như vậy. Như vậy, chỉ vì chúng ta so sánh nên mới nhận lấy đau khổ. Khi thấy tâm làm việc, bạn có xem nó là chính bạn hay là cái của bạn không? Bạn sẽ trả lời: tôi không biết nó có phải là tôi hay của tôi không, nhưng chắc chắn là tôi không kiểm soát được nó. Nó như một con khỉ nhảy nhót vô ý thức, nó chạy lên lầu, thấy chán nó lại chạy xuống lầu, mệt mỏi đi xem chớp bóng, lại chán nữa, đi ăn cũng chán nữa. Những hành động này được điều khiển bởi những hình thức khác nhau của chán ghét và sợ hãi. Bạn phải học cách kiểm soát, đừng lo cho con khỉ nữa, mà hãy lo cho chân lý của cuộc sống. Hãy nhìn bản chất thực sự của tâm, vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng.
phải học cách làm chủ nó. Nếu cần thì xích nó lại. Hãy để nó tự làm mệt nhoài rồi chết. Thế rồi bạn có con khỉ chết. Hãy để cho xác khỉ chết thối rửa ra. Bạn sẽ có xương khỉ. Giác ngộ không có nghĩa là chết và bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ cũng suy nghĩ, nhưng biết tiến trình suy nghĩ đó là vô thường, bất toại nguyện và không có tự ngã. Người hành thiền sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải truy tầm đau khổ và chận đứng nguyên nhân gây ra khổ đau. Nếu không thấy được điều đó thì trí tuệ sẽ không bao giờ nảy sinh. Không nên đoán mò mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác, đúng theo thực tướng của nó. Cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn đề của chúng ta. Chúng ta có thể xem tâm như một đóa sen. Một số sen vẫn còn nằm trong bùn, một số vượt ra khỏi bùn nhưng vẫn còn ở dưới mặt nước, một số khác đã vươn đến mặt nước, và một số khác nữa đã nở rộ và tỏa hương thơm dưới ánh nắng mặt trời. Bạn muốn mình là loại hoa nào đây? Nếu bạn thấy mình còn nằm dưới mặt nước thì phải coi chừng lũ cá và bầy rùa. Muốn hành thiền tiến bộ, bạn phải có một vị thầy để dạy dỗ và hướng dẫn bạn. Có nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý. Nhiều hiện tượng bất thường sẽ xảy ra trong lúc bạn hành thiền. Lúc chúng xảy ra, vị thầy sẽ kịp thời hướng dẫn và đặc biệt điều chỉnh những sai lầm của bạn. Những điểm thầy sửa chữa thường là những điểm mà bạn đinh ninh là mình đúng. Trong những tư tưởng phức tạp của bạn, một quan điểm phát sinh có thể đối nghịch với những quan điểm khác làm bạn bối rối. Kính trọng thầy và tuân theo những quy định và hệ thống mà thầy đã đưa ra. Thầy dạy làm gì phải làm theo, thầy khuyên không nên làm điều gì phải nghe theo lời thầy. Những lời thầy dạy thường giúp bạn tinh tấn, khiến tri kiến phát khởi trong tâm bạn. Nếu bạn làm đúng theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ thấy và hiểu rõ. Vị chân sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực của bạn để loại bỏ tự ngã. Dù có gì xảy ra cũng đừng bỏ thầy, hãy để thầy hướng dẫn, vì bạn rất dễ quên đường thực hành. Than ôi, rất ít người nghiên cứu Phật giáo thực sự muốn hành thiền. Tôi khẩn khoản khuyên họ hành thiền, nhưng họ chỉ có thể học hỏi nghiên cứu theo lối thuần lý mà thôi. Cái gì còn mới thì đều tốt đẹp. Ngài dùng lời lẽ rõ ràng, trực tiếp, dí dỏm và đầy tình thương khi đề cập đến sự luyến ái và nỗi sợ hãi của con người. Cái gì mới thì đều tốt đẹp. Nhưng nếu tôi ở đây dạy các bạn và bắt các bạn thực hành, các bạn sẽ mệt mỏi vì chán tôi, phải vậy không? Việc thực hành của các bạn sẽ ra sao khi niềm hân hoan phấn khởi tan biến? Chẳng bao lâu các bạn sẽ ngấy tôi thôi. Làm thế nào để tâm bất an và tâm mong mỏi này chấm dứt? Ai có thể dạy bạn điều này? Bạn chỉ có thể học từ nơi chân pháp mà thôi. Đức Phật dạy rằng sự vật diễn biến theo đường lối riêng của nó. Một khi bạn đã làm điều gì, bạn chẳng cần phải nhọc công theo dõi kết quả của nó. Hãy phó mặc cho thiên nhiên, để cho nghiệp lực tự vận hành và tích lũy. Nỗ lực tinh tấn không ngừng, đó là việc của bạn. Còn chuyện trí tuệ đến nhanh hay chậm, chẳng cần để ý làm gì. Bạn không thể thúc ép nó được. Chẳng khác nào khi trồng cây, bạn không thể thúc ép cây mọc nhanh hơn. Cây có bước tiến của nó. Nhiệm vụ của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân, trừ sâu, vân vân. Nhưng cây mọc thế nào là chuyện của cây. Việc hành thiền của bạn cũng vậy. Bạn hãy vững tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cây của bạn sẽ mọc tốt. Thế nên bạn phải biết việc làm của bạn khác với việc làm của cây. Hãy để cho cây lo cho cây và bạn làm bổn phận của bạn. Nếu tâm không biết làm việc gì nó cần phải làm thì nó sẽ thúc ép cây mọc nhanh, đơm hoa kết trái trong vòng một ngày. Đó là quan kiến sai lầm, nguyên nhân của đau khổ. Cứ hành thiền đúng và để phần còn lại cho nghiệp lực của bạn. Và dầu cho nó có trải qua một đời, trăm đời hay ngàn đời đi nữa, cũng chẳng ăn nhầm gì. Việc hành thiền của bạn
sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Tại sao phải hành thiền? 1. Tại sao hành thiền? 2. Hành thiền như thế nào? 3. Kết quả việc hành thiền ra sao? Nhóm người hành hương này là những vị đại diện cho một tổ chức tôn giáo Âu Châu đã đến gặp nhiều thiền sư ở Á Châu để hỏi những câu hỏi trên. Về sau, Ngài giải thích rằng những lời dạy của Đức Phật nhằm mục đích hướng dẫn mọi người hãy trở về với trí tuệ nội tại của mình, trở về với giáo pháp tự nhiên của mình. Bởi thế nên, Ngài muốn nhắc nhở những vị hành hương này không cần phải đi khắp Á Châu tìm kiếm lời giải đáp, mà hãy trở về tìm hiểu phần bên trong của mình. Thiền trong mọi tác động. Chánh tinh tấn không phải là cố gắng làm cho một điều gì đặc biệt phát sinh. Đó là cố gắng ý thức và tỉnh thức trong mọi lúc, cố gắng chế ngự sự lười biếng và phiền não, cố gắng thực hiện trong tỉnh thức mọi tác động hàng ngày của chúng ta. Giữ rắn trong tay. Việc hành thiền ở đây là không nắm giữ một thứ gì, nhà sư mới phát biểu. Nhưng có vài thứ đôi khi cần nắm giữ chứ. Ngài trả lời, đúng thế, nhưng bằng tay chứ không phải bằng tâm. Khi tâm nắm giữ sự đau khổ thì chẳng khác nào bị rắn cắn. Và thích thú nắm giữ cái gì với tâm tham ái chẳng khác nào nắm lấy đuôi rắn. Ta chỉ nắm được một thời gian ngắn thôi, vì sau đó không lâu rắn sẽ quay đầu lại cắn ta. Lấy chánh niệm và không luyến ái làm người canh giữ tâm mình, như cha mẹ giữ con cái. Tất cả đều chẳng có gì quan trọng nếu bạn để cho mọi sự vật đến và đi một cách tự nhiên mà không nắm giữ. Khi giác quan tiếp xúc với sự vật thì yêu và ghét phát sinh và si mê đi liền theo đó. Nhưng với chánh niệm thì cũng với sự tiếp xúc đó, nhưng trí tuệ phát sinh. Khi bạn bị bắt buộc phải có mặt tại một nơi có nhiều chuyện quấy rầy giác quan bạn, bạn đừng ngại hay tự nhiên, vì giác ngộ không có nghĩa là điếc và mù. Chỉ cần chú tâm chánh niệm là đủ, đừng khờ dại nghe theo kẻ khác một cách mù quáng. Khi nghe ai nói cái này đẹp, hãy tự nhủ không phải thế. Khi nghe ai nói cái này tuyệt diệu, hãy tự nhủ không phải thế. Đừng để dính mắc vào tham ái của thế gian, đừng để dính mắc vào những phán đoán của thiên hạ. Hãy để mọi chuyện trôi qua một cách tự nhiên. Một số người sợ sự bố thí, họ cảm thấy sẽ bị bóc lột hay bị áp chế khi phải cho một ai cái gì. Họ nghĩ họ cần phải lo cho chính họ. Muốn phát triển tâm bố thí, chúng ta cần phải đè nén tính tham ái và dính mắc. Nhờ thế, bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự hiển lộ, trở nên nhẹ nhàng hơn và giải thoát hơn. Giới hạnh. Có hai trình độ thực hành giáo pháp. Gìn giữ giới luật là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh phúc, thoải mái và hòa hợp. Thử đến tích cực hơn không liên quan đến sự thoải mái. Đó là thực hành giáo pháp của Đức Phật để tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Những lời giáo huấn của Đức Phật đều nhắm đến mục tiêu này. Muốn thực hành đúng đắn giáo pháp của Đức Phật, phải hiểu rõ giới luật và pháp hành. Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nảy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn bổ dưỡng và chỉ cho chúng ta hướng đi đích thực. Giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thế giới hài hòa, trong đó con người thực sự sống như một con người, chứ không phải như loài cầm thú. Giữ giới luật là điều chính yếu trong việc hành thiền. Giới rất đơn giản, chỉ có 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không dùng chất say làm mất chánh niệm. Suốt đời trao dồi tâm nhân ái, trọng tha nhân, thận trọng trong ngôn ngữ và hành động, đó là của cải của bạn. Nếu dùng giới luật làm căn bản cho mọi hành động, tâm bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh. Thiền sẽ dễ dàng phát triển trên mảnh đất này. Đức Phật dạy, làm điều lành, lánh xa điều ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy, lánh xa điều xấu và giữ gìn điều tốt.
Những điều xấu xa có còn tồn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là còn. Tại sao không quét dọn nhà cửa sạch sẽ? Trong việc thực hành đúng đắn, làm điều lành lánh xa điều ác là một việc tốt, nhưng nó có hạn chế, vì cuối cùng chúng ta phải bước qua cái tốt lẫn cái xấu. Giải thoát bao gồm tất cả và không dính mắc gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyển một cách tự nhiên. Chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là vấn đề bên ngoài, mà là sự bền tâm tỉnh thức và tự chế bên trong. Như vậy, sự bố thí, nếu làm với ý tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng đức hạnh phải là gốc rễ, thì lòng từ thiện này mới hoàn toàn trong sáng. Người không hiểu giáo pháp, khi làm điều gì sai quấy, thường nhìn trước nhìn sau xem thử có ai thấy không. Thật khờ dại làm sao? Phật, pháp và nghiệp luôn luôn theo dõi họ. Bạn có nghĩ rằng Đức Phật không thể thấy xa như vậy chăng? Không có gì kín đáo trên quải đời này. Săn sóc và giữ gìn giới luật như người làm vườn săn sóc giữ gìn cây cối, không bị dính mắc vào cây lớn, cây nhỏ, cây quan trọng và cây không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt, họ nói: bỏ qua thiền định, ta đi ngay vô thiền quán. Bỏ qua giới luật, ta đi ngay vào thiền định. Chúng ta có nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham ái của chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu ngay nơi chúng ta hiện đang có mặt, trực tiếp và đơn giản. Hai bước đầu tiên là hoàn thành giới luật và chánh kiến, rồi bước thứ ba là nhổ gốc rễ phiền não, sẽ tự nhiên xuất hiện. Cũng như lúc đèn được thắp lên, chúng ta chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối, chẳng cần thắc mắc bóng tối đã đi phương nào, chúng ta chỉ biết có ánh sáng. Có ba mức độ giữ giới. Đầu tiên là thọ giới từ vị thầy, thứ đến là giữ giới và sống trong giới. Ở mức cao nhất, cỡ các bậc thánh nhân, các ngài chẳng cần nghĩ đến giới luật, đến đúng sai. Chân giới đến từ trí tuệ, hiểu thấu đáo tứ diệu đế. Hành động của các ngài phát xuất một cách tự nhiên từ sự chứng ngộ này. Giới, định và tuệ. Đức Phật chỉ dạy con đường thoát khổ, nguyên nhân khổ đau và con đường thực hành. Trong việc thực hành của tôi chỉ biết có con đường đơn giản này thôi. Con đường thoát khổ tốt đẹp ở giai đoạn đầu, giới tốt đẹp ở giai đoạn giữa, định, và tốt đẹp ở giai đoạn cuối, tuệ. Nếu xem xét một cách kỹ càng, chúng ta sẽ thấy cả ba nhập một. Chúng ta thử xem xét ba yếu tố tương quan này. Thực hành giới như thế nào? Thực ra, muốn thực hành giới ta phải bắt đầu bằng trí tuệ. Thoái thường ta nói giữ giới hay trì giới trước. Nhưng muốn cho giới thành tựu trọn vẹn, ta phải có trí tuệ để hiểu rõ những gì bao hàm trong giới. Khởi đầu chúng ta phải xem xét thân thể và ngôn ngữ của chúng ta, tìm hiểu tiến trình nhân quả. Khi quan sát thân thể và lời nói để thấy phương cách chúng ta gây ra tai hại, bạn sẽ bắt đầu hiểu, kiểm soát và trong sạch hóa nhân quả. Nếu bạn biết được thế nào là hành động và ngôn ngữ bất thiện, thế nào là hành động và ngôn ngữ thiện, bạn đã biết được cách thực hành để khử ác di thiện, tức bỏ ác làm lành. Khi bạn bỏ ác làm lành, tâm bạn sẽ ổn định và tập trung. Sự định tâm này chế ngự được dao động và hoài nghi. Với tâm tĩnh lặng này, bạn có thể quan sát và thấy rõ hình sắc và âm thanh khi chúng xuất hiện. Nhờ không để tâm phóng đi nơi khác, bạn sẽ thấy rõ bản chất của mọi diễn biến đúng theo chân lý. Khi sự hiểu biết này trực tiếp, trí tuệ sẽ phát sinh. Lúc bấy giờ giới, định và tuệ có thể biến thành một. Khi chúng chín mùi là bát chánh đạo, khi tham sân si xuất hiện, chỉ có bát chánh đạo mới đủ khả năng tiêu diệt chúng. Giới, định, tuệ phải được phát triển để hỗ trợ lẫn nhau. Bất kỳ đối tượng gì hiện ra ở sáu căn, đạo đều kiểm soát được. Nếu đạo mạnh thì có thể tiêu diệt được phiền não, tham sân si.
Nếu đạo yếu, phiền não sẽ nắm quyền kiểm soát và giết chết tâm chúng ta. Vì không hiểu rõ chân tướng của lục trần, nên khi lục trần xuất hiện, ta để nó tự do tàn phá, hủy hoại chúng ta. Đạo và phiền não hoạt động song hành. Người học giáo pháp phải luôn luôn hài lòng với cả hai, giống như trường hợp hai người đánh nhau. Khi đạo nắm quyền điều khiển thì đạo sẽ giúp sức cho chánh niệm. Nếu bạn duy trì được chánh niệm thì phiền não sẽ nhận phần thất bại khi nó muốn tái chiến. Nếu sự tinh tấn của bạn đi theo đường đạo, nó sẽ tiếp tục diệt trừ phiền não. Nếu đạo yếu, phiền não sẽ chiếm ưu thế. Lúc ấy, tham ái, si mê và lo âu sẽ hiện khởi. Đau khổ chỉ phát sinh khi giới định tuệ yếu. Khi đau khổ phát sinh thì khả năng để tiêu diệt lo âu biến mất. Chỉ có giới định tuệ mới giúp cho đạo hồi sinh. Khi giới định tuệ khai triển, đạo sẽ bắt đầu khôi phục chức năng và liên tục hoạt động để hủy diệt nguyên nhân phát sinh đau khổ trong mọi lúc và mọi nơi. Cuộc chiến này sẽ kéo dài cho đến lúc một bên chiến thắng và vấn đề sẽ được ngã ngũ. Như thế đấy. Vậy các bạn hãy kiên trì thực hành không ngừng nghỉ. Việc hành đạo bắt đầu tại đây và ngay bây giờ. Đau khổ và giải thoát hay đạo ở tại đây và ngay bây giờ. Những lời dạy của Đức Phật như giới luật và trí tuệ trực chỉ hướng đến tâm. Nhưng hai yếu tố đạo và phiền não này tranh nhau cho đến cùng. Bởi thế phải dùng khí cụ thực hành thật khó khăn, nặng nề. Bạn cần phải kiên nhẫn, chịu đựng và tinh tấn đúng mức. Sau đó chân trí tuệ sẽ tự đến. Giới định tuệ tạo nên đạo. Nhưng đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Như bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Pa Pong chẳng hạn. Con đường rất cần thiết cho hành trình của bạn, nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện chứ không phải con đường. Cũng thế ấy, chúng ta có thể nói rằng giới định tuệ ở ngoài giáo pháp của Đức Phật, nhưng là con đường dẫn đến chân lý này. Khi bạn phát triển ba yếu tố này, kết quả sẽ là sự bình an kỳ diệu nhất. Trong sự bình an này, hình sắc và âm thanh không còn đủ sức mạnh để quấy nhiễu tâm bạn. Bạn không còn gì phải làm nữa. Bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta phải dứt bỏ hết những gì đang nắm giữ, không chút ngần ngại. Được thế, bạn sẽ tự mình hiểu được sự bình an này và không còn phải dựa vào một ai khác. Tuy nhiên, không nên vội đo lường sức tiến bộ của mình, chỉ cần thực hành mà thôi. Ngoài ra, nếu mỗi khi tâm bạn an tịnh, bạn lại hỏi, phải đây không? Thì mọi nỗ lực đều tiêu tan. Không có dấu hiệu gì để nhận thức sự tiến bộ của bạn, như dấu hiệu đây là con đường đến thiền viện Wat Pa Pong. Hãy dứt bỏ mọi tham ái và kỳ vọng, hãy nhìn thẳng vào hướng đi của tâm. Người ta thường có khuynh hướng bắt chước theo thầy của mình, họ trở thành bản sao, hình chụp hay rập khuôn theo thầy. Chẳng khác nào chuyện người huấn luyện ngựa cho nhà vua sau đây. Người huấn luyện ngựa cho nhà vua chết, nhà vua thuê một người huấn luyện mới. Bất hạnh thay, người mới này bị kiểng chân. Những con ngựa mới và chọn lọc kỹ càng được mang đến cho y, và y đã huấn luyện chúng thuần thục chạy, phi nước kiệu, kéo xe, vân vân. Nhưng tất cả những con ngựa nhỏ đều có bước đi khập khiễng. Thấy lạ, nhà vua cho gọi người huấn luyện đến hỏi. Khi thấy y khập khiễng bước vào chầu, nhà vua hiểu ra mọi lẽ và tức khắc mướn một người huấn luyện ngựa khác. Là những vị thầy, quý sư phải ý thức đến sức mạnh của những cử chỉ và lối sống, lối tu hành của mình. Và quan trọng hơn là học trò, các bạn không nên bắt chước theo hình ảnh, tư thái bên ngoài của thầy mình. Vì thầy chỉ muốn bạn kiện toàn phần nội tâm của bạn. Thế nào là tự nhiên? Nhiều người muốn hành đạo một cách tự nhiên, họ than phiền rằng lối sống ở đây không hợp tự nhiên. Tự nhiên là cây trong rừng, nhưng nếu bạn cất một ngôi nhà trong đó, phải chăng sự tự nhiên không còn nữa? Nếu bạn biết cách sử dụng cây, xẻ gỗ và cất nhà, cây sẽ có giá trị với bạn nhiều hơn. Hoặc giả như
con chó tự nhiên chạy đây chạy đó theo sau cái mũi của nó. Ném một khúc xương thì cả đám chó chạy đến cấu xé nhau. Phải chăng đó là tự nhiên mà bạn muốn? Nghĩa đúng thực của tự nhiên có thể khám phá ra bằng giới luật và sự hành thiền. Sự tự nhiên này vượt qua thói quen, điều kiện và nỗi sợ hãi của chúng ta. Nếu để tâm con người tự do tiến đến cái gọi là tự nhiên theo cảm tính, không cần rèn luyện, cảm xúc thế nào thì làm theo thế ấy, thì tâm sẽ đầy dẫy tham lam, sân hận, si mê, và đau khổ cũng phát sinh từ đấy. Qua thực hành, chúng ta có thể cho phép cây trí tuệ và tình thương trưởng thành một cách tự nhiên, bất kỳ nơi đâu, cho đến khi nó đơm hoa kết trái, thích một vài hoạt động nào đó như tụng kinh hay làm việc chẳng hạn, và bạn đã dứt bỏ chúng để hành thiền. Như thế thì bạn chẳng bao giờ được tỉnh thức. Đức Phật dạy người nào muốn hiểu biết thì phải tự mình thấy rõ chân lý. Thế nên không có chút khác biệt nào giữa những lời tán dương và câu chỉ trích. Dầu người ta nói thế nào cũng không quấy rầy được bạn. Một người không tự tin sẽ cảm thấy mình xấu khi bị kẻ khác chê xấu. Hãy tự xét, nếu họ nói sai hãy quên đi, nếu họ nói đúng hãy học theo họ. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra cũng chẳng có gì. Tại sao phải giận dữ? Nếu bạn có thể nhìn sự vật như vậy, bạn sẽ thật sự bình an. Chẳng có cái gì là sai cả, tất cả đều là pháp. Nếu bạn thật sự sử dụng khí cụ mà Đức Phật đã ban cho bạn, bạn sẽ không cần phải ganh tị với người khác nữa. Trong khi những kẻ lười biếng chỉ muốn nghe và tin, bạn có tự tin và có thể kiếm sống bằng sự nỗ lực của chính mình. Tuy thế, nếu khi thực hành bạn chỉ sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền toái, bởi vì chúng là của bạn. Ban đầu có lúc bạn nghĩ việc hành thiền thật khó khăn và bạn đã khư khư nắm giữ những cái tốt của kẻ khác. Thế rồi Đức Phật dạy bạn phải làm với những gì bạn có và bạn nghĩ rằng mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp, nhưng rồi bạn lại thấy khó khăn nữa. Đức Phật lại dạy thêm, nếu bạn dính mắc và nắm giữ điều gì, dầu của chính bạn hay của ai đi nữa, bạn cũng gặp phiền toái. Nếu bạn chạy vào bếp nhà hàng xóm nắm một cục lửa, bạn sẽ bị phỏng tay. Nếu bạn nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị phỏng tay như thường. Vậy thì đừng nắm giữ gì cả. Đó là lối thực tập áp dụng ở đây, phương pháp trực tiếp. Tôi không bằng lòng với ai. Nếu bạn đem kinh điển hay tâm lý học tranh cãi với tôi sẽ không tranh cãi. Tôi chỉ trình bày cho thấy nhân và quả, để bạn hiểu chân lý của pháp hành. Chúng ta tất cả đều phải nương tựa nơi chính mình. Biết mình, biết người. Hãy tìm hiểu chính thân tâm của bạn, bạn sẽ hiểu người khác. Gương mặt, cử chỉ, hành động của một người xuất phát từ trạng thái tâm của người ấy. Đức Phật có thể đọc được chúng bởi vì Ngài có kinh nghiệm và nhìn thấy với trí tuệ trạng thái tâm làm căn bản cho những biểu lộ ấy. Cũng như một người già lão luyện đã trải qua thời thơ ấu, hiểu rõ tâm lý trẻ con. Sự tự tri này khác với trí nhớ. Người già có thể bên trong rất sáng, nhưng bên ngoài có vẻ lờ đờ. Đọc sách để học hỏi đối với họ rất khó khăn vì họ quên tên, quên mặt, vân vân. Có thể họ biết rõ ràng họ cần một cái thau, nhưng vì trí nhớ kém, họ nói lấy cho họ một cái ly. Nếu bạn thấy tình trạng sinh diệt trong tâm và không dính mắc vào tiến trình để trôi qua cả hạnh phúc lẫn đau khổ, thì sự tái sinh của tâm sẽ ngắn dần, ngắn dần. Để cho chúng trôi qua, dù bạn có rơi vào địa ngục đi nữa, cũng đừng lo lắng thái quá, bởi vì bạn biết rằng địa ngục cũng vô thường. Hành thiền đúng đắn thì bạn sẽ thản nhiên nhìn nghiệp cũ diễn ra và tiêu dần. Hiểu biết cách sinh diệt của sự vật, bạn chỉ cần tỉnh thức, chánh niệm, rồi để chúng tự nhiên trôi chảy theo dòng của chúng. Cũng như trường hợp có hai cội cây, nếu bạn dung phân tưới nước cho một cây và bỏ mặc cây kia, thì chẳng cần thắc mắc tại sao một cây lên tốt, còn một cây thì eo uột.
đừng tìm lỗi người. Nếu cách cư xử của họ sai lầm, bạn cũng chẳng cần làm khổ mình mà chi. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Đức Phật đã từng theo học với nhiều thầy. Ngài thấy phương pháp của thầy thiếu sót, nhưng Ngài không gièm pha hay làm thầy mất thể diện. Nhờ học hỏi với thái độ khiêm nhường và tôn trọng, nên Ngài thu thập lợi ích trong khi sống với các thầy. Thật vậy, học với họ, Ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hảo. Lại nữa, khi Ngài thành đạo, Ngài không chỉ trích hay tìm cách dạy lại họ. Sau khi giác ngộ, Ngài kính cẩn nhớ lại những vị thầy Ngài đã theo học và muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết mà Ngài mới tìm ra. Tình yêu thật sự là trí tuệ. Tình yêu như phần lớn mọi người nghĩ chỉ là một cảm giác tạm. Có một món ăn thật ngon, nhưng nếu mỗi ngày bạn đều ăn như thế, chẳng bao lâu bạn sẽ chán lên tận cổ. Cũng thế, tình yêu đó cuối cùng đi đến thù hận và phiền muộn. Hạnh phúc thế gian bao gồm tham ái và luôn luôn dính liền với đau khổ. Thật vậy, đau khổ theo sau hạnh phúc thế gian như cảnh sát theo sau tên trộm. Tuy thế, chúng ta không thể loại bỏ hay ngăn trở loại cảm giác này. Chúng ta không nên dính mắc hay đồng hóa với chúng, mà chỉ cần biết chúng là gì, sau đó pháp sẽ có mặt. Một người yêu một người khác, rồi cuối cùng người yêu ra đi hay lìa đời, than khóc hay nhớ tưởng lâu dài, nắm giữ cái đã thay đổi là đau khổ chứ không phải là tình yêu. Khi chúng ta thể nhập chân lý, không còn cần hay muốn nữa, trí tuệ và tình yêu thật sự sẽ lấn át tham ái và tràn ngập thế gian. Học hỏi qua cuộc sống. Buồn chán không phải là chuyện thật. Nếu nhìn gần, chúng ta sẽ thấy tâm luôn luôn hoạt động. Như vậy, ta luôn luôn có việc để làm. Hãy nương tựa vào chính mình để làm công việc lặt vặt trong nhà, như dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn, làm công việc trong nhà một cách thận trọng và chánh niệm, không khua chén bát, không đóng sầm cửa. Những việc lặt vặt này giúp bạn tiến hành định tâm và khiến cho việc hành thiền dễ dàng hơn. Chúng cũng có thể chứng tỏ rằng bạn thật sự có chánh niệm hay vẫn còn lạc lối trong phiền não. Bạn, những người Tây Phương hay vội vã, bởi thì bạn cũng sẽ có hạnh phúc, đau khổ và phiền não cực lớn. Nếu bạn hành thiền đúng đắn, việc đương đầu với nhiều vấn đề của bạn sẽ là nguồn gốc của trí tuệ thâm sâu sau này. Đương đầu với tâm mình. Đạo, quả và niết bàn không phải là chuyện ngẫu nhiên đạt được. Đạo, quả, niết bàn phát sinh từ sự thực hành đúng, từ chánh tinh tấn, từ can đảm, dám tập luyện, suy nghĩ và bắt tay vào việc. Nỗ lực này bao gồm cả việc đối kháng hay đương đầu với chính tâm bạn. Đức Phật dạy, chúng ta đừng tin vào tâm vì nó phiền não, bất tịnh, không thể hiện giới hạnh hay pháp. Trong tất cả mọi cách thực hành khác nhau mà chúng ta chú tâm nỗ lực, chúng ta phải đối kháng lại quan tâm này. Khi tâm bị đối kháng, nó trở nên nóng và âu sầu. Lúc ấy, chúng ta sẽ phân vân, chẳng biết ta đi có đúng đường không. Vì sự thực hành bị phiền não tham ái xâm nhập, nên chúng ta đau khổ đến nỗi có thể quyết định ngưng hành thiền nữa. Nhưng Đức Phật dạy, chính đó là sự thực hành đúng đắn. Phiền não này chứ không phải bạn đang bùng cháy. Đương nhiên là việc hành thiền khó khăn chứ không phải dễ. Nhiều nhà sư hành thiền chỉ tìm giáo pháp phù hợp với sách vở kinh điển. Dĩ nhiên, vào thời kỳ học hỏi nghiên cứu, phải y cứ vào kinh điển. Nhưng lúc chiến đấu với phiền não, phải chiến đấu ngoài sách vở. Nếu căn cứ vào mô mẫu có sẵn, bạn không thể đứng vững trước quân thù. Kinh điển chỉ đưa một mô mẫu và có thể khiến bạn quên mình, bởi vì chúng đặt căn bản trên trí nhớ và khái niệm. Suy nghĩ theo khái niệm phát sinh ra ảo tưởng, mơ mộng viễn vông, có thể đưa bạn lên thiên đàng hay xuống quả ngục,
một nơi xa vời của tưởng tượng, vượt ra ngoài chân lý đơn giản nằm ngay trước mắt bạn. Nếu chịu khó rèn luyện, trước tiên bạn sẽ nhận thấy rằng thân ẩn cư là điều quan trọng. Khi sống ẩn cư, bạn có thể nghĩ đến lời khuyên của Ngài Sariputta về ba loại ẩn cư: thân ẩn cư, tâm ẩn cư, xa lánh phiền não cám dỗ ẩn cư. Ngài nói rằng thân ẩn cư là nguyên nhân tạo nên tâm ẩn cư, và tâm ẩn cư là nguyên nhân phát sinh tỷ phiền não ẩn cư. Dĩ nhiên, khi tâm bạn yên tĩnh, bạn có thể sống bất kỳ nơi nào, nhưng trong giai đoạn đầu tìm hiểu giáo pháp thì thân ẩn cư có giá trị vô lượng. Ngày hôm nay, khi một ngày nào đó, bạn hãy đi ra khỏi xóm làng, ngồi xuống, hãy tập một mình. Bạn cũng có thể một mình leo lên đỉnh đồi cao đáng sợ, rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ, nhìn vào chính mình thật sự sẽ như thế nào. Đừng quan tâm đến việc có an tịnh hay không. Càng thực tập, bạn càng tạo nên những nhân đúng và sẽ quen thuộc với những gì xảy ra. Đừng sợ bạn sẽ không thành công, không đạt được sự an tịnh. Nếu nghiêm chỉnh thực hành, bạn sẽ trưởng thành trong giáo pháp. Ai tìm sẽ thấy, chỉ người ăn mới no. Chánh niệm. Thiền có hai loại: thiền chỉ và thiền quán, tức thiền định và thiền tuệ. Thiền chỉ giúp cho hành giả được an tịnh, thiền quán một mặt giúp phát triển tri giác về vô thường, khổ, vô ngã, một mặt là chiếc cầu để vượt qua ba con sông lớn này. Dù có quan niệm thế nào về cuộc sống này, chúng ta cũng không nên tìm cách thay đổi chúng theo chiều hướng của mình ưa thích, mà chỉ cần nhìn chúng, để chúng diễn biến một cách tự nhiên. Nơi nào có đau khổ, nơi đó cũng có con đường để thoát khỏi khổ đau. Thấy rằng cái gì có sinh có diệt thì có khổ đau. Đức Phật biết rằng phải có cái gì đó không sinh, không diệt và không khổ đau. Mọi phương pháp thiền đều có khả năng phát triển chánh niệm. Mục đích của chánh niệm là để thấy rõ chân lý tiềm tàng. Với chánh niệm, bạn quan sát mọi ước muốn khởi dậy trong tâm, yêu và ghét, lạc thú và khổ đau. Khi nhận chân được đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng, bạn hãy để chúng tự nhiên. Bằng cách này, trí tuệ sẽ thay chỗ cho khổ đau và hiểu biết sẽ thay thế cho hoài nghi. Mặc dù đề mục thiền nào cũng giúp phát triển trí tuệ, nhưng chính bạn phải lựa chọn đề mục thích hợp với mình. Chánh niệm là biết được những gì ngay trong hiện tại, ghi nhận và tỉnh thức, hiểu biết thấu đáo rõ ràng phạm vi hoàn cảnh của đối tượng xuất hiện. Khi chánh niệm đi liền với giác tỉnh, thì trí tuệ sẽ luôn luôn xuất hiện để giúp cho cặp chánh niệm giác tỉnh này hoàn thành sứ mạng của chúng. Hãy quan sát, theo dõi tiến trình kinh nghiệm về sinh diệt. Lúc đầu chuyển động có tính cách cố định. Ngay khi một sự vật diệt đi, một sự vật khác lại sinh ra, và bạn sẽ có cảm tưởng rằng sinh nhiều hơn diệt. Dần dần khi tâm quan sát nhạy bén và rõ ràng, bạn sẽ hiểu được tại sao sự vật sinh ra một cách mau lẹ như thế. Cho đến một lúc nào đó, bạn sẽ đạt đến một điểm. Ở đấy, sự vật sinh rồi diệt và không bao giờ sinh ra nữa. Với chánh niệm, bạn sẽ nhận diện được chủ nhân âm thật sự của mọi pháp. Bạn sẽ không còn có tư tưởng, đây là thế giới của ta, đây là thân thể của ta, mà là thế giới của thế giới và thân thể của thân thể. Bạn có thể bảo thân thể bạn đừng già được không? Khi dạ dày bạn đau, nó có xin phép bạn không? Chúng ta chỉ là người thuê nhà, tại sao chúng ta không tìm cho ra ai là chủ nhân thật sự của thân thể này? Pháp hay tăng khi bạn quan sát hơi thở ra vào? Điều quan trọng là phải chú tâm vào hơi thở. Niệm Phật chỉ là phương tiện giúp định tâm. Khi quan sát hơi thở, bạn phải quan sát một cách tự nhiên, không được điều khiển hơi thở. Cố gắng điều khiển hay kiểm soát hơi thở là một việc làm sai lầm. Vì khi điều khiển hơi thở, bạn sẽ có cảm giác hơi thở hoặc quá ngắn, quá dài, hay quá nhẹ, quá nặng. Bạn sẽ có cảm tưởng dường như mình thở không đúng cách,
và sẽ cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Bạn hãy để hơi thở hoạt động một cách tự nhiên. Làm như vậy, cuối cùng bạn sẽ nhận thấy hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng, điều hòa. Khi quan sát hơi thở ra vào mà bạn tỉnh giác và hoàn toàn ổn định tâm là bạn đã thở đúng cách. Khi bị phóng tâm, bạn hãy dừng lại, điều chỉnh sự chú tâm trở về với đề mục chính của mình. Thoạt đầu khi chú tâm vào hơi thở, tâm bạn có khuynh hướng muốn đưa hơi thở đi theo một chiều hướng nào đó. Hãy bình thản, đừng lo lắng hay tìm cách điều chỉnh nó. Bạn hãy quan sát nó và để nó tự nhiên. Thiền sẽ tự nó phát triển. Khi bạn làm như thế, có lúc bạn sẽ thấy hơi thở ngưng hẳn. Nhưng đừng sợ, bạn sẽ thở lại điều hòa sau đó. Sự ngưng thở chỉ là cảm giác phát sinh từ tri giác của bạn. Thực ra hơi thở vẫn tự nhiên và nhẹ nhàng tiếp nối. Một lát sau bạn sẽ thấy hơi thở rõ ràng như trước. Bất kỳ bạn đang ở đâu, bất kỳ lúc nào, bạn đều có thể hành thiền được cả. Khi đạt đến sự tiến bộ này thì bạn đã hiểu đạo phần nào rồi đấy. Nhưng bạn phải quan sát những đối tượng của giác quan nữa. Hãy hướng tâm an tịnh của bạn vào hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự đụng chạm và suy nghĩ. Tất cả mọi đối tượng của thân và tâm đều là đề mục để bạn hướng đến. Bất kỳ cái gì phát sinh đều phải quan sát, ghi nhận. Phải ghi nhận dù bạn thích hay không thích chúng. Hãy ghi nhận một cách khách quan. Đừng để đối tượng yêu ghét ảnh hưởng đến tâm mình. Yêu ghét chỉ là những phản ứng đối với thế giới bên ngoài. Bạn phải có cái nhìn sâu rộng hơn. Dần dần bạn sẽ thấy mọi cảm giác yêu ghét thực ra chỉ là sự vô thường, khổ và vô ngã. Hãy xếp mọi tốt xấu hay dở vào ba loại vô thường, khổ và vô ngã. Dầu chúng thế nào đi nữa, cũng để chúng yên, chỉ quan sát mà đừng can thiệp vào chúng. Đó là cách hành thiền minh sát. Làm như thế, tất cả sẽ được bình an, tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, tuệ giác vô thường, khổ, vô ngã sẽ xuất hiện. Đó là bước đầu của trí tuệ thật sự, cốt tủy của thiền, dẫn đến giải thoát. Hãy theo dõi kinh nghiệm của mình, nhìn nó và tiếp tục cố gắng để thấy chân lý. Hãy học cách khước từ, không vướng mắc để đạt đến bình an, tĩnh lặng. Trong khi hành thiền, nhiều hiện tượng kỳ lạ sẽ đến với bạn. Bạn sẽ thấy ánh sáng, thấy chư thiên, thấy Phật vân vân. Khi thấy những điều đó, bạn hãy quan sát mình trước để tìm xem tâm mình đang ở trạng thái nào. Chớ quên điểm căn bản này. Hãy chú tâm, chớ mong mỏi thấy gì, cũng chớ mong hình ảnh đừng đến với mình. Nếu bạn theo đuổi những hình ảnh này, bạn sẽ rơi vào tình trạng ngơ ngẩn vô vị, vì tâm đã đi ra ngoài tình trạng ổn cố. Vậy thì khi những hình ảnh ấy đến, bạn hãy quan sát chúng. Khi quan sát chúng, bạn phải tự chủ, đừng si mê theo chúng. Bạn hãy quán chiếu rằng chúng chỉ là vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng có đến gần bạn đi nữa, bạn cũng đừng lấy đó làm điều quan trọng. Hãy nhìn chúng rồi để chúng tự ra đi. Nếu chúng không đi cũng vẫn tự nhiên, bây giờ hãy trở về với mục đích của bạn, đó là hơi thở. Bạn hãy thở ra vào ba hơi thật dài, mọi hình ảnh sẽ biến mất. Bất kỳ cái gì hiện ra cũng mặc, hãy tái lập sự chú tâm. Đừng nắm lấy cái gì và xem đó là của mình. Những gì bạn thấy chỉ là hình ảnh hay những cấu trúc do tâm tạo ra. Đó là sự giả tạo, hư ảo, gây nên yêu thích, nắm giữ hay sợ hãi. Đừng đắm mình vào khi thấy những cấu trúc giả tạo này. Mọi kinh nghiệm bất thường đều đem đến lợi ích cho kẻ trí, nhưng là mối tai họa cho người thiếu khôn ngoan. Hãy tiếp tục hành thiền cho đến khi nào bạn không còn bị những hình ảnh quấy nhiễu nữa. Nếu bạn có thể phó mặc cho tâm như thế, thì không còn gì khó khăn nữa. Nếu tâm muốn vui, bạn chỉ cần ý thức rằng niềm vui này không vững bền. Bạn quá sợ những hình ảnh xuất hiện trong tâm bạn hay sợ những kinh nghiệm khác mà bạn gặp trong lúc hành thiền không? Hãy tự nhiên làm việc với chúng. Bằng cách này, bạn có thể dùng phiền não để huấn luyện tâm mình.
và bạn sẽ hiểu được bản chất tự nhiên của tâm, thoát khỏi mọi thái cực, rõ ràng và không dính mắc. Tâm chỉ là một điểm đơn giản, là trung tâm của vũ trụ, và tâm sở chẳng khác nào du khách đến ngụ trong một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du khách này. Hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ và những câu chuyện hấp dẫn do họ kể. Hãy ngoan ngoãn theo họ. Nhưng nhớ, đừng rời khỏi chỗ ngồi của bạn, bởi vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng, không còn chiếc ghế nào khác quanh đấy nữa, nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngồi không rời. Chào mừng từng vị khách mỗi khi họ đến, nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, chuyển tâm đến những người hiểu biết, tỉnh thức, thì những người khách khác cuối cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thật sự chú ý đến họ, thì họ sẽ đến với bạn bao nhiêu lần nữa, chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một, chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an tịnh. Bạn cũng có thể niệm Buddha, Phật Đà trong khi kinh hành. Đừng sợ hãi khi thấy những gì hiện khởi trong tâm mình, hãy đặt câu hỏi với chúng và hiểu chúng. Chân lý là cái gì khác nằm ngoài tư tưởng hay cảm giác. Vì vậy, đừng đặt lòng tin vào tư tưởng hay cảm giác và để chúng trói buộc mình. Hãy nhìn vào toàn thể tiến trình sinh và diệt. Có như thế, trí tuệ mới phát triển. Khi điều gì hiện khởi trong tâm, phải kịp thời tỉnh giác ngay. Giống như khi điện vào bóng đèn, thì đèn cháy sáng ngay. Nếu bạn không để ý cảnh giác, phiền não sẽ chiếm tâm bạn. Chỉ có sự chú tâm mới đốn ngã được nó. Tùy theo đặc tính của từng người mà có một phương pháp hành thiền thích hợp. Niệm thân đặc biệt thích hợp với những người có nhiều tham ái hay những nhà sư trong rừng. Niệm thân là nhìn vào cơ thể, từng bộ phận của thân thể, nhìn sự kết hợp thật sự của chúng. Bắt đầu niệm về đầu, tóc, lông, móng, răng, da. Tách rời chúng ra khỏi những phần khác của cơ thể. Hãy dùng tâm lột lớp da này để nhìn vào tận bên trong. Bạn có thích nó chăng khi nhìn nó với từng phần riêng rẽ? Nhìn vào bản chất thật sự của thân có thể cắt được ba sự trói buộc. Khi niệm thân, chúng ta không cần niệm tất cả 32 thể trược. Nếu niệm một bộ phận mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì cũng thấy được toàn thân ta và thân người khác cũng đều như thế cả. Giả sử bạn có 32 cục nước đá, bạn chỉ cần sờ vào một cục cũng biết được độ lạnh của tất cả. Khi bạn có tiến bộ trong pháp niệm thân ô trược, thì bạn cũng sẽ tiến bộ với pháp niệm về sự chết. Thật vậy, khi chúng ta tiến bộ về một pháp nào đó, thì sẽ tiến bộ trong các pháp khác. Nếu chúng ta hiểu được các hiện tượng chết của cơ thể chúng ta cũng sẽ bén nhạy trước mọi cuộc sống thế gian này. Tự nhiên, chúng ta sẽ tránh khỏi mọi hành động sai lầm và muốn sống một cuộc sống hiểu biết, hòa điệu và cởi mở với mọi người, mọi chúng sanh. Hành thiền. Trong khi hành thiền, bạn thường nghĩ rằng sự ồn ào, tiếng xe chạy, tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu bạn, khiến bạn phóng tâm, trong khi bạn đang cần sự yên tĩnh. Khoan đã, ai quấy nhiễu ai đây? Thật ra bạn là người quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo đường lối tự nhiên của chúng. Bạn quấy nhiễu mọi vật bằng những ý tưởng sai lầm của mình, cho rằng chúng ở ngoài bạn. Bạn cũng bị dính chặt vào ý tưởng muốn duy trì sự yên tĩnh, muốn không bị quấy nhiễu. Phải học cách để thấy rằng chẳng có cái gì quấy nhiễu ta cả, mà chính ta đã ra ngoài để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu chúng ta. Khi tập được cách này thì bạn tiến bộ trong từng thời khắc một. Và mỗi kinh nghiệm của bạn đều làm hiển lộ chân lý và mang lại sự hiểu biết. Một cái tâm thiếu huấn luyện thường chứa đầy lo âu, phiền não. Bởi thì chỉ một chút yên tịnh do thiền đem lại cũng dễ khiến dính mắc vào. Đó là sự hiểu biết sai lầm về sự yên tịnh trong thiền. Đôi lúc có thể bạn nghĩ rằng mình đã tận diệt được tham lam, sân hận. Nhưng sau đó,
bạn lại thấy bị tràn ngập bởi chúng. Thực vậy, tham đắm vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dính mắc vào sự dao động, bởi vì khi dao động, ít ra bạn cũng còn muốn thoát khỏi chúng. Trong khi đó, bạn rất hài lòng lưu giữ sự an tịnh và mong muốn được ở mãi trong đó. Đó là lý do khiến bạn không thể tiến xa hơn nữa. Khi hỷ lạc phi thường, một trạng thái thuần tịnh trong thiền minh sát đến với bạn, bạn hãy tự nhiên đừng dính mắc vào chúng. Dù hương vị của sự an tịnh có ngọt ngào đi nữa, cũng phải được nhìn dưới ánh sáng của vô thường, khổ, vô ngã. Hành thiền nhưng đừng mong cầu phải đạt được tâm định hay bất cứ mức tiến bộ nào. Chỉ cần biết tâm có an tịnh hay không an tịnh. Và nếu có an tịnh thì mức độ của nó nhiều hay ít mà thôi. Làm như thế tâm sẽ tự động phát triển. Dầu sao thì cũng phải có sự chú tâm kiên cố để trí tuệ phát sinh. Chú tâm chẳng khác nào bật đèn, và trí tuệ là ánh sáng phát sinh do sự bật đèn đó. Nếu không bật đèn thì đèn sẽ không sáng. Nhưng không nên phí thì giờ với cái bật đèn. Cũng vậy, định tâm chỉ là cái bát trống, trí tuệ là thực phẩm đựng trong bát ấy. Đừng dính mắc vào đối tượng như dính mắc vào một loại chú thuật, phải hiểu mục tiêu của nó. Kham nhẫn và điều hòa là hai điều căn bản trong sự thực hành của chúng ta. Bắt đầu việc thực hành, chúng ta chỉ cần theo thời khóa đã được dạch sẵn hoặc thời khóa do thiền viện quy định. Muốn huấn luyện một con thú, ta phải câu thúc nó. Cũng vậy, muốn huấn luyện tâm, ta cũng phải kiềm chế chính mình. Gặp con thú khó dạy, ta phải cho nó ăn ít đi. Ở đây những người hành thiền giữ hạnh đầu đà, hạn chế thức ăn, y phục, chỗ trú ngụ, chỉ giữ những nhu cầu căn bản để cắt đứt tham ái. Đây là những sự thực hành căn bản của thiền. Luôn luôn duy trì chánh niệm trong mọi tư thế, mọi hoạt động sẽ làm cho tâm an tịnh và trong sáng. Nhưng sự an tịnh này không phải là mục tiêu cuối cùng của thiền. Vắng lặng an tịnh chỉ giúp cho tâm an nghỉ tạm thời, cũng như ăn uống chỉ tạm thời giải quyết cơn đói, chứ đời sống của chúng ta không phải chỉ có chuyện ăn. Bạn phải dùng tâm tĩnh lặng của mình để nhìn sự vật dưới một ánh sáng mới, ánh sáng trí tuệ. Khi tâm đã vững chắc trong trí tuệ, bạn không còn bị dính chặt vào những tiêu chuẩn tốt xấu của thế tục và không còn bị chi phối bởi những điều kiện bên ngoài. Với trí tuệ này thì phân trở thành chất bón, tất cả kinh nghiệm của chúng ta trở thành nguồn trí tuệ sáng suốt. Bình thường chúng ta muốn được khen ngợi và ghét bị chỉ trích, nhưng khi nhìn với một tâm hồn sáng suốt, chúng ta sẽ thấy khen tặng và chỉ trích đều trống rỗng như nhau. Vậy chúng ta hãy để mọi sự trôi qua một cách tự nhiên để tìm thấy an bình, tĩnh lặng. Đừng băn khoăn thắc mắc là phải bao lâu mới đạt được kết quả, mà hãy bắt tay vào việc thực hành, kiên trì thực tập. Suốt thời gian hành thiền phải tỉnh giác, chánh niệm vào hơi thở. Bạn có thể thay đổi tư thế sau một thời gian hành thiền, nhưng đừng để sự bất an hay khó chịu chi phối tâm mình. Nhiều lúc sự kiên trì, chịu đựng đem lại kết quả tốt. Chẳng hạn, khi cảm thấy nóng, chân đau, không thể định tâm, hãy xem như tất cả đều chết. Ngồi yên, đừng nhúc nhích. Cảm giác đau đớn sẽ lên đến điểm cao nhất, sau đó sẽ tĩnh lặng và mát mẻ. Nhưng ngày kế tiếp, bạn sẽ không muốn làm thế nữa. Tự luyện tập đòi hỏi phải có nhiều kiên trì, nỗ lực. Thực tập một thời gian, bạn sẽ biết lúc nào cần phải thúc đẩy, lúc nào cần phải nghỉ ngơi thoải mái, phân biệt được thế nào là mệt mỏi, thế nào là lười biếng. Đừng bận tâm về chuyện giải thoát. Khi trồng cây, bạn chỉ cần trồng cây xuống, tưới nước, bón phân, bắt sâu. Nếu mọi chuyện này đều thực hiện đầy đủ, cây sẽ lớn lên tự nhiên. Bao lâu cây sẽ lên, đó là điều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn. Lúc đầu kham nhẫn kiên trì là hai yếu tố cần thiết, nhưng một thời gian sau, đức tin và quyết tâm sẽ khởi sinh. Lúc bấy giờ bạn sẽ thấy giá trị của sự thực hành và bạn sẽ say mê hành thiền.
bạn không còn thích quần tụ mà chỉ muốn ở nơi yên tĩnh một mình, bạn sẽ dành thêm thì giờ để thực tập, tự học hỏi. Hãy bắt đầu thực tập với những bước căn bản, thành thật, trong sạch và tỉnh giác trong mọi việc bạn đang làm. Bình an, tĩnh lặng sẽ theo sau. Ajahn Tongrat kể lại rằng Đức Phật đã khích lệ chư tăng khi Ngài xác quyết: người nào kiên trì nỗ lực hành thiền thì sẽ đắc quả trong vòng 7 ngày. Nếu 7 ngày không thành thì sẽ thành đạo trong vòng 7 tháng hay 7 năm. Đầy hứng khởi, nhà sư trẻ bắt đầu 7 ngày của mình, nhưng chỉ trong vòng 10 phút sau, thầy đã bị phóng tâm. Thầy bắt đầu 7 ngày trở lại, lần này cũng bị thất niệm vì suy nghĩ. Có lẽ là suy nghĩ đến chuyện phải làm gì sau khi đắc đạo. Thầy lại tiếp tục bắt đầu 7 ngày khác, nhưng chánh niệm lại bị gián đoạn nữa. Một tuần sau, mặc dù chưa đắc đạo, nhưng thầy đã có một mức tỉnh giác rất cao, đã chế ngự được phần nào quan tâm quái dị có khuynh hướng hay phóng đi nơi khác này. Đây là một phương cách hiệu nghiệm để khởi đầu việc huấn luyện tâm mình trên đường đi đến giác ngộ. Đừng kỳ vọng phải đạt được kết quả thật nhanh. Thiền sinh với đức tin rắn chắc phải có ý chí kiên quyết và lòng kiên trì, cũng như người bán hàng phải luôn miệng rao hàng mà không làm biếng. Nhà tâm lý học xin ở lại Wattapong trong 3 tháng hạ với kỳ vọng được ở gần thiền sư đủ khả năng giúp mình hành thiền, chóng đạt kết quả tốt. Chúng ta thường có khuynh hướng làm cho việc hành thiền trở nên phức tạp và rủi rắm. Chẳng hạn khi ngồi xuống, chúng ta quyết định lần này phải thành công mới được. Đó không phải là một việc làm đúng, vì không gì có thể hoàn tất một cách vội vã được. Đó là một dính mắc mà các thiền sinh mới thường gặp phải. Nhiều đêm khi bắt đầu ngồi thiền, ta thường có ý nghĩ tối nay nhất định không ngủ trước 1 giờ sáng. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tâm ta bắt đầu phản kháng và dấy loạn cho đến lúc ta có cảm tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Khi ngồi thiền đúng thì không cần đo lường hay thúc buộc gì cả, không có đích, không có mục tiêu để đạt tới. Dù bạn có ngồi từ sáng sớm đến 7-8 giờ tối cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngồi mà không để ý đến thời gian, đừng tự thúc bách mình, đừng ép buộc mình, đừng đòi hỏi tâm mình phải làm một điều gì có tính cách chắc chắn cố định. Hãy để tâm thoải mái, để hơi thở tự nhiên bình thường, đừng ép hơi thở dài hay ngắn theo ý mình. Hãy để cơ thể thoải mái. Có một thiền sinh ngồi trước lư hương và nguyện đến lúc cây nhang tàn mới đứng dậy. Thế là anh ta cứ nhấp nhõm theo dõi xem hương đã tàn đến đâu. Tàn hết chưa? Mới có nửa cây à? Anh ta nghĩ. Có khi anh ta nguyện sẽ ngồi cho đến lúc hương tàn, dầu có chết cũng không đứng dậy. Anh ta sẽ cảm thấy tội lỗi khủng khiếp nếu phải đứng dậy khi chưa hết giờ quy định. Ngồi thiền như thế là đã bị tham ái kiểm soát. Đừng để ý đến thời gian, hãy duy trì việc thực hành của mình một cách đều đặn và để sự tiến bộ đến dần với bạn. Khỏi cần phải nguyện hay thề gì cả, chỉ cần kiên trì cố gắng thực hành để tâm tự nó bình an tĩnh lặng lấy. Cuối cùng bạn sẽ thấy mình có thể ngồi lâu một cách thoải mái, đó là bạn đã hành thiền đúng cách. Lúc đau nơi chân, bạn chỉ cần quan sát và biết sự đau. Bạn sẽ thấy cơn đau tự biến mất mà không cần đến sự giúp đỡ của bạn. Thực hành theo cách này, bạn sẽ thấy có nhiều thay đổi diễn ra trong bạn. Khi đi ngủ, bạn có thể tập cho tâm mình tĩnh lặng trước khi ngủ. Nếu trước đây bạn hay ngáy, hay mơ, nghiến răng, trăn trở, vân vân, một khi tâm được huấn luyện thì mọi tật xấu trên sẽ biến mất. Dầu cho bạn có ngủ say đến đâu, lúc thức giấc bạn cũng tỉnh táo, không bần thần uể oải. Cơ thể an nghỉ nhưng tâm tỉnh thức suốt ngày đêm. Đó là Phật, là kẻ hiểu biết, tỉnh thức, hạnh phúc sáng suốt. Phật không bao giờ ngủ, nhưng không bao giờ cảm thấy uể oải, thẫn thờ. Nếu bạn làm cho tâm trí mình kiên định như thế, trong lúc hành thiền, bạn có thể thức liền 2-3 hôm, và khi buồn ngủ vẫn có thể nhập định trong vòng 5-10 phút là tỉnh dậy một cách tươi tắn,
như người đã ngủ trọn đêm. Ở mức độ này, bạn không cần phải nghĩ đến thân thể mình nữa. Mặc dù với tình thương và sự hiểu biết, bạn vẫn còn thấy thân thể này cần thiết. Đức Phật dạy Đại Đức Ananda phải nhìn thấy sự vô thường và sự chết trong mỗi hơi thở. Chúng ta phải biết cái chết. Chúng ta phải chết để sống. Điều này có nghĩa như thế nào? Chết là chấm dứt tất cả mọi hoài nghi, mọi câu hỏi và chỉ sống với thực tế hiện tại. Không phải ngày mai bạn mới chết. Bạn phải chết ngay trong hiện tại. Bạn có thể làm được điều đó không? À, tĩnh lặng làm sao? Sự bình an tĩnh lặng của chấm dứt hoài nghi. Tinh tấn thật sự là trạng thái của tâm chứ không phải của thân. Có nhiều phương pháp định tâm khác nhau, cũng như có nhiều cách sống trên quãng đời này. Điều quan trọng là bạn phải tự ăn lấy, chứ không phải cách thức tìm kiếm thức ăn. Thật ra khi tâm thoát khỏi tham ái, tâm định sẽ khởi lên một cách tự nhiên, chứ chẳng cần một điều kiện nào cả. Ma túy có thể mang lại những cảm giác đáng lưu ý, nhưng người dùng ma túy không tạo ra nguyên nhân của hiệu quả này. Họ chỉ tạm thời biến đổi bản chất, chẳng khác nào tiêm cho khỉ một chất thuốc khiến chúng giọt lên cây dừa để hái trái. Những kinh nghiệm này có thể đúng nhưng không tốt, hoặc là tốt nhưng không đúng. Trong khi đó, giáo pháp luôn luôn mang hai đặc tính tốt và đúng. Đôi lúc chúng ta muốn ép tâm mình phải an tịnh, sự cố gắng như thế càng làm quấy nhiễu thêm. Trong trường hợp này, ta hãy ngưng ngay sự thúc ép. Kết quả là tâm định sẽ xuất hiện. Nhưng trong trạng thái bình an tĩnh lặng này, chúng ta bắt đầu băn khoăn. Sẽ có chuyện gì nữa đây? Điều gì đang xảy ra? Và chúng ta lại dao động trở lại. Một ngày trước kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, một vị sư đến nói với Ngài Ananda, ngày mai là ngày kết tập Tam Tạng, những vị tham dự đều hoàn toàn đắc đạo. Lúc bấy giờ Ananda chỉ mới đạt quả thánh đầu tiên, nên Ngài quyết định dốc toàn lực hành thiền suốt đêm để đạt thành quả cuối cùng. Nhưng sự cố gắng quá sức này đã làm Ananda mệt mỏi. Không đạt được chút tiến bộ nào do nỗ lực của mình, Ananda quyết định đi nghỉ một lát. Nhưng trong khi đặt mình xuống nghỉ, đầu chưa chạm gối, Ananda đã đắc đạo. Tóm lại, chúng ta phải học cách loại bỏ tham ái, dầu đó là ý muốn đắc đạo mới giải thoát được. Quán chiếu mọi vật. Khi bạn tiếp tục hành thiền, bạn phải quan sát cẩn thận mọi kinh nghiệm, mọi giác quan của mình. Chẳng hạn khi quan sát đối tượng giác quan như tiếng động, sự nghe của bạn là một chuyện và âm thanh là một chuyện khác. Bạn chỉ cần tỉnh thức là đủ. Ngoài ra chẳng có ai hay vật gì cả. Hãy học cách chú ý một cách thận trọng, quan sát để tìm ra chân lý một cách tự nhiên. Như vậy bạn sẽ thấy rõ cách thức sự vật phân ly. Khi tâm không bám víu hay nắm giữ sự vật một cách bất di bất dịch theo ý riêng của mình, không nhiễm một cái gì, sự vật sẽ trở nên trong sáng rõ ràng. Khi tai nghe, hãy quan sát tâm, xem thử tâm đã bắt theo, đã nhận ra câu chuyện liên quan đến âm thanh mà tai nghe chưa. Bạn có thể ghi nhận, sống với nó và giác tỉnh trước nó. Có lúc bạn muốn thoát khỏi sự chi phối của âm thanh, nhưng đó không phải là phương thức để tránh thoát. Bạn phải dùng sự tỉnh thức để thoát khỏi sự chi phối của âm thanh. Chúng ta không thể kỳ vọng đạt được bình an tĩnh lặng tức khắc ngay khi hành thiền. Hãy để cho tâm yên nghỉ, để tâm làm theo ý nó muốn. Chỉ cần quan sát mà đừng phản ứng gì cả. Đến khi sự vật tiếp xúc với giác quan, chúng ta hãy thực tập tâm xả. Hãy xem mọi cảm giác như nhau, xem chúng đến và đi như thế nào. Giữ tâm ở yên trong hiện tại, đừng nghĩ đến chuyện đã qua. Đừng bao giờ nghĩ, ngày mai ta sẽ làm chuyện đó. Nếu lúc nào chúng ta cũng thấy những đặc tính thật sự của mọi vật trong giây phút hiện tại này, bất cứ cái gì tự nó cũng thể hiện giáo pháp cả. Huấn luyện tâm cho đến khi tâm ổn cố, từng trải, kinh nghiệm. Lúc bấy giờ, khi sự vật diễn biến, bạn sẽ nhận chân được chúng một cách rõ ràng mà không bị dính mắc vào chúng. Bạn đừng ép buộc tâm tách rời khỏi đối tượng giác quan. Khi bạn thực hành, chúng sẽ tự tách rời lấy và hiện bày ra những yếu tố đơn giản là thân, tâm. Khi ý thức được hình sắc
âm thanh, mùi vị đúng theo chân lý, bạn sẽ thấy tất cả đều có một đặc tính chung, vô thường, khổ và vô ngã. Mỗi khi nghe một âm thanh sẽ ghi vào tâm bạn đặc tính chung ấy. Nghe cũng như không nghe đều như nhau. Chánh niệm luôn luôn ở với bạn, bảo vệ cho sự nghe. Nếu lúc nào tâm bạn cũng đạt được trình độ này, sự hiểu biết sẽ nảy nở trong bạn. Đó là trạch pháp giác chi, một trong 7 yếu tố đưa đến giác ngộ. Trạch pháp giác chi. Yếu tố trạch pháp này suy đi xét lại, quay tròn, tự đảo lộn, tách rời khỏi cảm giác, tri giác, tư tưởng, ý thức. Không có gì có thể đến gần nó. Nó có công việc riêng để làm. Sự tỉnh giác này là một yếu tố tự động có sẵn của tâm. Bạn có thể khám phá ra nó ở giai đoạn đầu tiên của sự thực hành. Bạn thấy gì, bạn làm gì đều phải ghi nhận. Đừng bao giờ rời khỏi thiền. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể xả thiền vào cuối giờ ngồi thiền. Hết giờ hành thiền, họ cũng chấm dứt luôn việc theo dõi, quan sát thân tâm. Không nên làm như thế. Thấy bất cứ cái gì, bạn cũng phải quan sát. Thấy người tốt kẻ xấu, người giàu kẻ nghèo, phải quan sát theo dõi. Thấy người già, người trẻ, người lớn, người nhỏ, đều phải quan sát. Đó là cốt tủy của việc hành thiền. Trong khi quan sát để tìm kiếm giáo pháp, bạn phải quan sát đặc tính, nhân quả và vai trò của các đối tượng giác quan, lớn nhỏ, trắng đen, tốt xấu. Nếu đó là sự suy nghĩ, thì chỉ đơn thuần biết đó là sự suy nghĩ. Tất cả những đối tượng này đều là vô thường, khổ và vô ngã. Không nên dính mắc vào chúng. Tỉnh thức là nghĩa trang của chúng. Hãy dứt tất cả chúng vào đấy. Làm được như thế, bạn sẽ thấy được đặc tính vô thường, rỗng không của mọi vật và chấm dứt khổ đau. Hãy tiếp tục quan sát, thẩm nguyện cuộc sống này. Khi gặp một điều tốt đẹp, hãy ghi nhận xem tâm bạn lúc ấy thế nào, bạn vui chăng? Nên quan sát sự vui này. Dùng vật gì độ một thời gian, bạn bắt đầu thấy chán, muốn cho hay bán đi. Nếu không ai mua, bạn sẽ dứt bỏ. Tại sao vậy? Cuộc sống của chúng ta luôn biến đổi không ngừng. Bạn hãy nhìn vào chân lý này. Một khi bạn đã hiểu cặn kẽ một trong những biến cố này, bạn sẽ hiểu tất cả. Tất cả đều có cùng một bản chất. Có thể bạn không thích một loại hình ảnh hay âm thanh nào đó. Hãy ghi nhận điều này. Về sau có thể bạn lại thích điều mà trước đây bạn từng ghét bỏ. Nhiều chuyện tương tự như thế xảy ra. Khi bạn nhận chân ra rằng mọi chuyện trên thế gian đều vô thường, khổ và vô ngã, bạn sẽ dứt bỏ tất cả và mọi luyến ái sẽ không còn khởi dậy nữa. Khi bạn thấy mọi vật, mọi chuyện đến với bạn đều như nhau, lúc bấy giờ bạn sẽ thản nhiên trước mọi sự và mọi chuyện chỉ là các pháp khởi sinh mà chẳng có gì đặc biệt khiến bạn phải bận lòng. Khi đó, giáo pháp sẽ xuất hiện. Một khi bạn đã bước vào dòng suối này và nếm được hương vị giải thoát, bạn sẽ không còn phải trở lại nữa, không còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. Tâm trí bạn sẽ biến đổi, chuyển hướng nhập lưu. Bạn không còn rơi vào đau khổ nữa. Lúc bấy giờ bạn sẽ dứt bỏ mọi tác động sai lầm. Bởi vì bạn thấy rõ mọi hiểm nguy trong các tác động sai lầm này. Bạn không nói hay làm những điều lầm lạc nữa. Bạn sẽ hoàn toàn đi vào đạo. Bạn sẽ hiểu rõ bổn phận, sự vận hành, lối đi và bản chất tự nhiên của con đường này. Bạn sẽ buông xả mọi chuyện cần buông xả và tiếp tục buông xả mọi chuyện, không chút ưu tư thắc mắc. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn, hãy bắt tay vào việc thực hành. Đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường, bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu.
vào mùa lá rụng, cứ vài hôm chư tăng trong thiền viện lại chia nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Trên những khoảng sân rộng, một hai vị sư quét không xuể, phải nhiều sư hợp lại dùng những cây chổi cán dài cùng nhau quét. Những cây chổi dài chuyển động chẳng khác nào những trận cuồng phong thổi đám lá vàng tung bay như đàn bướm. Nhưng một lát sau, rừng cây lại tiếp tục dạy ta bài học mới. Lá lại rụng, các nhà sư lại tiếp tục quét. Quét xong đàn này, đàn kia lá đã tràn ngập. Quét đến cuối lối mòn, đầu lối mòn đã vàng rực màu lá. Cuộc sống của chúng ta khác nào hơi thở ra vào, giống như lá sinh ra rồi rụng xuống. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi hàng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi này. Một nhà sư trẻ sẽ sống an lạc hạnh phúc trong rừng sâu khi biết chiêm nghiệm bản chất thiên nhiên của sự vật. Khi nhìn quanh, thầy ý thức được sự biến hoại của tất cả mọi hình thái và tất cả đều đi đến nơi hủy diệt. Chẳng có gì trường cửu trên thế gian. Ý thức được điều này, nhà sư bắt đầu an nhiên tĩnh lặng. Nhà sư tập bằng lòng với sự thiếu thốn, chỉ ăn những gì thấy cần, chỉ ngủ khi cần thiết, thỏa thích với tất cả những gì mình có. Đó là căn bản của thiền Phật giáo. Nhà sư Phật giáo không hành thiền với lý do vị kỷ. Trái lại, các thầy hành thiền để tự hiểu biết chính mình, đồng thời để có thể chỉ dạy kẻ khác sống trong bình an hiểu biết. Thiền không phải chỉ là sống an lành trong cuộc đời này. Ngược lại, phải đương đầu với chính mình, chẳng khác nào dấn thân vào phong ba bão táp. Lúc bắt đầu hành thiền tích cực, chúng ta thường cảm thấy chán nản, thất vọng đến nỗi muốn tự sát nữa là khác. Một số người nghĩ rằng đời sống của sư sãi thật rảnh rỗi và dễ dàng, cứ để họ thử đi và xem họ chịu đựng được bao lâu. Nghiệp vụ của các nhà sư thật khó khăn, các vị phải tích cực trong công tác tự giải tỏa tâm mình, để lòng từ ái bao trùm mọi vật. Trong khi nhìn thấy sự sinh diệt của đời sống, nhà sư ý thức được rằng chẳng có gì tùy thuộc vào thầy cả, nhờ thế thầy dồn đau khổ đến đường cùng. Nếu hành thiền một cách nghiêm chỉnh, chúng ta sẽ gặt hái được thành quả ngay. Bạn cứ thử đi sẽ thấy, tôi chẳng cần quảng cáo làm chi. Lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại buông lung, lối sống của nhà tu bình dị và tiết chế. Nhà sư có lối sống khác hẳn kẻ thế tục, từ bỏ thói quen ăn ngủ và nói ít lại. Nếu làm biếng phải tinh tấn thêm, nếu cảm thấy khó chịu đựng phải kiên nhẫn thêm, nếu cảm thấy yêu chuộng và dính mắc vào thân xác phải nhìn những khía cạnh bất tịnh của cơ thể mình. Nhiều người cho rằng đối kháng lại dục vọng tham ái là một điều khó khăn, chúng ta hãy nương theo nó và bỏ dần. Đây là một phương pháp chậm chạp nhưng có hiệu quả. Tôi không đồng ý như thế, vì dung túng cho tham ái, dục vọng, bạn sẽ không bao giờ đến đích được. Giới luật và thiền định hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho tâm an định và thu thúc. Nhưng bề ngoài thu thúc chỉ là sự chế định, một dụng cụ giúp tâm an tịnh. Bởi vì dù bạn có cúi đầu nhìn xuống đất đi nữa, tâm bạn vẫn có thể bị chi phối bởi những vật ở trong tầm mắt bạn. Có thể bạn cảm thấy cuộc sống khó khăn và bạn không thể làm gì được, nhưng càng hiểu rõ chân lý của sự vật, bạn càng được khích lệ hơn. Giả sử trên đường về nhà, bạn dẫm phải gai, gai đâm sâu vào chân bạn. Quá đau đớn, bạn cảm thấy không thể nào đi nổi. Thế rồi, thình lình một con cọp xuất hiện, bạn quên hết cái đau, nhõm dậy chạy về nhà. Phải luôn luôn tự hỏi, tại sao ta xuất gia? Hãy xem câu này như một khích lệ giúp ta tiến bước. Không phải xuất gia để được thoải mái và quan lạc, sống ở đời còn dễ dàng hơn nhiều. Trong lúc đi khất thực, phải luôn luôn tự hỏi, tại sao ta phải làm như vậy? Ta không nên bỏ thói quen này. Khi nghe pháp, bạn nghe lời dạy hay chỉ nghe âm thanh?
có thể lời nói đi vào tai, nhưng bạn đang suy nghĩ, khoai lang điểm tâm sáng nay thật tuyệt. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc bén, trong khi làm các công việc trong tu viện, phải làm với sự chú ý, phải biết mình đang làm gì, đang có cảm giác gì trong khi làm. Phải biết rằng, khi tâm quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự mang vào mình gánh nặng nghi ngờ và bất an, vì luôn luôn e sợ, không biết hành động của mình có sai lầm, có tạo nên nghiệp ác không. Đó là một sự dính mắc cần tránh. Quá dính mắc vào điều này làm bạn trở nên e dè, sợ hãi mỗi khi làm công việc gì. Chẳng hạn lúc quét nhà, bạn lo sợ sẽ làm kiến chết. Trong khi đi, bạn lo sợ sẽ làm hại cây cỏ. Càng giữ giới trong sạch, những nghi ngờ lo sợ càng đến với bạn nếu bạn dính mắc vào giới. Nếu tiếp tục băn khoăn, lo lắng, bạn chỉ đạt được sự bình an tạm thời. Bạn phải hiểu rõ tiến trình của hoài nghi để chấm dứt nó. Trong lúc tụng kinh, chúng ta thường nói rằng chúng ta là những kẻ phụng sự Đức Phật. Phụng sự có nghĩa là hoàn toàn đặt mình dưới quyền điều khiển và sử dụng của ông chủ, và ông chủ sẽ ban cho ta mọi nhu cầu, thức ăn, quần áo, chỗ ở, lời hướng dẫn, vân vân. Chúng ta, những kẻ mặc áo thừa kế của Đức Phật, phải hiểu rằng mọi nhu yếu chúng ta nhận được từ thiện tín nhờ đức hạnh của Đức Phật, chứ không phải ở phước báo riêng của chúng ta. Chúng ta phải biết tri túc trong vật dụng như thức ăn, y phục, chỗ ở, thuốc men. Chẳng cần phải mặc y thật tốt, y chỉ cốt đủ che thân. Chẳng cần phải có thức ăn ngon, thực phẩm chỉ để nuôi mạng sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại mọi phiền não và ham muốn thông thường. Một nhà sư lúc đi khất thực, nếu thấy lòng tham muốn nói, cho tôi nhiều, ngài sẽ nói, cho tôi ít. Nếu phiền não nói, cho tôi mau mau, hạnh thu thúc sẽ nói, cho tôi chậm chậm. Nếu tham ái muốn thức ăn nóng và mềm, hạnh thu thúc sẽ yêu cầu nó lạnh và cứng. Trong mọi hành động của chúng ta, mặc y, đi bát, đều phải làm trong chánh niệm. Giáo pháp và giới luật Đức Phật ban cho ta chẳng khác nào một vườn cây trái ngon ngọt. Chúng ta khỏi bận tâm về việc gieo trồng và săn sóc. Chúng ta cũng khỏi phải lo sợ gặp phải trái cây độc hay không thích hợp. Tất cả đều có lợi ích và tốt đẹp cho ta. Một khi đạt được sự mát mẻ bên trong, bạn không nên dứt bỏ nếp sống tu viện này. Bạn hãy làm khuôn mẫu cho những kẻ đến sau. Đó là thái độ của những nhà sư giác ngộ. Nhiều người sợ mình hành động sai lầm, tội lỗi, lo lắng quá đáng đến độ mất ngủ. Lúc còn dính mắc vào giới luật thì giới luật là gánh nặng. Dần dần bạn sẽ giữ giới một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nhưng thoạt đầu bạn phải trải qua thời kỳ nặng nề, cũng như trước khi vượt qua đau khổ, bạn phải đau khổ trước. Một người tận tâm chu đáo trong việc tu hành, trước tiên phải chịu nhiều khó khăn. Chẳng khác nào cá nước ngọt phải sống trong nước mặn. Cố gắng giữ giới luật khiến mắt bạn nóng bỏng, xốn xang. Một người thờ ơ và cẩu thả trong việc giữ gìn giới luật thì sẽ chẳng cảm thấy bị phiền lụy chút nào, nhưng họ cũng chẳng bao giờ có dịp học hỏi để thấy chân lý. Mọi phương pháp thực hành đều dẫn đến giải thoát, trở thành người thấy rõ ánh sáng trong mọi thời gian. Con đường duy nhất giúp giới tịnh là làm cho tâm trong sạch. Bằng cách này, bạn sẽ trực tiếp đối diện với bất an. Khi cảm giác khởi dậy, hãy đặt câu hỏi với chúng. Bạn sẽ thấy chúng chỉ là cảm giác mà thôi. Khi bạn cần đi sâu vào việc thực hành, sẽ có lúc những căng thẳng lớn lao trong tâm hồn bạn trôi theo những giọt mồ hôi và nước mắt. Nếu bạn chưa trải qua vài lần như thế, bạn chưa hành thiền thật sự. Ý nghĩa sâu xa của việc tụng kinh. Mỗi buổi sáng, sau khi đi khất thực về, các nhà sư vào trai phòng ngồi thành hai dãy dài. Họ chắp tay cung kính đọc kinh trước khi vào bữa ăn. Đây là những bài kinh chúc lành bằng tiếng Pali, nhắc lại những lời dạy của Đức Phật
trở về với thời kỳ Phật còn hiện tiền. Thiện nam tín nữ thuần thành đem thực phẩm đến dâng cúng cho chư tăng, ngồi yên lặng thành khẩn khi các nhà sư tụng kinh. Sau đó, chư tăng dùng cơm trong yên lặng chánh niệm. Chúng ta, mọi người đều có nhiều bổn phận với ngôi tu viện này. Chăm sóc cốc liêu và nhà vệ sinh là một việc làm quan trọng. Những việc đơn giản khác cũng quan trọng không kém. Chẳng hạn như lau quét giảng đường, rửa bát cho các vị sư lớn tuổi, giữ sạch sẽ cốc liêu và nhà vệ sinh. Những cái vơ vẩy nhất chúng ta phải thừa nhận trước tiên là cơ thể chúng ta. Chúng ta cũng phải giữ sạch sẽ. Đây không phải là việc làm khiếm nhã hay hèn mọn. Chúng ta phải hiểu biết một cách xa hơn. Đây là việc làm tinh sạch nhất. Mọi công việc đều làm trọn vẹn, chánh niệm thì vừa đem lại lợi ích cho ta, vừa thể hiện việc hành thiền có kết quả tốt đẹp. Sống hòa thuận, hài hòa với người khác. Một trong những mục đích luân lý và đạo đức là sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc trưởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì. Muốn sống hài hòa với mọi người, chúng ta phải loại bỏ tính kiêu căng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn cả, đồng thời cũng không dính mắc vào những lạc thú phù du. Nếu không dứt bỏ yêu ghét, thật ra bạn chưa có được chút nỗ lực tinh tấn nào. Không dứt bỏ có nghĩa là đi tìm an bình nơi không bình an. Hãy tự khám phá chân lý này, chẳng cần phải lệ thuộc vào một đạo sư bên ngoài. Thân và tâm không ngừng dạy ta. Hãy lắng nghe bài thuyết giảng của chúng để không còn hoài nghi nữa. Con người luôn luôn bị dính mắc vào ý nghĩ cho mình là lãnh tụ, người lãnh đạo. Cũng có kẻ dính mắc vào chuyện mình là một học trò, một môn đệ. Có ai tự hào rằng mình không phải là học trò khi mình có thể học hỏi ở tất cả mọi vật? Ai có thể dạy dỗ tất cả mọi điều mà không phải là thầy? Hãy lấy việc giái lạy làm phương cách bảo vệ thế giới quanh bạn. Hãy giái lạy một cách tôn kính và đầy tình thương. Khi trở về cốc liêu một mình, hãy để mọi thứ xuống và việc trước tiên là nằm dài ra lạy. Muốn đi ra ngoài để quét dọn, hãy nằm dài ra lạy trước. Lúc quét dọn xong trở vào lại tiếp tục lạy nữa. Vào nhà vệ sinh phải vái lạy trước, và vái lạy trước khi trở về phòng. Hãy nhủ thầm: mọi lỗi lầm do thân khẩu ý tôi gây ra, cầu mong được tha thứ. Luôn luôn giữ mình chánh niệm. Kẻ xuất gia không nên nói nhiều và thích quần tụ. Điều này không có nghĩa là phải hoàn toàn tịnh khẩu, nhưng nhà sư chỉ nói khi cần thiết và hữu ích. Thường thì mỗi tuần một lần các nhà sư vào giảng đường để nghe chỉ dẫn hoặc học hỏi giáo lý. Xong xuôi, các vị lại trở về cốc liêu để ngồi thiền hay đi kinh hành. Các đường đi lại trong thiền viện đã khá mòn trước đây, nhưng ngày nay vì các nhà sư ít đi lại nên người ta chỉ thấy dấu chân những con chó trong làng. Càng ngày càng khó tìm ra những thiền viện tốt đẹp. Bởi thế, một số nhà sư cho rằng Phật giáo chỉ chú trọng vào việc nghiên cứu học hỏi giáo lý mà không thực sự thực hành. Khắp nơi, người ta chỉ lo đốn cây khai rừng để tạo nên những ngôi chùa mới mà chẳng lưu tâm gì đến việc luyện tâm. Ngày xưa trái lại, các thiền sư chỉ sống với thiên nhiên mà không kiến tạo gì cả. Ngày nay các tín đồ xem việc xây dựng chùa chiền là hoạt động chính của tôn giáo, và đó là lãnh vực mà nhiều người ưa thích. Như vậy cũng đúng, nhưng chúng ta phải hiểu mục đích của việc xây dựng chùa chiền. Đừng mang gánh nặng của kẻ khác. Những buổi nghe pháp là cơ hội để kiểm điểm lại tâm mình, kiểm điểm lại sự thực hành của mình. Điều quan yếu là phải thực hành những điều đã học hỏi. Bạn có thể tìm thấy những lời dạy dỗ này trong chính bản thân bạn không? Bạn đã thực hành đúng hay gặp một vài khuyết điểm? Bạn có tầm nhìn đúng không?
Không ai có thể thay bạn làm những điều này. Bạn không thể việc hoài nghi nhờ nghe người khác. Bạn có thể tạm thời xoa dịu mọi nghi nan của bạn, nhưng chuyện rồi đâu là vào đấy, và nhiều câu hỏi lại phát sinh ra. Cách duy nhất để chấm dứt hoài nghi là chính bạn phải tự mình diệt chúng. Chúng ta phải dùng phương pháp độc cư trong rừng để thanh lọc tâm, chứ không phải để tách rời với mọi người hay để đào thoát. Làm thế nào có thể đào thoát khỏi tâm chúng ta? Làm thế nào có thể trốn khỏi vô thường, khổ và vô ngã khi chúng nó có mặt khắp nơi? Chúng chẳng khác nào mùi hôi thối của phân, dầu ít hay nhiều vẫn hôi như nhau. Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì. Thân và tâm chúng ta là những băng đảng cướp của giết người, luôn luôn lôi kéo chúng ta đến hầm lửa tham lam, sân hận, si mê. Đời sống thế tục có rất nhiều khó khăn trở ngại, ngũ dục luôn luôn lôi cuốn. Chúng mời gọi chúng ta đến căn nhà ái dục với một giọng nói ngọt ngào thân thiện. Đến đây, hãy đến đây. Và khi bạn đến gần, cửa mở, súng nổ. Bạn có thể đối trị tham ái bằng cách hành phép đầu đà, chỉ dùng các vật dụng cũ kỹ không hấp dẫn, hoặc hành thiền quán sát tử thi. Xem mọi người, kể cả chính bạn, chỉ là những xác chết, những bộ xương. Hành thiền cách này thật ra không phải dễ, bởi vì khi chợt thấy hình ảnh một cô gái đẹp, bạn sẽ không còn thấy xác chết nữa. Niệm thân là cách tập luyện để đối kháng lại những quan niệm sai trái của mình. Chúng ta thường xem thân này tốt đẹp, trong khi đó đạo giải thoát bảo ta nhìn cơ thể này chỉ là những tập hợp của vô thường và bất toại nguyện. Khi chúng ta còn trẻ trung, khỏe mạnh, chưa nhóm bệnh ngặt nghèo, chúng ta dễ có những hành động và ý nghĩ sai lầm. Cái chết đối với chúng ta thật xa vời, chẳng phải sợ hãi gì cả. Những người không hành thiền thì mãi đến lúc mang bệnh nặng hay tuổi già đến, họ mới thay đổi quan niệm. Tại sao phải đợi đến lúc ấy? Hãy làm như người đã chết, mặc dù lòng tham ái của bạn không bao giờ chết. Đúng vậy, nhưng xem chúng như đã chết. Đôi khi cần phải đi đến một thái cực, chẳng hạn sống gần với thú dữ, thấy nguy hiểm đe dọa tánh mạng mình, bạn không còn thì giờ để nghĩ đến tình dục nữa. Bạn cũng có thể bớt ăn hay nhịn ăn để giảm sự kích thích. Tâm luôn luôn nghĩ đến cái chết, đến sự hủy diệt, không còn chút quyến luyến hay kỳ vọng gì vào cuộc đời này, sẽ khiến chúng ta cảm thấy hoan hỷ và định tâm. Khi thấy sự vật như nó đang hiện hữu, nghĩa là thấy sự vật theo chân tướng của nó, ta sẽ không bị nó ràng buộc. Sau đó, khi đã có tâm định kiên cố, chúng ta sẽ không còn gặp khó khăn nữa. Chúng ta còn bị ái dục lôi kéo vì thiền tâm chưa kiên cố. Khi trở thành những nhà sư sống trong rừng, chúng ta không còn để cho phiền não tự do hoành hành nữa, vì chúng ta đã nếm mùi những cú đá khá đau của chúng. Chỉ có kiên nhẫn và chịu đựng mới là phương thuốc thích hợp. Thực vậy, trong lúc hành thiền, chẳng có gì cả ngoài sức chịu đựng. Thế mà nhờ sự chịu đựng, tất cả đều sẽ thay đổi. Có nhiều người cho rằng chúng ta điên khi thấy chúng ta ngồi trong rừng bất động như những tượng đá. Nhưng họ đã sống ra sao? Họ cười, họ khóc, họ dính mắc vào sự vui buồn. Có khi họ giết nhau hay tự sát vì tham lam sân hận. Hãy luôn luôn nhớ kỹ trong tâm, tại sao ta xuất gia? Người nào đến hành thiền như chúng ta mà không hưởng được hương vị giải thoát thì đã phí thì giờ vô ích. Những cư sĩ với gia đình, nghề nghiệp, trách nhiệm mà còn nếm được hương vị giải thoát, huống hồ một người xuất gia. Một tu sĩ nếu chịu hành thiền chắc chắn sẽ thành công. Hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng tâm vẫn thế. Người ta thường nghĩ rằng từ bỏ hết đời sống thế tục, mặc y mang bát, là một vị sơn tăng là dứt bỏ lại sau lưng tất cả những gì thuộc tư hữu của mình. Không còn làm chủ xe cộ, máy móc, sách vở, áo quần, nhà sư hoàn toàn tự do. Nhưng tâm luyến ái như một cái bánh trớn, không thể đứng lại ngay mà phải dừng lại từ từ. Bởi thế, một số nhà sư Tây Phương vừa mới dứt bỏ của cải trần thế đã sớm dính mắc vào y bát. Họ nhuộm y thật đúng màu
xoay sở đủ cách để làm chủ một chiếc bát mới, nhẹ, làm bằng sắt không rỉ. Bận tâm, lo săn sóc hay dính mắc vào vài ba vật sở hữu có thể làm mất nhiều thì giờ. Trong khi đó, công việc của nhà sư là chỉ hành thiền mà thôi. Một vài nhà sư Tây Phương đã từng du lịch nhiều nơi trên thế giới trước khi đi tu. Họ đã tự do ăn mặc và sống theo sở thích trước đây. Chẳng bao lâu, họ sẽ cảm thấy đời sống an phận, khuất phục trong thiền viện rất tù túng, áp chế và khó khăn. Râu tóc cạo như nhau, y áo cùng kiểu, cách vái chào các sư cao hạ, cách ôm bình bát, vân vân, đều cùng một lối giống nhau cả. Dù cho có chủ tâm tốt, người Tây Phương cũng khó có thể cảm thấy thoải mái trong lối sống khuôn mẫu, thu thúc này. Một vị sư đặc biệt trước đây không những là khách du lịch thường xuyên mà còn tự xem mình là một tín đồ của đợt sóng mới, đội những chiếc nón thêu hoa đủ màu, trên gắn những cái chuông nhỏ, tóc dài để bím, vân vân. Sau một vài tuần sống thúc bó trong quy củ thiền viện, một đêm nọ, nhà sư thức giấc vào lúc nửa đêm vì một cơn ác mộng. Trong mộng, nhà sư thấy mình mặc bộ y nhuộm đủ màu xanh đỏ, chiếc bát cũng được vẽ hoa lá và những đường ngoằn ngoèo theo lối hoa văn Tây Tạng. Người nào gặt hái được kinh nghiệm về sự tham luyến trong khi khoác áo nhà tu và trong khi sống đơn giản, người ấy đã học được một bài học sáng ngời quý giá, hơn hẳn tất cả những bài học từ trước. Tư hữu và tham luyến hoàn toàn tách rời khỏi mọi hoàn cảnh bên ngoài. Chúng có gốc rễ từ trong tim và thể hiện trong mọi hoàn cảnh. Chỉ với một vật nhỏ bé, tư hữu và tham luyến cũng khởi dậy được. Chưa đến khi nào chúng ta hiểu và học được bài học sâu xa về sự dứt bỏ, lúc bấy giờ những cấu hợp bên ngoài chỉ là đấu trường khác, nơi đây những tập nhiễm tham ái đóng vai tuồng của chúng mà chẳng liên hệ gì đến chúng ta cả. Ajahn Tông Rát biết rõ sức mạnh của đời sống an cư trong rừng. Đấy là một sức mạnh lớn lao và sáng chói, rất hữu hiệu để đối trị những phiền toái trầm trọng một gốc rễ từ trong tâm trí chúng ta. Ưu thế của Ngài là dùng giới luật nghiêm khắc giúp các nhà sư trực tiếp đương đầu với những vấn đề của chính họ, bao gồm trong tham lam, phán đoán, sân hận và si mê. Những lời dạy của Ajahn Tông Rát thường nhằm mục đích đưa chư tăng trở về đối diện với chính tâm mình, nguồn gốc và cội rễ của mọi phiền toái trên cõi đời này. Bạn trốn đi đâu bây giờ? Nhiều người đến đây để xuất gia, nhưng sau khi trở thành nhà sư, họ đối diện với chính mình và cảm thấy rằng chẳng an lạc chút nào. Thế rồi họ nghĩ đến việc hoàn tục, chạy trốn. Nhưng đi tìm an lạc ở đâu bây giờ? Biết được cái gì tốt, cái gì xấu mới là điều quan trọng. Dù đi nhiều nơi hay ở một chỗ cũng thế thôi. Bạn không thể tìm được an lạc trên đỉnh núi cao vời hay trong hang động sâu thẳm. Dù có thể tới tận nơi Đức Phật thành đạo, nhưng không phải nhờ thế mà bạn có thể đến gần chân lý hơn. Điều đương nhiên đến với bạn trước tiên là hoài nghi. Tại sao chúng ta phải tụng kinh? Tại sao chúng ta ngủ ít thế? Tại sao phải nhắm mắt lúc ngồi thiền? Những câu hỏi tương tự như vậy sẽ nảy sinh trong tâm bạn khi bạn bắt đầu hành thiền. Chúng ta phải thấy tất cả mọi nguyên nhân của đau khổ đó là chân pháp tứ diệu đế, chứ chẳng phải một phương pháp luyện tâm đặc biệt nào. Chúng ta phải quan sát cái gì đang xảy ra. Nếu quan sát sự vật, chúng ta sẽ thấy chúng đều là vô thường và trống rỗng. Từ đó một ít trí tuệ sẽ nảy sinh. Khi chưa thật sự hiểu thực tại, chưa thấy rõ thực tại, chúng ta chưa hết hoài nghi và sự chán nản sẽ trở lại với chúng ta nhiều lần. Đó không phải là dấu hiệu xấu, đó là một phần của những gì mà chúng ta phải đối đầu. Đó là những sở hữu của chính tâm ta. Đó chính là tâm và trí của ta. Ngài Ajahn Tông Rát thường tỏ ra dễ dãi và thông cảm với những đệ tử xuất gia Tây Phương thích đến rồi đi. Theo truyền thống, một thầy tỳ khưu mới tu phải ở với vị thầy đầu tiên ít nhất 5 hạ rồi mới được ra đi
làm một du tăng khất sĩ. Giới luật là phần tối thiết yếu trong việc tu trì của một nhà sư. Phải nghiêm trì giới luật, ép mình trong khuôn khổ kỷ luật của thiền viện và của tăng đoàn. Nhưng một số nhà sư Tây Phương giống như trẻ được nuông chiều, đã được 1-2 năm sau, nhà sư Mỹ trở về với nhiều mẩu chuyện về cuộc hành trình của mình, gồm nhiều tháng hành thiền tích cực và một số kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Sau buổi tụng kinh lễ Phật chấm dứt, nhà sư Mỹ được đối xử bình thường như chẳng hề có chuyện ra đi. Sau buổi thảo luận Phật Pháp và hoàn tất mọi công việc thường nhật với các nhà sư và khách đến viếng thăm. Không, mặc dù tôi đã học được nhiều điều mới trong khi hành thiền, nhưng thật ra tất cả những điều đó đều tìm thấy ở Wat Pa Pong này. Giáo Pháp luôn luôn ở ngay đây để mọi người thấy và thực hành. Sumetho yên lặng lắng nghe và chuẩn bị bình trà buổi chiều được pha bằng một vài loại cây rừng. Sau khi câu chuyện chấm dứt, Sumetho mỉm cười nói: "Vâng, thật kỳ diệu, hãy để cho chúng trôi qua." Cứ thế, những người Tây Phương tiếp tục đến rồi đi, tất cả đều tự mình học những bài học này. Hôm nay tôi sẽ nói về đề tài: khi thực hành giáo pháp, ta nên tự hỗ trợ cho mình, tự nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa vào nơi nào khác bên ngoài mình. Mọi người trong thiền đường đều cười, riêng chú Sa Di Tây Phương hơi bối rối một chút, ngồi thẳng thắn khác thường ngày. Từ lúc bắt đầu buổi giảng cho đến khi bài pháp chấm dứt, từ đấy trở đi, với quyết tâm mạnh mẽ, chú Sa Di đã học được cách ngồi thẳng lưng trên mọi sàn nhà, dưới bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện nào. Học hỏi cách dạy học. Hôm nay là lễ Makha Puja, ngày rằm tháng giêng. Đây là một ngày quan trọng trong Phật giáo, kỷ niệm ngày 1250 vị A-la-hán, những vị học trò giác ngộ của Đức Phật hội họp. Trong cuộc họp mặt đó, Đức Phật đã dạy chư tăng đi khắp nơi để truyền bá giáo pháp, đem lại sự tốt đẹp, sự hạnh phúc và giác ngộ cho chúng sanh. Sumetho chẳng bao giờ lo sợ khi phải thuyết pháp trước đám đông, không còn sợ người ta phê bình, đánh giá mình trong khi thuyết pháp nữa. Khai phá phần kiến trúc phải làm trước tiên là pháp đường, đổ móng, đúc những cây cột lớn, làm nền để thiết trí một tượng Phật khổng lồ. Khi công trình đang tiến hành, nhiều kiến trúc phụ được bổ sung. Thí chủ ủng hộ và nhóm kiến trúc sư bàn cãi mãi vì ý kiến bất đồng. Mái phải làm thế nào cho hợp? Có nên sửa đổi đồ án lại theo cách nào cho sáng sủa hơn? Mọi người đều có ý kiến hay, nhưng ý kiến nào cũng tốn tiền cả. Cuối cùng, mọi người đem ra bàn thảo trong một buổi họp nhiều giờ với Ngài Ajahn Tongrat. Tất cả mọi ý kiến đều được đem ra bàn cãi sôi nổi. Thiền cách nào hay nhất? Dân làng và Phật tử sống quanh tu viện Wat Pa Pong kể rất nhiều chuyện về phép màu của Ngài Ajahn Tongrat. Họ nói rằng Ngài Ajahn Tongrat có thể phân thân đến nhiều nơi trong cùng một lúc. Có người quả quyết đã thấy Ajahn Tongrat phân thân thành hai. Họ nói rằng Ajahn Tongrat đã dùng phép màu để chữa bệnh. Ajahn Tongrat có nhãn thông đã thuần thuộc trong việc nhập định. Ajahn Tongrat cười khi nghe được những chuyện này. Phép màu là vấn đề mà những người chưa giác ngộ cũng như những người chưa thông hiểu sâu xa Phật Pháp thường mong cầu và quan tâm. Ajahn Tongrat nói: "Chỉ có một loại chân pháp màu, đó là giáo pháp. Những lời dạy có khả năng giải thoát tâm và chấm dứt khổ đau. Những pháp màu khác chỉ là ảo tưởng, thuật tráo bài mà mắt khiến ta đi trật đường. Đường chính của chúng ta liên quan đến con người, chết sống và tiến đến giải thoát. Ở Wat Pa Pong chỉ dạy quá chân pháp màu mà thôi." Dĩ nhiên, một khi thiền định thuần thục, có thể dùng thiền định vào những mục tiêu khác như luyện thần thông, làm nước thánh, phúc chúc, tiên đoán việc tương lai, vân vân. Nếu đạt tâm định,
các sư có thể làm được điều đó, nhưng hành thiền như thế chẳng khác nào uống thuốc độc, uống rượu. Thế thì còn đâu là chánh đạo, con đường Đức Phật đã đi? Ở đây thiền định, thiền vắng lặng chỉ dùng làm căn bản cho thiền minh sát, vì vậy không cần phải đạt đến mức thiền định thật cao. Chỉ cần quan sát những gì sinh ra, tiếp tục quan sát nhân và quả, cứ thế tiếp tục quan sát. Bằng cách này chúng ta dùng sự chú tâm để quan sát hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và những hoạt động của tâm ý, và cuối cùng sẽ tìm thấy pháp giải thoát. Pháp hành của người chủ nhà. Đời sống của gia đình thật khó mà cũng thật dễ. Khó làm nhưng dễ hiểu. Chẳng khác nào bạn đến đây và than phiền về cục than đỏ mà bạn đang nắm trong tay. Tôi chỉ đơn giản bảo bạn hãy dứt nó đi. Bạn không chịu và cãi lại: không, tôi không muốn bỏ, tôi muốn nó trở nên lạnh cơ. Bạn có thể chọn một trong hai cách: dứt bỏ nó đi hoặc kiên nhẫn chịu đựng. Bạn sẽ phân vân hỏi lại: làm thế nào tôi có thể dứt bỏ được? Bạn có thể bỏ gia đình bạn được không? Được. Bỏ phần nội tại trong tâm bạn, bỏ sự dính mắc bên trong thôi. Giống như con chim đẻ trứng, bạn có trách nhiệm phải ấp trứng, nếu không trứng sẽ thối. Có thể bạn muốn mọi người trong gia đình nể phục và cảm thông bạn, biết rõ tại sao bạn làm như thế này mà không làm như thế kia, vân vân. Nhưng có thể họ không cảm thông được bạn. Thái độ của bạn có thể thiếu hòa ái, tâm hồn bạn có thể chật hẹp. Nếu cha mẹ là một tên trộm và con không hưởng ứng, phải chăng con là đứa trẻ hư hỏng? Hãy giải thích và tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong chiều hướng tốt đẹp. Cố gắng thành thật, sau đó hãy để mọi chuyện tự nhiên. Nếu bạn bị bệnh và quyết định đến gặp bác sĩ, nhưng sau khi tận tâm chữa trị bằng mọi loại thuốc, bệnh của bạn vẫn không khỏi, bạn phải làm thế nào đây? Bạn không còn cách nào hơn là phải chấp nhận thực trạng và để tâm tự nhiên. Nếu bạn nghĩ đến các danh từ gia đình tôi, việc hành thiền của tôi, bạn sẽ gặp rắc rối, vì những hình thức tự ngã này là nguyên nhân của đau khổ. Đừng nhọc công đi tìm hạnh phúc, dù bạn đang sống với những người khác hay đang sống một mình. Hãy sống với giáo pháp, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Phật pháp giúp bạn giải quyết vấn đề, nhưng chính bạn phải tự thực hành và khai mở trí tuệ trước. Bạn không thể có cơm bằng cách chỉ bỏ nước và gạo vào nồi rồi bảo nó chín ngay. Bạn phải nhúng lửa và để cơm có đủ thời giờ chín. Với trí tuệ, mọi vấn đề cuối cùng đều có thể giải quyết. Khi hiểu rõ đời sống gia đình, bạn có thể hiểu rõ được nghiệp báo và nhân quả, và nhờ thế bạn có thể quán xuyến và cải thiện mọi hành động của bạn trong tương lai. Hành thiền chung nhóm với mọi người ở thiền viện hay trong những khóa thiền là những việc làm không mấy khó khăn, vì ở đấy mọi người đều hành thiền, bạn phải tinh tấn theo họ, phải ngồi thiền, phải kinh hành như mọi người. Nhưng lúc về đến gia đình, bạn gặp khó khăn. Bạn bảo rằng lúc ở nhà bạn làm biếng. Bạn hãy bỏ hết quyền lực của chính bạn, chuyển quyền hành đó cho kẻ khác, cho sở làm, cho những vị thầy ở ngoài bạn. Hãy tỉnh dậy, bạn tạo ra một thế giới riêng của chính bạn, mà điều quan trọng là bạn có thích hành thiền không đã. Là sư sãi, chúng tôi phải cố gắng giữ giới luật và hành hạnh đầu đà. Thực hành nghiêm chỉnh giới luật là con đường dẫn đến giải thoát. Các bạn cư sĩ cũng phải cố gắng giữ giới luật như vậy. Các bạn hành thiền ở nhà nên giữ gìn trong sạch những giới căn bản, cố gắng kiểm soát hành động và lời nói, thật sự tinh tấn và hành thiền liên tục, không gián đoạn. Muốn tập trung tâm ý, bạn phải ráng tinh tấn. Đừng thấy chỉ mới cố gắng một hay hai lần mà không tập trung tâm ý đã sinh ra chán nản. Tại sao không thử cố gắng lâu hơn? Bạn đã để tâm trí đi lang bạt bao lâu theo ý nó mà không kiểm soát được? Bạn có băn khoăn rằng một hay hai tháng chưa đủ để luyện tâm an tịnh không? Dĩ nhiên, tâm rất khó huấn luyện. Muốn dạy một con ngựa bất kham, hãy cho nó nhịn đói một lát, nó sẽ đến gần bạn hơn.
Khi nó đã bắt đầu nghe lời, hãy cho nó ăn chút ít. Đạo sống của chúng ta có cái hay, cái đẹp là có thể huấn luyện được tâm. Với nỗ lực đúng, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Sống đời sống cư sĩ và thực hành chánh pháp là sống trong thế gian, nhưng ở trên thế gian. Giới bắt đầu bằng 5 điều học căn bản. Mọi giới đều quan trọng, là cha mẹ của mọi điều tốt đẹp. Điều căn bản là loại bỏ khỏi tâm mọi sai lầm, quét sạch mọi nguyên nhân gây ra phiền muộn và dao động. Phải giữ giới luật thật kiên cố, sau đó hãy tham thiền khi cơ hội đến. Đôi lúc việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, đôi lúc không, đó là chuyện tự nhiên. Đừng bận tâm về việc này, cứ tiếp tục. Nếu nghi ngờ khởi lên, hãy xem chúng cũng như những chuyện khác của tâm đều vô thường cả. Khi bạn tiếp tục hành thiền đều đặn thì sẽ có định tâm. Dùng tâm định này phát triển trí tuệ, nhìn sự yêu ghét khởi dậy từ các giác quan mà không dính mắc vào chúng. Đừng bận tâm nghĩ đến kết quả hay sự tiến bộ, cũng đừng mong ngóng ao ước tiến bộ mau chóng. Cũng như đứa trẻ muốn chạy phải tập bò và tập đi trước đã. Cứ giữ giới thật trong sạch và tiếp tục hành thiền. Vô ngã. Đối với người không hiểu sự chết, cuộc sống chứa đựng nhiều rắc rối. Nếu thân thể ta thật sự là của ta, nó hẳn đã nghe theo mệnh lệnh mà ta đưa ra. Khi ta bảo đừng có già, hay ta cấm ngươi không được đau, nó có nghe lời ta không? Không, nó chẳng thèm để ý đến. Ta chỉ là người thuê căn nhà này, chứ không phải chủ nhà. Nếu nghĩ rằng căn nhà này thuộc về ta, ta sẽ đau khổ khi phải rời bỏ nó. Nhưng thật ra, chẳng có gì gọi là ta, chẳng có cái gì gọi là bản ngã trường tồn, không có gì vững chắc, bất biến mà chúng ta có thể nắm giữ được. Đức Phật phân biệt cho chúng ta thấy rõ hai loại chân lý rốt ráo và chân lý ước định. Ý niệm về một cái ngã chỉ là một khái niệm, một ước định. Người Mỹ, người Thái, thầy giáo, học sinh, tất cả chỉ là sự chế định mà thôi. Một cách rốt ráo thì chẳng có gì cả. Chúng chỉ là đất, nước, gió, lửa, những yếu tố tạm thời kết hợp lại với nhau. Chúng ta gọi cái cơ thể này là ta, nhưng một cách rốt ráo, chẳng có gì là ta cả, chỉ có anatta, vô ngã mà thôi. Muốn biết rõ sự vô ngã, bạn phải hành thiền. Nếu bạn chỉ suy tư tìm hiểu, đầu bạn sẽ nổ tung. Một khi bạn hiểu rõ vô ngã, tức khắc gánh nặng của cuộc sống sẽ được nhấc đi. Đời sống của gia đình bạn, công việc của bạn, vân vân, tất cả đều trở nên dễ dàng hơn. Khi không có cái nhìn chật hẹp về ngã nữa, bạn sẽ không còn dính mắc vào hạnh phúc. Và khi bạn không còn dính mắc vào hạnh phúc, bạn bắt đầu có hạnh phúc thật sự. Không có ai sinh ra và chẳng có ai chết đi. Người nào nói về cái chết là người đó nói chuyện như đứa con nít, không hiểu gì hết. Trong ngôn ngữ của tâm, nghĩa là ngôn ngữ của Phật Pháp, không có chuyện đó. Khi chúng ta gánh một gánh nặng, gánh đó thật nặng nề. Nhưng khi không có ai gánh cái gánh nặng đó thì chẳng có vấn đề gì trên đời này nữa. Đừng tìm kiếm điều tốt, điều xấu hay bất cứ điều gì hết. Đừng là gì hết, không có gì nữa hết, chỉ có vậy. Nước ngầm. Phật Pháp không riêng của ai. Phật Pháp không có sở hữu chủ. Phật Pháp phát khởi khi thế giới hiện khởi, nhưng đứng riêng độc lập một mình như sự thật muôn đời. Phật Pháp luôn luôn có mặt nơi đây, không dời đổi, không biên cương, dành sẵn cho mọi người muốn tìm đến với nó. Phật Pháp cũng như nước ngầm trong lòng đất, ai đào giếng sẽ bắt gặp chỗ nước ngầm đó. Dù bạn có đào giếng hay không, nước ngầm vẫn luôn luôn ở đấy, ẩn tàng sau lưng mọi vật. Khi tìm kiếm Phật Pháp, chúng ta có khuynh hướng tìm kiếm quá xa, chúng ta rướng quá độ, giới quá xa, nên bỏ qua phần cốt tủy. Phật Pháp không phải ở đàng kia hay ở chỗ nào xa lắc xa lơ, phải đi một chuyến thật xa hay phải dùng diễn vọng kính mới tìm thấy được. Phật Pháp ở ngay tại đây, rất gần với chúng ta,
là yếu tính thật sự của chúng ta là vô ngã. Khi chúng ta nhìn thấy yếu tính này, mọi vấn đề không còn nữa, mọi rắc rối biến mất hết. Tốt, xấu, sướng, khổ, sáng tối, ta, người, vân vân, chỉ còn là những hiện tướng trống rỗng. Nếu chúng ta biết được điều thiết yếu này, ý thức xưa cũ của chúng ta về tự ngã sẽ không còn nữa và chúng ta trở nên thật sự tự do. Chúng ta thực hành sự xả bỏ chứ không trì thủ. Nhưng trước khi có thể xả bỏ thân và tâm, chúng ta phải biết rõ bản chất của nó. Khi ấy sự xả bỏ xảy ra tự nhiên. Không có gì là ta hay của ta, tất cả đều vô thường. Tại sao chúng ta không thể nói Niết Bàn là của ta? Bởi vì những kẻ chứng ngộ Niết Bàn không còn có tư tưởng về cái ta và của ta nữa. Nếu còn có tư tưởng về ta và của ta, họ không thể nào thấy được Niết Bàn. Dù họ biết rằng mật là ngọt, nhưng họ không còn nghĩ tôi đang nếm vị ngọt của mật. Con đường Phật Pháp là phải bước tới hoài, nhưng chân Phật Pháp không đi tới, không đi lui, cũng không đứng yên một chỗ. Niềm vui của Đức Phật. Nếu mọi sự đều vô thường, bất xứng ý và vô ngã, mục tiêu của sự sống là gì? Một người ngắm nhìn dòng sông chảy qua. Nếu anh ta không muốn nó chảy, không muốn dòng sông liên tục thay đổi theo bản chất của nó, anh ta sẽ phải nhận chịu sự đau khổ lớn lao. Một người khác ý thức được rằng bản chất của dòng sông là thay đổi không ngừng, dù mình có thích như vậy hay không, anh ta sẽ không cảm thấy đau khổ. Biết được sự sống cũng như dòng sông này, không có sự vui sướng lâu dài, không có tự ngã, chính là tìm được chân lý vững bền, và không có sự đau khổ, chính là tìm ra được sự an tịnh thật sự trên đời. Người ta có thể nói, thế thì ý nghĩa của cuộc đời là gì? Con người sinh ra làm chi? Tôi không thể trả lời các câu hỏi đó. Tại sao bạn ăn? Bạn ăn để không phải ăn thêm nữa. Bạn sanh ra để không phải sanh ra nữa. Giải thích bản chất thật sự của sự vật về sự trống rỗng của chúng ta là một việc khó khăn. Nghe được giáo pháp, con người phải tìm ra phương cách để hiểu. Tại sao chúng ta hành thiền? Nếu chúng ta không hỏi tại sao, chúng ta được an nhiên tự tại rồi đó. Buồn rầu đau khổ không thể xảy đến với người hành thiền như thế này. Ngũ uẩn là những kẻ giết người, bám lấy thân thì sẽ bám lấy tâm và ngược lại. Chúng ta hãy ngưng lại, đừng tin tưởng tâm của chúng ta nữa. Hãy dùng giới luật và sự an tịnh tâm để giữ gìn chánh niệm và tỉnh thức thường trực. Khi ấy, bạn sẽ nhận chân được rằng mọi sự đều vô thường, bất xứng ý và trống rỗng. Cùng lúc, bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc và đau khổ xảy ra riêng rẽ. Trong sự tĩnh lặng đó, niềm vui chân thực của Đức Phật sẽ đến. Khi bạn có được trí tuệ, sự tiếp xúc với đối tượng giác quan, cho dù tốt hay xấu, vui sướng hay đau khổ, cũng giống như đứng dưới gốc cây xoài lượm trái, trong khi có kẻ khác leo lên cây rung cho bạn. Chúng ta chỉ việc lựa xoài tốt và xoài thối mà chẳng nhọc công, vì chúng ta không phải leo lên cây. Như vậy nghĩa là gì? Mỗi đối tượng giác quan đến với chúng ta mang lại cho chúng ta kiến thức. Chúng ta không cần phải làm đẹp chúng. Tám ngọn gió của thế gian, được mất, dinh nhục, khen chê, đau khổ và vui sướng, cứ tới tự nhiên. Nếu tâm của bạn đã phát triển được sự yên tĩnh và trí tuệ, bạn có thể lượm và lựa một cách thoải mái. Cái mà người khác có thể gọi là tốt hay xấu, đó hay đây, vui sướng hay đau khổ, đều lợi lộc cho bạn. Bởi vì kẻ khác leo lên cây xoài rung cho bạn và bạn chẳng có điều gì phải sợ hãi. Tám ngọn gió thế gian cũng giống như những trái xoài rớt xuống cho bạn. Bạn hãy dùng định lực và tâm yên tịnh để chiêm ngưỡng và thu thập. Biết trái xoài nào tốt, trái xoài nào thối, chính là trí tuệ, tức là sự minh sát Vipassana. Bạn không tạo ra trí tuệ. Khi có trí tuệ, nội quán tự nhiên phát sinh. Dù rằng tôi gọi nó là trí tuệ, bạn không nhất thiết phải cho nó một cái tên. Có lẽ thiền sinh Zen này nhìn ra được rằng cốt tủy của thiền minh sát
không khác biệt với cốt tủy của Zen. Chiên im lặng. Sống trong thế gian mà hành thiền, người khác thấy bạn chẳng khác nào cái chiên không được đánh động và không tạo nên âm thanh nào hết. Họ thấy bạn như vô dụng, điên rồ, thất bại, nhưng thật ra điều ngược lại thì đúng hơn. Sự thật ẩn tàng trong sự không thực, cũng như tính thường hằng ẩn tàng trong sự vô thường. Không có gì đặc biệt. Người ta thường hỏi dọ tôi về sự hành trì riêng của tôi. Tôi chuẩn bị tâm tư như thế nào khi ngồi thiền? Không có gì đặc biệt hết. Tâm tôi để yên chỗ hồi nào tới giờ nó ở. Họ hỏi tôi, thế thì Ngài là một vị A-la-hán chăng? A-la-hán là một vị tu hành đã đạt đến mức độ cao của sự tiến bộ về tâm linh. Tôi có biết đâu. Tôi như cây cổ thụ đầy lá hoa, hoa và trái. Chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ đó không hiểu biết về thân phận nó. Nó cứ sống tự nhiên vậy thôi. Nó sao nó vậy? Bên trong bạn không có gì cả. Năm thứ ba tôi làm tỳ kheo. Tôi có sự nghi ngờ về bản chất của định và trí tuệ. Quá muốn kinh nghiệm trạng thái định, tôi không ngừng cố gắng hành trì. Khi ngồi tham thiền, tôi cố gắng hình dung ra tiến trình đó, và do đó tâm tôi bị chia tách một cách đặc biệt. Khi tôi không làm gì đặc biệt hết và không tham thiền thì tôi tốt, không có làm sao. Nhưng khi nào tôi quyết tâm tập trung tư tưởng thì tâm tôi trở nên cực kỳ bấn loạn. Tôi tự hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao nó như thế này? Sau một thời gian tôi nhận ra rằng sự tập trung tâm ý trong việc hành thiền cũng giống như hít thở vậy thôi. Nếu bạn nhất định cố gắng thở sâu hay cạn, mau hay chậm, việc hít thở trở nên khó khăn. Còn nếu cứ xuôi thuận theo nó, không cần ý thức việc hít vào thở ra, việc hít thở trở nên tự nhiên và trôi chảy. Tương tự như vậy, mọi cố gắng bắt buộc mình trở nên tĩnh lặng chỉ là thể hiện sự bám víu và ham muốn. Làm như vậy chỉ cản trở sự định tâm mà thôi. Thời gian trôi qua, tôi tiếp tục hành trì với lòng tin tưởng vững chắc và sự hiểu biết càng lúc càng lớn mạnh hơn lên. Dần dà, tôi bắt đầu thấy diễn tiến tự nhiên của việc hành thiền, vì nhận ra rằng những ước muốn của tôi rõ ràng là một chướng ngại. Tôi hành trì một cách cởi mở hơn, khảo sát các yếu tố của tâm khi chúng xảy ra. Tôi ngồi và theo dõi, ngồi và theo dõi, cứ như vậy hoài. Một ngày nọ, vào khoảng 11 giờ đêm, sau khi ngồi thiền xong, tôi đi kinh hành. Trong đầu tôi khi đó trống trơn, không có tư tưởng nào hết. Tôi đang ở tu viện trong rừng mà có thể nghe những tiếng ồn ào và tiếng ca hát của cuộc hội hè đình đám đang diễn ra trong làng cách tu viện một khoảng xa. Khi cảm thấy mỏi mệt do việc hành thiền, tôi trở về cốc của mình. Khi tôi ngồi xuống, tôi nhận thấy tôi không ngồi vô thế kiết già mau lẹ như thường lệ. Tâm tôi tự nó muốn tiến vô trạng thái định thâm sâu. Tâm tự nó như thế đó. Tôi tự nghĩ, tại sao như vậy? Khi tôi ngồi xuống, tôi thấy tĩnh lặng hết sức. Tâm tôi vững vàng và tập trung tốt. Không phải là tôi không nghe được tiếng ca hát từ trong làng, nhưng tôi có thể làm cho tôi không nghe tiếng ca hát đó nếu tôi muốn như vậy. Trạng thái nhất tâm. Ở trạng thái nhất tâm này, tôi xoay nó hướng về các âm thanh thì tôi nghe được các âm thanh đó. Khi tôi không hướng tâm về các âm thanh thì hoàn toàn yên lặng. Lúc âm thanh tới, tôi quan sát kẻ đang chú tâm đến âm thanh. Kẻ này hoàn toàn tách biệt với âm thanh. Tôi quán tưởng như vậy. Đây là trạng thái định phải không? Không phải trạng thái này thì còn trạng thái nào khác hơn? Tôi có thể nhìn thấy tâm tôi tách rời khỏi đối tượng nó nhìn, như cái chén này và ấm nước này vậy. Tâm và âm thanh không hề dính liền với nhau. Tôi tiếp tục xét như vậy, rồi tôi hiểu. Tôi nhìn thấy cái nối liền chủ thể và khách thể lại với nhau. Và khi sự nối liền này bị phá vỡ, sự an tịnh thật sự hiển lộ. Lần đó, tâm tôi không để ý đến chuyện gì khác.
Nếu tôi muốn ngưng hành thiền, tôi có thể ngưng như vậy mà không thấy khó chịu. Khi một nhà sư ngưng hành thiền, thầy thường tự hỏi: ta làm biếng chăng? Ta mệt mỏi chăng? Ta bất an chăng? Không, tâm tôi lúc đó không làm biếng, không mệt mỏi, cũng không bất an. Tôi chỉ thấy trọn vẹn và đầy đủ về mọi mặt. Khi tôi ngưng hành thiền để nghỉ ngơi một lát, chỉ có hành động ngồi là ngưng lại thôi. Tâm tôi vẫn y nguyên như trước, không thay đổi. Khi tôi nằm xuống, tâm tôi vẫn tĩnh lặng y như trước. Khi đầu tôi chạm lên chiếc gối, tâm tôi xoay vào trong. Tôi không biết nó xoay vô trong chỗ nào, nhưng nó xoay vô trong như điện được bật lên vậy, và toàn thân tôi nổ bùng ồn ào. Sự nhận thức thì vô cùng tinh tế. Vượt qua điểm đó, tâm bước sâu vô nữa, bên trong không có gì hết, hoàn toàn không có gì hết. Không có gì vô trong hết, không có gì có thể đạt tới hết. Sự nhận biết ngưng lại bên trong một lúc rồi trở ra. Không phải tôi kéo nó ra, không đâu. Tôi chỉ là một quan sát viên, là người nhận biết mà thôi. Khi tôi ra khỏi tình trạng này, tâm tôi trở lại trạng thái bình thường và một câu hỏi nảy lên: cái đó là cái gì vậy? Câu trả lời xảy đến là: những sự việc này chúng chỉ là như vậy thôi, không cần phải nghi ngờ chúng nó. Tôi chỉ nói có bấy nhiêu và tâm tôi chấp nhận như vậy. Sau khi ngưng nghỉ một lúc, tâm tôi lại quay bật vô trong. Tôi không quay nó, chính nó tự quay vô trong lấy một mình. Khi tâm đi vô trong, nó lại đi tới bờ mé như lần trước. Lần thứ nhì này, thân thể tôi dở thành từng mảnh vụn và tâm tôi đi sâu hơn nữa, tĩnh lặng tột cùng. Khi tâm tiến vô và đã lưu lại một thời gian lâu như ý nó muốn, nó lại ra trở lại và tôi trở về trạng thái bình thường. Trong thời gian này, tâm tự nó hành động. Tôi chẳng hề cố ý bắt nó đi vô hay đi ra gì hết. Tôi chỉ nhận biết và quan sát những gì xảy ra vậy thôi. Tôi không nghi ngờ, tôi chỉ tiếp tục ngồi thiền và quán tưởng mà thôi. Lần thứ ba tâm tiến vô, toàn bộ thế giới đều tan dở. Đất đai, cây cỏ, đồi núi, người, vân vân, tất cả chỉ là khoảng trống. Không một vật gì còn lại hết. Khi tâm thức đã tiến vô và lưu lại một thời gian như nó muốn, nó rút ra và trở lại trạng thái bình thường. Tôi không biết nó trụ như thế nào, những chuyện đó khó thấy và khó diễn tả. Không có gì có thể dùng để so sánh với tình trạng đó được. Về ba lần kinh nghiệm này, ai nói được là chuyện gì đã xảy ra, ai biết được điều đó? Tôi có thể gọi đó là gì? Điều tôi nói ở đây chỉ là vấn đề bản thể của tâm. Không cần phải bàn tới việc phân loại các tâm hay tâm sở. Bằng lòng tin sâu chặt, tôi tiến vô hành thiền, sẵn sàng liêu mạng. Và khi tôi ra khỏi kinh nghiệm này, thì toàn thể thế giới đã thay đổi hẳn. Mọi kiến thức và hiểu biết đều đã biến thái. Nếu có người nào trông thấy tôi, thì chắc người đó nghĩ là tôi đã điên mất rồi. Thật vậy, người nào không chánh niệm vững vàng rất dễ trở nên điên khùng, bởi vì nhận thức về thế giới vũ trụ hoàn toàn thay đổi hẳn so với trước. Thật ra chỉ có cái ta là thay đổi mà thôi. Tuy vậy, cái ta thay đổi đó vẫn chỉ là một người với cái ta trước kia. Thiên hạ nghĩ thế này, tôi nghĩ thế khác. Thiên hạ nói như thế này, tôi nói như thế khác. Tôi không còn đồng nhất với bàn dân thiên hạ như trước nữa. Khi tâm tôi đạt tới sức mạnh tột độ của nó, thì căn bản ở đây là năng lực tinh thần, năng lực của sự tập trung tâm ý. Trong trường hợp tôi vừa mô tả, kinh nghiệm đó đạt trên năng lực của định. Khi định đạt tới trình độ này, minh sát tự nó diễn tiến, trong khi hành giả không cần phải cố gắng. Nếu bạn hành trì như thế này, bạn sẽ không phải tìm kiếm ở đâu xa. Bạn thân ơi, bạn còn chần chờ gì nữa mà không thử đi. Một khi bạn đã hiểu rõ, đó chỉ là một vấn đề đơn giản và trực tiếp. Khi lạc thú phát sinh, nên hiểu rằng nó không phải là ta, là của ta. Khi đau khổ phát sinh, cũng nên hiểu rằng
nó không phải là ta, là của ta. Đau khổ hay khoái lạc đều biến mất. Nếu bạn không chấp giữ các hiện tượng xảy ra, không đồng hóa chúng với mình, không xem chúng là sở hữu của mình, tâm sẽ đạt được trạng thái quân bình. Sự quân bình này là chánh đạo, những lời dạy của Đức Phật dẫn đến giải thoát. Thường chúng ta hay kỳ vọng, tôi có thể đạt được tầng thiền này hay tầng thiền kia không? Hay tôi có thể phát triển năng lực gì? Như vậy là chúng ta đã bỏ qua những lời dạy của Đức Phật để nhảy sang một lãnh vực khác thật sự chẳng hữu dụng chút nào. Nếu bạn thật sự muốn, bạn có thể tìm thấy Đức Phật trong những sự vật đơn giản nhất trước mắt bạn và có thể đạt được cốt tủy của sự quân bình này bằng tâm xả bỏ. Bước đầu thực hành, điều quan trọng là bạn phải có một hướng đi thích hợp. Thay vì cứ đi càng, đến đâu thì đến, bạn phải có một bản đồ hay được một người đã từng đi trên đường này hướng dẫn. Tất cả mọi sự đều được điều kiện hóa bởi nguyên nhân, dầu đó là nguyên nhân đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại. Nhưng bạn cũng chẳng cần phải băn khoăn thắc mắc để tìm hiểu nghiệp gì thuộc về quá khứ, nghiệp gì thuộc về hiện tại, nghiệp gì thuộc về tương lai, mà bạn chỉ cần quan sát thân và tâm của bạn. Khi quan sát, theo dõi từng những chuyển biến của tâm, bạn sẽ tự hiểu rõ nghiệp báo. Vậy thì hãy quan sát tâm bạn đi, bạn sẽ thấy rõ mọi chuyện. Đối với nghiệp của người ta thì hãy để cho người ta lo. Đừng bận tâm, đừng dính mắc vào chuyện quan sát, tìm hiểu hay lo lắng cho nghiệp của người khác làm gì. Nếu tôi uống thuốc đắng thì tôi đau khổ. Bạn khỏi cần chia sẻ sự đau khổ của tôi. Hãy nhận những gì tốt đẹp mà thầy bạn đã đem lại cho bạn. Có như thế, bạn mới được bình an. Tâm trí bạn mới giống như tâm trí thầy bạn. Nếu quan sát tâm bạn, bạn sẽ thấy. Dù bạn chưa biết gì về sự quan sát tâm, nhưng chỉ cần thực tập một lần, bạn sẽ hiểu rõ ràng. Tự bạn sẽ hiểu, và chính đó là sự thực hành giáo pháp. Lúc còn nhỏ, chúng ta thường được cha mẹ dạy dỗ và cha mẹ chúng ta cũng thường lấy làm bực mình vì ta. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng muốn ta nên người. Bạn sẽ thấy điều đó khi bạn thực tập một thời gian lâu. Khi cha mẹ hay thầy giáo phê bình, chỉ trích chúng ta thường buồn rầu và tức giận. Nhưng về sau, chúng ta sẽ hiểu rõ cha mẹ và thầy giáo hơn nữa. Cũng vậy, cứ thực tập một thời gian, bạn sẽ hiểu. Những kẻ quá giỏi giắng, quá thông minh sẽ bỏ đi sau một thời gian ngắn và không học được gì cả. Nếu bạn thấy rằng bạn giỏi hơn kẻ khác, bạn chỉ gặt hái sự đau khổ mà thôi. Đáng thương thay, nhưng cũng chẳng cần phải âu sầu điều đó làm gì, chỉ quan sát thôi. Những đau khổ này phát sinh từ những tư tưởng sai lầm. Khi bạn thấy chân lý, bạn sẽ không còn bị lệ thuộc bởi quan niệm hay ý kiến nữa. Tất cả mọi chuyện đều yên lặng, bình an. Điều đó đúng. Tôi rất sợ những người đó. Tôi sợ những người có tư thái quá nghiêm trọng như thế. Nhất là những người rất nỗ lực, rất tích cực, nhưng thiếu trí tuệ. Họ tự ép mình vào những cố gắng không cần thiết. Một số các bạn ở đây có quyết định phải tu hành giác ngộ mới được. Bởi thế, họ hết sức tích cực. Họ nghiến răng và tranh đấu với chính mình. Lúc nào họ cũng chiến đấu, hòng mong chóng đạt đến giác ngộ, giải thoát. Những cố gắng liên tục đem lại cho họ nhiều khó khăn, đau khổ. Ai cũng thế cả, họ không hiểu bản chất của sự vật. Tất cả mọi cấu tạo, thân và tâm đều vô thường. Chỉ cần đơn thuần quan sát chúng mà đừng dính mắc vào chúng, đừng để chúng ràng buộc mình. Có một số người quá tích cực như thế nên họ hay chỉ trích phê bình. Họ thường theo dõi người khác để phê phán. Họ muốn thế thì cứ để họ làm. Hãy để họ qua một bên với những quan niệm của họ. Riêng chúng ta đừng có một sự phê phán, một sự phân biệt nào. Ai có quan niệm gì, ai muốn thực hành ra sao, cứ để mặc cho họ. Hãy lo cho chính mình, đừng phân biệt, vì phân biệt rất nguy hiểm. Chẳng khác nào đang lái xe trên khúc đường có nhiều khúc cong nguy hiểm. Chúng ta phải chăm chú lái xe, đừng để xe đi lệch ra ngoài. Nghĩ đến sự tốt xấu của kẻ khác, so sánh người với mình.
người ấy xấu hơn tôi, người ấy tốt hơn tôi, người ấy bằng tôi, vân vân, là đi lệch ra khỏi con đường và gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta phân biệt, chúng ta chỉ gặt hái đau khổ mà thôi. Dạy dỗ kẻ khác là một trách nhiệm cao đẹp và quan trọng, phải làm với tất cả nhiệt tâm của mình. Phải ý thức rằng trong khi dạy dỗ kẻ khác, bạn cũng tự dạy cho mình. Bạn phải tự mình thực tập, tự mình làm cho mình trong sạch, chứ không phải chỉ đơn thuần nói cho người khác biết thế nào là đúng, là sai. Bạn phải thực hành tất cả những gì bạn đã dạy dỗ kẻ khác với tất cả tấm lòng của mình. Phải hết sức thành thật với chính bạn và với mọi người. Phải hiểu rõ đâu là trong sạch, đâu là ô nhiễm. Cốt tủy của những lời Phật dạy là học hỏi cách nhìn sự vật một cách chân xác, trọn vẹn và rõ ràng, thấy được thực tướng của vạn hữu tự do giải thoát. Hãy sử dụng một cách có hiệu quả phương tiện quý báu này bằng cách tuân theo giới luật và nội quy. Nhưng hãy nhớ rằng, tinh túy của giới luật là theo dõi tác ý của mình, theo dõi và biết mình đang có ý định hay đang làm gì. Luôn luôn xem xét tâm mình, phải có trí tuệ, không có tâm phân biệt. Bạn có cảm thấy buồn khổ khi nhìn thấy một thân cây nhỏ trong rừng, chẳng cao, chẳng thẳng như những cây khác không? Chắc chắn là không rồi, vì chỉ có những kẻ điên rồ mới lo lắng cho số phận của những cây cỏ eo uột trong rừng. Cũng thế, đừng phán đoán kẻ khác. Cuộc đời này có muôn màu muôn vẻ, bạn để tâm đến làm gì? Muốn thay đổi chúng, chẳng khác nào muốn mang gánh nặng vào thân. Hãy kiên nhẫn giữ giới luật, sống giản dị tự nhiên và theo dõi tâm. Đó là hành thiền, đó là phương cách phát triển lòng vị tha, loại bỏ tính ích kỷ, dẫn dần đến an bình, hạnh phúc. Chìa khóa mở vào cửa Phật. Ngày xưa tại một vương quốc nọ, có một nhà vua về già mới bắt đầu đi tìm chân lý. Ông cho triệu tập tất cả các tăng ni trong nước và ra lệnh cho họ tìm kiếm tất cả những sách vở, kinh điển giảng dạy về con đường giải thoát để mang trở về cung điện. Sau vài năm trời, các tăng ni đã thu thập được một kho sách lớn gồm hàng vạn cuốn viết bằng đủ thứ tiếng, tiếng Bali, tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa, tiếng Nhật Bản và ngay cả tiếng Việt Nam, vân vân. Nhà vua không thể nào đọc được tất cả những cuốn sách đó, nên hạ lệnh cho những vị cao tăng đã thấu hiểu đạo lý lựa chọn cho ông một vài cuốn sách quan trọng, khả dĩ giúp cho ông tiến mau trên con đường đạo hạnh. Vài năm sau, các vị tăng dâng lên cho ông một số kinh căn bản do chính Đức Phật giảng dạy, cùng với một vài bộ kinh Đại Thừa mà họ tin rằng là nòng cốt của đạo Phật. Hỡi ôi, lúc bấy giờ nhà vua đã già yếu lắm rồi, ông không còn đủ sức cầm lên một cuốn sách, ông chỉ còn lại một yêu cầu: đúc kết lại những tinh hoa của đạo Phật thành một câu hay một chữ thôi, để may ra ông được cứu độ sang bên kia bờ giác. Sau khi hội ý khẩn trương bàn bạc, các vị cao tăng cùng nhau viết ra một chữ và dâng lên cho nhà vua đang hấp hối. Nhà vua thều thào đọc tâm và tắt thở với một nụ cười mãn nguyện. Thật ra đây là một câu chuyện cổ quen thuộc mà tôi đã mạn phép tráo đổi chữ cuối cùng bằng chữ tâm. Sự tráo đổi này dĩ nhiên có một hậu ý. Ý nghĩa đó là dù học Phật trong bao nhiêu sách vở, tụng bao nhiêu kinh điển đi chăng nữa, cũng không thể nào thấu hiểu được đạo Phật nếu không thấy rõ được là Phật tại tâm. Đối với tôi, Phật tại tâm là một câu ngắn gọn, chứa đựng được tinh hoa cốt tủy của đạo Phật, cần phải suy ngẫm lâu ngày hay ôm ấp trong lòng như một công án thiền. Cho tới khi thông hiểu được rồi thì bỗng thấy mọi việc đều sáng tỏ, cũng như mặt trời giữa ban ngày. Nhưng hiểu được như vậy cũng đừng vội cho rằng mình đã ngộ đạo. Chưa đâu, đó mới chỉ là sự hé mở một cánh cửa đưa vào thế giới mênh mông của đạo Pháp. Hiểu được Phật tại tâm là một chuyện, thành tựu được tâm là Phật lại là chuyện khác.
còn phải tu luyện cái tâm rất lâu đời mà chưa chắc cuối cùng đã đạt được. Trong kinh Pháp Cú thuộc vào Tam Tạng Kinh Điển Pali là một quyển kinh phổ biến sáng sủa, giản dị, được coi là phản ánh trung thành nhất của những lời Đức Phật dạy. Câu đầu đã nhấn mạnh ngay vào vai trò chính yếu của tâm. Tâm dẫn đầu tất cả, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Kinh Lăng Già thuộc vào Kinh Điển Đại Thừa cũng có câu: Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Nhưng tâm là gì? Câu hỏi đó cũng không khác gì một câu hỏi trung tâm của triết học, một câu hỏi đã ám ảnh bao nhiêu thế hệ con người. Ta là ai? Tâm chính là mình, chứ không đâu xa lạ. Là cái ta tạm thời, cái ta bao gồm và phát sinh ra thân khẩu ý. Tâm tạo tác ra tất cả, cái nhân cũng như cái quả. Mỗi người do cái tâm tự tạo nên cái nghiệp, nên phải chịu trách nhiệm tất cả những gì mình đã làm. Kinh Pháp Cú cũng có câu: chỉ có tự mình gây nên điều xấu, tự mình làm nhơ úy mình, tự mình hủy bỏ điều xấu, tự mình làm mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay nhơ úy đều tùy thuộc mình, không ai làm ai thanh tịnh được. Tâm bao gồm tất cả, ngay cả khổ tập diệt đạo cũng là ở tâm. Vì nếu không có tâm thì làm gì có khổ? Hòn đá, mặt trăng đâu có khổ, làm gì có tập? Tức là tham sân si dấy lên chính trong tâm con người, chứ không nơi nào khác. Và dĩ nhiên nếu không có khổ thì đâu có cần tới diệt, mà cũng không cần tới đạo làm chi nữa. Tông phái Duy Thức của Đại Thừa còn đi xa hơn nữa, với quan niệm rằng tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này là do tâm thức con người mà ra, gồm có bảy thức và a lại gia thức, nhưng khác với thái độ thụ động của các triết lý duy tâm Tây Phương. Duy Thức chủ trương một thái độ tích cực bằng cách tu luyện tâm thức bằng yoga, bằng thiền định, do đó còn được gọi là Yogacara, để đi tới giác ngộ. Mục đích đầu tiên của người tu theo đạo Phật, dù là tăng sĩ hay cư sĩ, là hai lối sống, chứ không phải là hai con đường, là làm chủ được cái tâm của mình. Bằng cách tôn trọng giới luật, trong thân khẩu ý, mỗi người cố gắng giữ cho cái tâm thanh tịnh, không bị dao động, giằng co, để có thể định được cái tâm của mình cho an nhiên, tĩnh lặng. Định được cái tâm của mình là một giai đoạn quyết định, một giai đoạn quan trọng đến nỗi chính Đức Phật cũng phải công nhận rằng niệm là con đường duy nhất đưa tới giải thoát. Ngài đã trình bày một cách cặn kẽ phương pháp quán niệm trong kinh Tứ Niệm Xứ, là một trong những quyển kinh được phổ biến nhất trong Phật giáo Nguyên Thủy. Chữ niệm gồm có chữ kim ở trên và chữ tâm ở dưới. Như vậy, niệm bao hàm ý nghĩa chú tâm tới hiện tại. Trì giới, định tâm đã là những điều khó khăn, không phải một sớm một chiều đạt được, nhưng kết quả sẽ đi đôi với cố gắng của mỗi người, tức là sẽ mang lại sự thanh thản, an vui trong tâm hồn. Diệt trừ được những tâm lý tiêu cực như si mê, nóng giận, loạn động, nghi ngờ, phát triển được những tâm lý tích cực như từ bi, hỷ, xả, luôn luôn giữ được sự sáng suốt và làm chủ được cái tâm của mình, đã là những thành quả đáng kể trên con đường đạo hạnh. Nhưng mục đích của đạo Phật còn cao xa hơn nữa. Mục đích của đạo Phật là đạt được giác ngộ bằng trí tuệ bát nhã, tức là làm hiển lộ cái Phật tánh sẵn có nơi mình. Cái nhân mầm Như Lai chỉ đợi chờ một ngày kia vươn lên trong mỗi người. Đó là một thông điệp mang đầy hy vọng và tinh thần bình đẳng mà cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật Thích Ca, một con người siêu việt, đã trao lại cho nhân loại. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy, tất cả những ai đi tìm Phật ở ngoài mình cũng chỉ như người đi tìm lông rùa, sừng thỏ. Trong những câu chuyện thiền có rất nhiều chuyện về tìm tâm, kiếm Phật. Ngài Huệ Khả sau khi tự cắt tay, đứng trên tuyết cầu xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma an cho cái tâm của mình. Tổ trả lời: đưa cái tâm ra đây ta an cho. Con không biết cái tâm ở đâu. Vậy thì ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nghe câu đó,
Ngài Huệ Khả hốt nhiên chứng ngộ. Khi sư Huệ Hải tới tham vấn Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ hỏi: người tới đây tìm gì? Tới cầu Phật Pháp. Kho báu nhà mình chẳng đói hoài, bỏ nhà đi tìm cái gì? Kho báu nào? Kho báu nhà ngươi đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng, việc gì phải tìm bên ngoài. Nghe vậy, Ngài Huệ Hải cũng hốt nhiên nhận được bản tánh của mình. Khi nhận diện được cái bản tánh của mình thì mới tin rằng tâm tức là Phật, và bản tánh của mình đầy đủ tất cả, xưa nay vẫn thanh tịnh, nhưng vì bị dẫn đục bởi những tham sân si, ô nhiễm bởi những ý tưởng vọng niệm, cho nên như mặt trời bị áng mây che lấp, không làm sao sáng tỏ được. Một khi giác ngộ, không còn cái nhị nguyên chánh tà, tốt xấu, trong đục, vân vân, và ngay cả cái ta cũng không còn. Tâm không còn, Phật cũng không còn. Thực tại không hay chân như được nhận chân bằng trực giác, vượt qua khỏi mọi ngôn từ, biểu tượng. Đó cũng là sự thành tựu của sự hòa nhập con người với bản thể vũ trụ. Bằng cái tâm mình, con người đại giác vượt khỏi cái vỏ hữu hạn của mình để hòa mình trong cái vô hạn. Nhận định như vậy, người tu theo đạo Phật một cách đúng đắn luôn luôn phải trở về với cái tâm sâu thẳm của mình, để không bị những cảm xúc, những vọng niệm, những tưởng tượng mông lung lôi kéo đi xa sang thế giới bên ngoài. Nhưng thường tình ít ai có can đảm đi sâu vào nội tâm của mình và tự đối diện với mình trong yên lặng cô đơn. Ít người tin tưởng vào sức mạnh của chính mình, vào khả năng tự lực. Tuy rằng Đức Phật trước khi tịch diệt đã căn dặn các đệ tử của Ngài: các con hãy là hải đảo cho chính mình, đừng đi tìm một nơi trú ẩn bên ngoài nào. Hãy lấy chánh pháp làm hải đảo, lấy chân lý làm nơi trú ẩn, đừng lấy nơi trú ẩn nào khác. Trích Kinh Đại Bát Niết Bàn. Người ta thường cần dựa vào tha lực, vào những sức mạnh bên ngoài. Đầu tiên là những vị thầy, là những người dẫn dắt, chỉ bảo mình để không bị sai đường lạc lối. Dĩ nhiên vai trò của các vị thầy rất quan trọng. Dù là guru, thiền sư hay roshi, họ là những người đã đi trước, đã được các thế hệ trước chỉ đường và tiếp tục chỉ đường cho những thế hệ sau. Những quan hệ thầy trò có thể rất sâu đậm và có thể trở thành quyết định cho sự chứng ngộ của người học trò. Nhưng đó chỉ là những quan hệ thầy trò, không hơn không kém. Thầy trò chỉ là địa vị của người đi trước và người đi sau, tuyệt nhiên không phải là ranh giới của sự giác ngộ. Giác ngộ hay không chỉ có một mình biết. Trong kinh Pháp Cú có câu: các ngươi phải tự mình cố gắng, chư Phật chỉ là những bậc thầy chỉ đường. Ngay cả chư Phật cũng chỉ là những bậc thầy chỉ đường. Điều đó tỏ rõ tinh thần bình đẳng và tự lực của đạo Phật. Hơn nữa, vị thầy giỏi là người biết tùy duyên thích nghi sự chỉ dạy với căn cơ, trình độ của người học trò, và đồng thời để người học trò tự do, tự phát triển lấy và tự tìm ra con đường của mình. Điểm nương tựa thứ hai mà người ta thường dựa vào là kinh điển, sách vở. Kinh điển, sách vở là nơi mà người ta mong tìm được chánh pháp, nghe được những lời dạy của chư Phật, chư Tăng trong quá khứ. Nhưng kinh điển mênh mông như rừng, như biển. Số kinh được chép đi chép lại, trước tác, dịch thuật, thêm bớt trong quá trình phát triển của đạo Phật đã trở thành quá bề bộn, rậm rạp, cho nên người học Phật khó lòng nào tự mình xoay sở trong rừng biển đó. Hơn nữa, chính Đức Phật đã cảnh giác các đệ tử của mình: những điều ta dạy đây chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng, đừng cho ngón tay là mặt trăng. Do đó, phải coi kinh điển, sách vở như những phương tiện không hơn không kém, và cố gắng vận dụng trí tuệ mình để phân biệt điều hay, điều dở, điều còn có giá trị, điều đã lỗi thời, điều tinh hoa cốt tủy, điều phù phiếm vô dụng. Và luôn luôn nhớ rằng điều quan trọng trong đạo Phật không phải là học mà là hành. Rằng trí không phải là tuệ, tuy rằng hai cái có liên quan với nhau. Trí là sự hiểu biết bằng lý trí, lý luận, ngôn từ, biểu tượng. Trong khi đó, tuệ
là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn, bằng trực giác, vượt qua khỏi biểu tượng, ngôn từ. Và tuệ không thể nào có được nếu không có định, tức là quay lại nhìn thẳng vào cái tâm của mình, tất cả rồi cũng quay trở về tâm. Ngoài ra, người ta cũng thường hay tìm sự hỗ trợ của các tha lực như các sức mạnh quyền bí siêu nhiên hay được người ta coi là quyền bí siêu nhiên và kêu gọi những sức mạnh đó giúp đỡ mình. Đó là tất cả những nghi lễ cúng giái cầu xin, kinh kệ hướng về các vị Phật, Bồ Tát, thần linh như là những thực thể bên ngoài, có quyền hành trên vận mạng của mình. Thật ra, người hiểu đúng đắn đạo Phật sẽ không bao giờ quan niệm như vậy được. Theo luật nhân quả, không ai ngoài mình có thể cứu vớt được mình. Chỉ có mình mới cứu vớt được mình, mới giải thoát được mình. Và khi cầu xin, dù không phải cho riêng mình, mà là cho gia đình mình, dù không phải được thêm tiền bạc danh vọng, mà là thêm công quả phước đức, người ta vẫn không tránh khỏi tăng thêm cái chấp ngã của mình. Mà còn chấp ngã thì làm sao mong được giải thoát? Xét cho cùng, khi một người tu Phật thành khẩn lễ lạy trước bàn thờ Phật, thắp hương, tụng kinh theo hồi chuông tiếng mõ, thì thật ra người đó thành khẩn lễ lạy những vị Phật Bồ Tát trong chính mình. Khi niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca, thì mình tưởng nhớ tới vị Thầy đã chỉ dẫn cho nhân loại con đường giác ngộ, đồng thời hướng vào trong chiều sâu tâm thức để kêu gọi cái Phật tánh trong mình. Khi niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, thì mình khơi dậy lòng từ bi trong mình và phát hạnh nguyện lắng nghe những đau khổ của thế gian như Ngài. Cũng như lời của một nhà sư Trung Hoa nói với John Buffel: các vị Bồ Tát quá thực cũng như bầu trời và trái đất, và họ có một sức mạnh vô biên cứu vớt chúng sinh. Nhưng sự có mặt của họ chính là ở trong tâm thức của chúng ta, là nơi chứa đựng cả bầu trời và trái đất. Thật ra, Phật không ở trong những bức tượng, những viên xá lợi. Phật không nghe thấy những lời cầu xin, không nhìn thấy những lễ lạy, không cần đến những cây nhang, cây hoa cắm trên bàn thờ, bởi vì Phật chính ở trong tâm ta. Thiên đàng hay địa ngục, luân hồi hay niết bàn, cõi ta bà hay thế giới Tây phương cực lạc cũng là ở tại tâm. Nói như vậy, không có nghĩa là ta phải bác bỏ mọi nghi lễ, tụng niệm hay coi thường sự thành khẩn. Lòng tin, sự thành khẩn trong đạo Phật là những sức mạnh vô cùng mãnh liệt, có khả năng giúp đỡ rất nhiều cho người Phật tử, nhất là trong những giờ phút khó khăn. Nhưng lòng tin trong đạo Phật không phải là đức tin không bờ bến, đức tin không điều kiện của những tôn giáo thần khải. Đó là sự tin tưởng nơi những người đi trước, nơi những vị thầy dẫn dắt cho mình, cho tới khi chính mình thực nghiệm được con đường chỉ dẫn. Dần dần sự tin tưởng tạm thời đó sẽ được thay thế bằng sự tin tưởng vững chắc mang lại bởi kinh nghiệm bản thân. Như vậy, người tu Phật phải hiểu rằng mỗi khi mình lễ lạy tụng niệm là mình hướng về những sức mạnh tâm linh bên trong mình, chứ không phải là hướng về những quyền lực quyền bí trên trời dưới biển bên ngoài. Và nếu sức mạnh mình cầu khẩn tưởng là bên ngoài, nhưng kỳ thực là sức mạnh bên trong, thì tự lực và tha lực trong thực tế liệu còn có khác gì nhau? Tâm tính và căn cơ. Giáo lý của Đức Phật có nhiều phương pháp tu luyện tâm linh thích hợp với những nhu cầu tâm tính và căn cơ của mỗi người. Nhưng cuối cùng, tất cả đều hướng về một trung tâm điểm là niệm, tức chú tâm, mà Đức Phật gọi là con đường duy nhất. Người ta có thể nhìn con đường đó như là trái tim của giáo pháp, đập ở giữa tất cả những mạch máu trong cơ thể của đạo pháp. Trong bát chánh đạo, chánh niệm giữ một địa vị vô cùng quan trọng. Nhờ chánh niệm, con người mới làm chủ được cái tâm của mình, giữ cho cái tâm an tịnh và chống được phiền não, khổ đau. Trong kinh Niệm Xứ, Đức Phật đã trình bày một cách rõ ràng phương pháp quán niệm theo bốn nhóm chủ đề là thân, thọ, tâm và pháp. Đó là căn bản của thiền định, là phương pháp ngắn gọn, trực tiếp nhất để đi tới giải thoát.
Sau này thiền đại thừa cũng không khác gì trong bản chất, được thâu gọn trong câu kệ xuất hiện sau ngày Huệ Năng: giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là dạy ngoài truyền riêng, không dựa văn tự, chỉ thẳng vào tâm, thấy tánh thành Phật. Nhưng nếu con đường là một thì cũng có nhiều phương tiện chở đi, như những cỗ xe hay những chiếc bè khác nhau. Vì con người có nhiều tâm tính, căn cơ khác nhau, cho nên mới xuất hiện nhiều phương tiện khác nhau, tuy cùng đi trên một con đường. Trong suốt hành trình phát triển của đạo Phật, nhiều trường phái đã xuất hiện và đã pha trộn ít nhiều với nền văn hóa bản xứ, cho nên đạo Phật đã trở thành phong phú và đa dạng trong hình thức cũng như trong nội dung. Người ta có cảm tưởng có rất nhiều khác biệt giữa đạo Phật Nguyên Thủy, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Nhật Liên Tông, vân vân. Đến nỗi có khi tự hỏi còn có gì chung giữa khung cảnh bình dị yên lặng của một thiền đường Nhật Bản và khung cảnh màu mè náo nhiệt của một ngôi chùa Tây Tạng. Câu trả lời có thể rất là giản dị nếu lấy cái tâm làm trung tâm điểm. Ai nấy đều đi tìm Phật, tìm giác ngộ trong cái tâm của mình. Còn tất cả những hình thức chỉ là phương tiện, những phương tiện thiện xảo giúp con người định tâm giữa những sao động cám dỗ, nghi vấn xuất hiện trên con đường tu tập. Những phương tiện đó là cảnh trí, y phục, chuông mỏ, chiên trống, ấn quyết, thần chú, đồ hình, tụng kinh, niệm Phật, lân tràng hạt, vân vân. Tất cả những phương tiện đó có khả năng ảnh hưởng rất mạnh trên tâm lý con người và có thể giúp đỡ rất nhiều trong sự tu tập. Ngay cả trong thiền tông cũng có khi dùng phương tiện, chẳng hạn như công án hay tác động mạnh gây nên đốn ngộ trong phái Lâm Tế, hoặc là kinh kệ trong phái Tào Động. Tuy rằng thiền sư Dogen phái Soto chủ trương chỉ cần ngồi là đủ, chọn lựa một phương tiện này hay một phương tiện khác là tùy tâm tính căn cơ của mỗi người. Không có trường phái nào hay hơn hay cao hơn trường phái khác, chỉ có thích hợp hay không với mỗi người thế thôi. Nhìn như vậy, người ta không còn lý do nào nữa để chỉ trích nhau giữa các tông phái Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cương Thừa, Thiền, Tịnh Độ, Mật Tông, vân vân. Cái tâm là cái hòa đồng tất cả, là nơi gặp gỡ của tất cả những ai ở mọi chân trời và thời đại đã có can đảm đi tìm giác ngộ chân lý hay tuyệt đối trong chiều sâu thẳm của tâm linh. Để kết luận, nếu chúng ta thấy đạo Phật có phần nào phức tạp, rườm rà và khó hiểu thì nên đem ra soi sáng bởi câu Phật tại tâm, thì mọi sự sẽ trở nên sáng sủa và giản dị. Giản dị cũng như hai câu sau này của Kinh Pháp Cú: không làm các điều ác, thành tựu những việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, ấy lời chư Phật dạy. Không định nào không tuệ, không tuệ nào không định. Ai cùng lúc định tuệ, người ấy gần Niết Bàn. Lung Tốc Bảo, Ngạc Quang Pa Rang, Thiền Định về Bồ Đề Tâm. Và Ngài đã làm một thời gian dài. Sau đó, vị Thầy huấn luyện cho Ngài trải qua một nhánh của Đại Toàn Thiện, từ những thực hành sơ bộ của Mong Trô đến Trắc Chót và Tô Gan. Trong cái thấy đầu tiên này, Ngài nhận ra bản tánh nền tảng của tâm mình. Rồi khi thực hành Bồ Đề Tâm, Ngài kinh nghiệm bản tánh tuyệt đối của thực tại. Về sau, Ngài tiếp tục qua mọi thực hành, từng bước đến Tô Gan. Sự chứng ngộ ban đầu của Ngài là một cái gì chưa trọn vẹn. Ngài còn có nghi ngờ và cần sự làm cho sáng tỏ. Thế nên Ngài đi qua mọi phần nhánh này của sự thực hành. Đấy là tại sao có những công việc ngon trô, ý nghĩa sâu xa càng lúc càng được thăm dò và làm cho sáng tỏ theo kinh nghiệm cá nhân của mỗi hành giả. Chỉ có những trường hợp hiếm hoi nhất, trong đó chứng ngộ và giác ngộ trọn vẹn xảy ra đồng thời. Những hành giả như vậy, như Garab Dorje, được gọi là Trích Chapa, trong tiếng Tây Tạng nghĩa là sự thức tỉnh tất cả trong một lần hay thình lình đốn triệt.
Thông thường người ta có một kinh nghiệm thức tỉnh, sự chứng ngộ tâm linh, và rồi khai triển cho đến Phật tánh trọn vẹn.